Nghe được Bạch Tiền Bối Thiên Lý truyền âm nội dung về sau, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Lúc trước hắn thì có suy đoán, hiện tại có được xác định. Giáp gia nữ tử, Hà Nhân, Thụ Nhân cùng vị kia vũ trụ nhân, mấy cái viễn cổ thiên đình người sống sót muốn lấy bảo vật, quả nhiên là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Xảo chính là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, vừa vặn ở vào Tô Không Vân độ kiếp chỗ Bạch Tiền Bối phân thân thủ hộ chi địa. Hà Nhân, Thụ Nhân, vũ trụ nhân muốn từ Bạch Tiền Bối phân thân trong tay cướp đi bảo vật, hoàn toàn không có khả năng. Tống Thư Hàng đối Bạch Tiền Bối tương đương có lòng tin. Bạch Tiền Bối chờ một lát, ta lập tức cùng ngươi tụ hợp. Tống Thư Hàng sử dụng truyền âm trả lời. Tiếp đó, hắn xoái khí huy động xích tiêu kiếm tiền bối, hướng phía giáp gia nữ tử chính diện đổi. Một bên đổi thời điểm, hắn còn không quên miệng pháo, tiên tử, các ngươi muốn đổ vật, là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đúng không? Bất quá thật đáng tiếc, vật kia hiện tại là chúng ta Bạch Tiền Bối đắt á. Mặc kệ miệng pháo có hiệu quả hay không, dù sao chính là động động mồm mép sự, là giá rẻ nhất công tâm thủ đoạn. Đồng thời, hắn đã tới gần giáp gia nữ tử, xích tiêu kiếm nhẹ nhàng vung lên, nhân quả đao. Cùng Hắc Long thế giới cổ u ý chí hóa thân thi triển nhân quả thương khác biệt, Tống Thư Hàng thi triển ra nhân quả đao thời điểm, chủ yếu hiệu quả cũng không phải là đánh tan nhân quả đạt tới tất chúng hiệu quả. Hắn nhân quả đao công kích đường đi đã sớm sai lệch. Chém ra một đao lúc, trên người hắn mơ hồ có mấy đạo nhân quả chi lực sẽ dọc theo đi, hướng đại lão nhóm xin giúp đỡ một chút sức lực. Lần trước tại Hắc Long thế giới đối Hà Chỉ Ma đế lúc, Tống Thư Hàng mượn nhờ cổ u hỗn độn ý chí tập hợp thể nhân quả thương mảnh vỡ, một hơi kết nối lên 7 tôn tuyệt thế đại lão. Một đao liền để Hà Chỉ Ma đế rơi xuống đất thành hộp. Mà lần này, dựa vào hắn cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối hợp tác, tại Xích Tiêu kiếm tiền bối trường sinh giả thần binh thêm thành bên dưới, Tống Thư Hàng trên người. Có nửa cái nhân quả tuyến cụ hiện hóa đi ra. Vọng Thiên, liền một đầu hoàn chỉnh nhân quả tuyến cũng dựng không nổi. Tống Thư Hàng còn tưởng rằng dựa vào bản thân cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối ăn ý cùng đồng bộ, chỉ ít có thể ngưng tụ ra một đầu nhân quả tuyến. Xem ra, mình và Xích Tiêu kiếm tiền bối ở giữa ăn ý còn cần tăng lên. Dưỡng đao thuật là cái rất không tệ lựa chọn. Nhân quả đao độ thuần thục, cũng phải nhanh lên soát mới được. Nửa cái nhân quả tuyến nhưng không cách nào liên hệ với 7 cái đại lão, bất quá nhân quả đao còn có được chém ra nhân quả công hiệu, uy lực đồng dạng phi phàm. Đang lúc Tống Thư Hàng huy kiếm chém xuống thời điểm, cái kia nửa cái nhân quả tuyến lại nhưng thành công kết nối vào đối tượng nhân quả tuyến xuyên thấu qua một cái bóng ảo, đó là Nho Gia Thánh Nhân thân ảnh, cuối cùng nhân quả tuyến lại kết nối vào Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn. Thánh Nhân chi nhãn liền trang tại Tống Thư Hàng trong hốc mắt, có lẽ đây chính là hắn chỉ cần nửa cái nhân quả tuyến liền có thể kết nối vào nguyên nhân. Theo Thánh Nhân cùng nhân quả đao kết nối vào về sau, Tống Thư Hàng cái kia công đức kim toàn hình thành tiểu linh hồ bên trong có một cái thật lớn thanh âm truyền ra ngoài. Công đức linh hồ bá nho, thánh nhân, hữu giáo vô loại. Tống Thư Hàng mắt trái, nóng rực lên, một trận ấm lên, thậm chí có xương trắng hơi nóng từ mắt trái toát ra, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Đau quá, nhưng tâm tình lại vô cùng thoải mái. Không nghĩ tới nửa cái nhân quả tuyến còn có thể từ Nho Gia Thánh Nhân cái kia mượn được lực lượng. Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn tản ra ám kim sắc ánh sáng lộng lẫy, khóa chặt giáp gia nữ tử. Một chút, Thánh Nhân chi nhãn liền đem giáp gia nữ tử số liệu phân tích ra được, phản hồi đến Tống Thư Hàng não hải. Những thứ này số liệu có thể chỉ dẫn Tống Thư Hàng một hồi xuất đao lúc làm sao chặt, hướng cái nào góc độ đi chặt. Đây là tới từ ở Nho Gia Thánh Nhân kinh nghiệm chiến đấu tại chỉ dẫn. Mang thai trảm, Tống Thư Hàng trong miệng gào thét, gia tăng khí thế của mình. Chiêu thức tên là hắn tùy ý nghĩ, dù sao chiêu thức tên chính là dùng để hù đối thủ lúc dùng. Giáp gia nữ tử hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Tống Thư Hàng mắt trái nổi lên ám kim sắc quỷ dị quang mang, nàng cũng không e ngại. Mang thai ngưng thị, nàng đã không còn lo lắng. Đã như vậy, vậy liền thuận thế phản kích, đem Trình Lâm chuyển sinh thể xử lý. Giáp gia nữ tử tâm niệm vừa động thời khắc, đột nhiên từ cái kia Tống Thư Hàng Thánh Nhân chi nhãn bên trong, có một đạo tinh thần trùng kích vọt tới. Cái kia tinh thần trùng kích cường độ cường hoành đến cực điểm, trong đó có một loại vô địch tại đương thời ý chí. Giáp gia nữ tử chịu đến tinh thần trùng kích, không khỏi hoảng thần một lát. Mà liền tại nàng thoáng thất thần sát na, xích tiêu kiếm đã chạm ở trên người nàng. Nho gia Thánh Nhân chi nhãn mang tới chiến đấu chỉ đạo,
để Tống Thư Hàng đem nhân quả đao chạm tại thích hợp nhất, chính xác nhất vị trí. Một kiếm này chém xuống, giáp da trên người nữ tử phòng ngự, bị nhân quả đao pháp tắc phá vỡ. Vô cùng sắc bén xích tiêu liền từ nàng sườn bộ đâm vào, một đường chém xuống, tại nàng phần eo lưu lại một đạo thật dài vết thương. Trường sinh giả thần binh sắc bén, tuyệt không trộn nước. Giáp da nữ tử bị đau, thân hình tránh lui, trong nháy mắt rời khỏi Tống Thư Hàng xích tiêu kiếm công kích cự ly. Một chiêu này, không phải mang thai chảm. Xích tiêu kiếm tiền bối trầm giọng nói, hắn gọi sinh mổ. Tống Thư Hàng. Xích tiêu kiếm tiền bối là tại bất mãn vừa rồi mang thai chảm danh tự, sở dĩ cam chịu, đang tức giận. Thế là Tống Thư Hàng tay trượt đi, hai phát dưỡng đao thuật chứa tại xích tiêu kiếm tiền bối trên người, để tiền bối sảng khoái một chút, thuận tiện đề cao bên dưới giữa hai người ăn ý cùng phối hợp. Giáp da nữ tử thối lui tay, đưa tay sờ về phía eo của mình miệng vết thương ở bụng, máu của nàng như là sôi trào nham tương, từ vết thương chảy ra. Chỉ là máu tươi không có nhỏ xuống. Máu tươi từ vết thương chảy ra về sau, đột nhiên lại đảo ngược trở về, chui trở lại trong vết thương. Liền cái kia đạo dữ tợn vết thương, cũng bắt đầu khôi phục. Đau quá, giáp da nữ tử nói khẽ, thật lâu, không như thế đau nhức qua. Nàng đưa tay, đem trong tay mình bị hòa tan chuôi kiếm ném vứt bỏ. Ha 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 ha, kịch liệt đau nhức bên trong nàng ngược lại cười to, thống khoái. Nàng hưởng thụ loại thống khổ này cảm giác. Thụ thương sẽ chỉ làm nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng cuồng bạo hơn. Giáp da nữ tử trên người khí thế biến càng thêm cuồng bạo, càng có tính công kích. Không ổn, gia hỏa này giống như ngươi, đều thuộc về hưởng thụ thống khổ loại hình. Xích tiêu kiếm tiền bối nói khẽ. Bạch Long tỷ tỷ, Tống Thư Hàng kêu lên. Giáp da nữ tử trạng thái càng ngày càng cuồng bạo, lúc này chỉ có mời Bạch Long tỷ tỷ xuất thủ. Mặt khác, hắn tự thân khóa chặt bạch tiền bối phân thân vị trí, chuẩn bị đi qua cùng bạch tiền bối tụ hợp. Mà lúc này, đối diện cái kia giáp da nữ tử đã đánh tới. Không có cự kiếm, nàng trực tiếp lên nắm đấm. Trên nắm tay thiêu đốt lên chí mạng hỏa diễm, ngọn lửa này bên trong ngưng tụ lực lượng, không kém gì Tống Thư Hàng trước đó chém ra phần thiên hỏa diễm đao. Cái này tiểu khẩn thiết nếu là chùy đến ngực, tuyệt đối sẽ bị chùy bạo. Oanh! Giáp da nữ tử nắm đấm, bị một đầu ấm áp đại thủ nhẹ nhàng cản lại. Trong hư không có một đạo cánh cửa không gian mở ra. Một vị xích hồng đạo bào đạo trưởng, từ không gian bên trong chui ra, cũng thuận tay đưa tay chặn lại, đỡ được giáp da nữ tử cuồng bạo nắm đấm. Ta lần này đi ra ngoài tư thế không đúng lắm sao? Đạo trưởng cười khổ nói. Là xích tiêu tử đạo trưởng. Hôm nay, đạo trưởng đã lâu ngủ cái cảm giác. Trong mộng. Hắn nắm xích tiêu kiếm, đang chiến một vị cường địch. Đang lúc hắn chuẩn bị thi triển bí kỹ phần thiên hỏa diễm đao thời điểm, đột nhiên phát hiện trong tay xích tiêu kiếm xuất hiện mao bệnh. Hắn nắm chuôi kiếm đột nhiên biến thành trắng noãn cái cổ. Xích tiêu tử đạo trưởng tâm thật hoảng. Chiến đấu chính đặc sắc thời điểm, hắn xích tiêu kiếm biến thành một cái tiểu cô nương. Chuôi kiếm thủ biến thành đầu, chuôi nắm biến thành cổ của nàng, hộ thủ bộ phận biến thành bả vai. Thân kiếm biến thành nàng thon thả thân thể gầy yếu, thậm chí còn lăng không nhiều hơn một thân váy. Càng tâm tắc chính là, trong mộng hắn cứ như vậy nắm lấy tiểu cô nương cổ cùng cường địch đại chiến 300 hiệp. Nắm một cái gầy yếu tiểu cô nương cổ, dùng nàng thon thả thân thể cùng địch nhân thần binh tiến hành chống lại, va chạm. Thỉnh thoảng còn cần gầy yếu tiểu cô nương thân thể dùng sức đập lên cường địch như sắt thép thân thể. Trong lúc đó còn cần mấy lần phần thiên hỏa diễm đao. Mộng tỉnh đến sau xích tiêu tử đạo trưởng, cả người cũng không tốt. Giống hắn đẳng cấp này tồn tại, bình thường tới nói sẽ không tùy ý nằm mơ đều là có báo hiệu. Nhà ta xích tiêu kiếm sẽ không ra vấn đề gì a? Bởi vì thoáng có chút lo lắng bản thân bản mệnh bảo kiếm trạng thái, thế là xích tiêu tử đạo trưởng vượt qua không gian, đi tới bản thân ái kiếm bên cạnh. Kết quả, hắn từ khi cánh cửa không gian bên trong đi ra, liền bị người đối mặt đối. Một người mặc rách dưới giáp da nữ tử, cô thiêu đốt nắm đấm, hướng phía mặt của hắn chào hỏi tới. Đạo trưởng cũng không muốn bị thiêu đốt nắm đấm đánh mặt, đành phải đưa tay, đem cái này ăn mặc rách dưới giáp da nữ tử nắm đấm cản lại, cũng đưa nàng nắm tay nhỏ bắt lấy. Lại nói, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Xích tiêu tử đạo trưởng quay đầu nhìn về Tống Thư Hàng cùng xích tiêu kiếm hỏi.
hắc hắc không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên tới. Xích Tiêu tử, ngươi tới vừa vặn. Xích Tiêu kiếm vui vẻ nói, hắn trong thân kiếm tổn trữ năng lượng vừa vặn tiêu hao hơn phân nửa, đã không cách nào chèo chống một trận đại chiến. Xích Tiêu tử tới thật đúng lúc, vừa vặn có thể vì hắn bổ sung năng lượng, bổ sung năng lượng sau khi hoàn thành, hắn lại có thể cùng người khác đại chiến 300 hiệp. Mục tiêu của ta không phải ngươi. Giáp gia nữ tử nói, quả đấm của nàng bị Xích Tiêu tử đạo trưởng nắm lấy, không nhúc nhích tí nào. Nàng liều mạng thôi động trên nắm tay hỏa viêm, nhưng đối phương căn bản không nhìn nàng trên nắm tay hỏa diễm. Là như vậy, tiền bối. Tại ngươi đi ra trước đó, ta lại bị người đổi. Tống Thư Hàng đơn giản rõ ràng nói hắn đưa tay chỉ Giáp gia nữ tử. Xích Tiêu tử đạo trưởng. Tống Thư Hàng tiểu hữu lời nói bên trong cái kia lại chữ, khiến cho chua xót lòng người. Đạo trưởng lại nhìn mắt bản thân bắt lấy Giáp gia nữ tử, tính toán thực lực của nàng cảnh giới cửu phẩm kiếp tiên bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia, khả năng đã ẩn ẩn nắm giữ chính mình đạo, tiếp xúc qua trường sinh pháp tắc. Bất quá Giáp gia nữ tử trạng thái rất suy yếu, tựa hồ là mới từ trong phong ấn đi ra, hoặc là trọng thương chưa lành. Không biết trong chiến đấu nàng cụ thể có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Cấp bậc này tại chư thiên vạn giới đều đã là kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Tống Thư Hàng tiểu hữu vì sao lại thường xuyên bị thực lực viễn siêu hắn đại lão, đuổi theo đổi. Ngươi đối nàng làm cái gì? Xích Tiêu tử đạo trưởng hỏi hắn theo bản năng liền thấy có phải hay không Tống Thư Hàng chọc phải vị này Giáp gia nữ tử. Lần này không phải lỗi của ta. Tống Thư Hàng nói, vị này hẳn là viễn cổ thiên đình người sống sót, mà lại nàng và Trình Lâm có oán. Vừa nhìn thấy ta, liền đem ta xem như là Trình Lâm chuyển thế, nhất định phải đổi ta. Ta không sai, ta vô tội, ta chỉ là bị cuốn vào tai nạn người đi đường tống. Thì ra là thế, Xích Tiêu tử đạo trưởng quay đầu nhìn về Giáp gia nữ tử, kỳ thật tiên tử ngươi hiểu lầm, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi đang cuồng đổi tống thiếu niên, cũng không phải là Trình Lâm chuyển thế. Hắn nhiều nhất xem như Trình Lâm người thừa kế. Giáp gia nữ tử nhìn về phía Tống Thư Hàng ánh mắt, biến càng có tính công kích, hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy cuồng ý. Chỉ cần Xích Tiêu tử đạo trưởng đưa nàng nắm đấm buông ra, nàng muốn trước tiên đi lên chửi bạo Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Ở trên người hắn, công đức chi quang một lần nữa ngưng tụ, trước đó bị đánh nổ công đức xà mỹ nhân bắt đầu trọng sinh. Sau khi sống lại công đức xà mỹ nhân đối Giáp gia nữ tử không ngừng làm mặt quỷ khiêu khích, đặc biệt ngây thơ. Nhưng hết lần này tới lần khác loại này ngây thơ khiêu khích rất hữu hiệu, Giáp gia nữ tử cắn răng, lại không cách nào tránh thoát Xích Tiêu tử đạo trưởng. Xích Tiêu tử đạo trưởng, đúng rồi, ta lần này tới là muốn đem Xích Tiêu kiếm mang đi. Xích Tiêu kiếm, người bây giờ chơi không sai biệt lắm a. Hắn đến đem Xích Tiêu kiếm mang về hảo hảo bảo dưỡng một chút, miễn cho Xích Tiêu kiếm thật sự biến dị. A, bây giờ đi về, có thể hay không đợi thêm một chút a? Xích Tiêu kiếm không ngừng nói. Tống Thư Hàng đang cả kho thiên kiếp, hắn còn không có tận mắt chứng kiến kho thiên kiếp sinh ra, không có cam lòng. Mà lại, dưỡng đao thuật thật sự rất thoải mái, hắn hy vọng Xích Tiêu tử có thể cùng Tống Thư Hàng tìm hiểu một chút dưỡng đao thuật. Tống Thư Hàng trước đó có câu nói, hắn rất ưa thích liền xem như trường sinh giả thần binh, cũng là cần bảo dưỡng. Đạo trưởng nhìn qua vui đến quên cả trời đất, không muốn về nhà Xích Tiêu kiếm, lập tức tâm thật mệt mỏi. Không được, lần này ngươi đến cùng ta đi về trước. Xích Tiêu tử đạo trưởng nghiêm túc nói. Nhưng là ta còn muốn hiểu rõ bên dưới kho thiên kiếp cùng dưỡng đao thuật, không bằng ngươi cũng lưu lại theo giúp ta một hồi, chờ Tống Thư Hàng yến hội kết thúc, ta tự cùng ngươi trở về. Xích Tiêu kiếm cò kè mặc cả. Kho thiên kiếp, Xích Tiêu tử đạo trưởng nhéo nhéo cái cằm, kết hợp yến hội, chẳng lẽ là muốn ăn thiên kiếp? Người trẻ tuổi rất sáng tạo nha, hắn bị câu lên hứng thú. Nhưng phía sau cái này dưỡng đao thuật là cái gì? Nghe danh tự, liền để hắn không khỏi nhớ tới trong mộng cảnh biến thành gầy còm thiếu nữ Xích Tiêu kiếm. Trực giác nói cho hắn biết vật này, không thể đụng vào. Ngoại trừ kho thiên kiếp bên ngoài, trong tay chúng ta còn có một chương hoàn chỉnh thiên kiếp phần món ăn thực đơn. Mà lại trong tay chúng ta có rượu ngon, đẳng cấp phi thường cao rượu ngon. Xích Tiêu kiếm bắt đầu dụ hoặc chủ nhân của mình. Tốt a, ta cũng sinh ra hứng thú. Ta tự cùng ngươi cùng một chỗ, ngốc đến yến hội kết thúc. Xích Tiêu tử đạo trưởng trả lời. Nói xong, hắn đột nhiên lại cảm giác có chút không đúng. Xích Tiêu kiếm vừa rồi nói chuyện cùng hắn lúc,
liên tiếp nói mấy cái chúng ta, mà mấy cái kia chúng ta chỉ là hắn cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu. Hắn cái chủ nhân này, ngược lại bị hắn phân loại đến chúng ta ở ngoài. Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Yến hội về sau, nhất định phải đem bảo kiếm của mình mang đi, không thể lại để cho hắn tiếp tục bên ngoài thả bản thân. Cuối cùng, Xích Tiêu Tử đạo trưởng lại nhìn phía cái kia giáp da nữ tử. Nghĩ nghĩ về sau, đạo trưởng đột nhiên buông lỏng tay ra. Giáp da nữ tử thân hình nhanh chóng lui lại, nàng hướng Xích Tiêu Tử cùng Tống Thư Hàng các nhìn một cái, sau đó, nàng thân hình trốn vào đến cánh cửa không gian biến mất không thấy gì nữa. Xích Tiêu Tử, ngươi làm sao đưa nàng thả đi rồi? Xích Tiêu Kiếm nghi ngờ nói. Trấn áp một tôn kiếp tiên cũng không phải chuyện dễ dàng, chém giết kiếp tiên càng là rất phiền phức. Xích Tiêu Tử đạo trưởng bình tĩnh nói. Xích Tiêu Kiếm, lấy cớ. Xích Tiêu Tử đạo trưởng, ha ha ha. Thả dây dài, mới có thể câu cá lớn. Hắn hơi nheo mắt lại, ánh mắt vượt qua không gian cách trở, mơ hồ khóa chặt vị kia giáp da nữ tử tọa độ khi biết nàng là Viễn Cổ Thiên Đình người sống sót về sau, đạo trưởng liền âm thầm ở trên người nàng lưu lại tiêu ký. Thông qua cái này ẩn tàng tiêu ký, Xích Tiêu Tử đạo trưởng có thể xa xa khóa chặt giáp da nữ tử, để cho nàng trở thành ngư tiêu, tốt câu lên muốn cá lớn. Mà lại loại này câu cá pháp, liền mồi câu đều không cần chuẩn bị, phi thường có lợi. Bất quá giáp da nữ tử ít nhất là kiếp tiên đỉnh phong tồn tại, sở dĩ thông qua ấn ký quan sát nàng thời điểm phải cẩn thận một chút, không thể thời gian dài chú ý, miễn cho gây nên nàng cảnh giác. Thông qua ấn ký quan sát trên đường, Xích Tiêu Tử đạo trưởng nhìn lấy giáp da nữ tử thông qua không gian thủ đoạn mang đi ba cái trọng thương đồng bọn, lại nhanh chóng thông qua không gian chi lực rời đi. Ân, không sai biệt lắm. Xích Tiêu Tử đạo trưởng khẽ gật đầu. Hắn chậm rãi đem ánh mắt của mình từ giáp ra trên người nữ tử Nazi. Có thể ở chỗ này gặp gỡ Viễn Cổ Thiên Đình người sống sót, mà lại là kiếp tiên cấp tồn tại, thật sự là may mắn. Tống Thư Hàng tiểu hữu bất hạnh với hắn mà nói ngược lại là may mắn. Tại Xích Tiêu Tử đạo trưởng chậm rãi thu hồi ánh mắt thời điểm, giáp ra nữ tử mang theo ba cái trọng thương đồng bạn, vượt qua không gian, giáng lâm ở một cái thuần trắng không gian lối vào. Thuần trắng không gian mở ra, lộ ra một tòa cung điện một góc. Cung điện kia phồn hoa đến cực hạn, cái khác tất cả Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ đều không thể cùng hắn đánh đồng. Chẳng lẽ là Thiên Đế cung điện? Xích Tiêu Tử đạo trưởng hai mắt sáng lên, a, hôm nay ta tựa hồ thật sự rất may mắn. Vừa nghĩ tới có thể hay không câu được một con cá lớn, kết quả lập tức liền có cá lớn mắc câu rồi. Xích Tiêu Kiếm, chúng ta đi. Xích Tiêu Tử đạo trưởng đưa tay nói. Xích Tiêu Kiếm thấy thế, đành phải rơi vào Xích Tiêu Tử trong tay, người phát hiện việc vui rồi. Đúng, chúng ta đi đến liền về, xác định một chút suy đoán của ta. Xích Tiêu Tử đạo trưởng mỉm cười nói. Dứt lời, hắn nhanh chóng mở ra một cái không gian chi môn. Đợi đã, vì để phòng vạn nhất, đem ta vỏ kiếm cho Tống Thư Hàng. Xích Tiêu Kiếm đột nhiên nhớ tới một sự kiện vỏ kiếm của nó, cũng là thân thể nó một bộ phận. Tách ra đến sau có thể xem như phân thân của nó. Đem vỏ kiếm lưu tại Tống Thư Hàng bên cạnh, Tống Thư Hàng chỉnh ra kho thiên kiếp hắn cũng có thể trước tiên toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Hơn nữa còn có thể thông qua vỏ kiếm hưởng thụ dưỡng đao thuật, nhiều nhất chính là thể nghiệm cảm giác kém một chút, thoải mái cảm giác từ toàn thân xoa bóp biến thành cục bộ xoa bóp. Xích Tiêu Tử đạo trưởng khóe miệng có chút run rẩy, bất quá, hắn vẫn là đem một cái vỏ kiếm lấy ra, vứt cho Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta đi đến liền về. Xích Tiêu Kiếm kêu lên. Sau đó, hắn liền bị Xích Tiêu Tử đạo trưởng bắt lấy, tan biến tại cánh cửa không gian bên trong. Tống Thư Hàng tiếp nhận Xích Tiêu Kiếm tiền bối vỏ kiếm, như có điều suy nghĩ xem ra, Xích Tiêu Tử đạo trưởng là thông qua giáp da nữ tử, đạt được vô cùng trọng yếu tình báo hoặc tin tức, cần trước tiên đi chắc chắn chứ. Mà xác nhận tình báo này thời điểm, rất có thể sẽ có nguy cơ, cần Xích Tiêu Kiếm phối hợp. Xích Tiêu Tử đạo trưởng là trường sinh giả tu vi, liền hắn đều cần nghiêm túc đối đãi đối tượng cùng mục tiêu, cũng hẳn là trường sinh giả đẳng cấp. Tóm lại, nắm Xích Tiêu Tử đạo trưởng phúc, giáp ra nữ tử nguy cơ xem như giải trừ. Tống Thư Hàng lắc lắc vỏ kiếm, nói. Bạch Long tỷ tỷ cũng tạm thời không cần đăng tràng, không cần đem năng lượng tiêu hao tại giáp ra trên người nữ tử. Nàng có thể tiếp tục tích xúc năng lượng, dùng để thủ hộ Tô Thị A Thập Lục. Đi trước cùng Bạch tiền bối phân thân tụ hợp, Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái, hắn nắm lấy Xích Tiêu Kiếm tiền bối vỏ kiếm,
không cẩn thận tay trượt đi, một phát dưỡng đao thuật theo thói quen trượt ra. Ê a nha dễ chịu xích tiêu kiếm tiền bối thanh âm từ trên vỏ kiếm vang lên. A, tiền bối ngươi có thể thông qua vỏ kiếm nói chuyện, Tống Thư Hàng hỏi. Xích tiêu kiếm vỏ kiếm, hắc hắc, vỏ kiếm xem như phân thân của ta. Đáng tiếc, trên vỏ kiếm hưởng thụ được cảm giác sảng khoái truyền lại đến ta thân kiếm thời điểm, trăm không còn một. Xích tiêu tử đạo trưởng mang theo tiền bối đi làm sao rồi? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Chúng ta đang giám thị một cái to lớn màu trắng không gian. Bên trong có một cái cung điện hoa lệ, phong cách vẽ cùng ngươi hạch tâm thế giới bên trong viễn cổ thiên đình mảnh vỡ tương tự, bất quá muốn càng thêm hoa lệ. Xích tiêu kiếm trả lời. Càng thêm hoa lệ, Tống Thư Hàng nhìn về phía công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, phản nhìn qua Tống Thư Hàng. Xem ra, từ trên người nàng không chiếm được đầu mối gì. Xích tiêu tử đạo trưởng nắm xích tiêu kiếm, sử dụng pháp thuật giấu ở bóng tối giới bên trong, nhìn tái nhợt không gian bên trong cái kia cung điện hoa lệ. Ta còn tưởng rằng thiên đế cung điện tại viễn cổ thiên đình phá diệt thời điểm liền bị sụp đổ rồi, hiện tại xem ra, viễn cổ thiên đình thiên đế cung điện, rất có thể còn bảo tồn hoàn hảo. Xích tiêu tử đạo trưởng nói khẽ. Xích tiêu kiếm, cũng có thể là bị trùng kiến hoặc là chữa trị. Cũng có khả năng. Xích tiêu tử đạo trưởng gật đầu nói. Đợi đã, Bích Thủy Các, xích tiêu kiếm đột nhiên kêu lên, hắn tại cái kia màu trắng không gian bên trong, thấy được cái kia bị sụp đổ nguyên Bích Thủy Các. Tại sở các chủ đản sinh thời điểm, Khô Vinh song thụ tại nguyên Bích Thủy Các phế tích bên trên mọc ra, hấp thu nguyên Bích Thủy Các tinh hoa. Cuối cùng tại sở các chủ đạt được đầu mới, hoàn thiện tự thân đạo về sau, Khô Vinh song thụ đã đản sinh ra tân Bích Thủy Các. Mà nguyên Bích Thủy Các sớm đã sụp đổ, hài cốt lưu tại thú giới. Hiện tại, nguyên Bích Thủy Các hài cốt lại bị chuyển rời đến cái này tái nhợt trong không gian. Xích tiêu kiếm trước tiên đem cái này tin tức thông qua vỏ kiếm, thuật lại cho Tống Thư Hàng. Đi, chúng ta vào xem. Xích tiêu tử đạo trưởng suy tư một lúc lâu sau, chuẩn bị tự mình tìm một chút cái này tái nhợt không gian. Có thể hay không quá nguy hiểm, nếu không sẽ liên lạc lại mấy cái giúp đỡ tới. Xích tiêu kiếm hỏi. Xích tiêu tử đạo trưởng mỉm cười, không cần, chỉ cần cẩn thận một chút là đủ. Đạo trưởng từ bóng tối bên trong bước ra, không che giấu nữa tự thân, trực tiếp hướng cái kia tái nhợt không gian bước đi. Tái nhợt không gian bên trong, đột nhiên có một con người hình chiếu hiển hiện. Cái kia con người đối xích tiêu tử đạo trưởng chấp động, ngay sau đó, tái nhợt không gian sát na ở giữa đóng kín. Xích tiêu tử đạo trưởng đã sớm chuẩn bị, hắn đưa tay bóp đạo ấn. Dựng chỉ ở trước mắt, kém cỏi. Lưu tại giáp ra trên người nữ tử tọa độ chính là thu dây thời điểm, dựa vào cái kia ngư tiêu, hắn có thể trực tiếp xâm nhập tái nhợt không gian. Nhưng là, xích tiêu tử đạo trưởng thi pháp đến một nửa thời điểm, lại dừng lại. Hắn nhíu mày, nhìn qua trước mắt u ám hư không. Chúng ta vì sao lại ở chỗ này? Hắn lên tiếng hỏi. Xích tiêu kiếm, chúng ta tựa hồ là đuổi theo cái nào đó vật phẩm đuổi tới nơi đây. Xích tiêu tử đạo trưởng cười ha ha một tiếng, thì ra là thế. Là thiên đạo phòng tối hiệu quả. Tại này thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng phía dưới, chư thiên vạn giới tất cả mọi người liên quan tới phòng tối bên trong vật thể ký ức, sẽ từ căn nguyên trên bị xóa đi. Có thể không bị thiên đạo phòng tối hiệu quả ảnh hưởng, cũng chỉ có cùng thiên đạo đối ứng cửu u chúa tể. Đem nơi này tiêu ký một chút, mặc dù không nhớ ra được chúng ta truy chính là cái gì, nhưng khẳng định là đầu cá lớn. Xích tiêu tử đạo trưởng tiêu sái phất tay. Một bên khác, Tống Thư Hàng rốt cục cùng Bạch Tiền Bối mặt đơ phân thân tụ hợp. Tô Không Vân đang độ 2 tấn 3 cuối cùng một đợt thiên kiếp. Mà tại hắn thiên kiếp cách đó không xa, Bạch Tiền Bối phân thân nắm lấy bạo tạc lôi kiếp, thon dài song trưởng tại lôi kiếp trên một trận cuồng xoa. Lôi quang nổ vang, điện quang bắn ra bốn phía. 2 tấn 3 lôi kiếp, đang bị độ kiếp trận pháp tiêu hao một lần về sau. Thể tích vẫn như cũ có trụ lớn lớn nhỏ. Bạch Tiền Bối phân thân trước nắm lấy hắn dùng sức hất lên, để nó xoay tròn. Tiếp theo, bàn tay hắn tại lôi kiếp trên xoa động. Không cần một lát, bị Tô Không Vân độ kiếp đại trận bắn ra lôi kiếp liền bị xoa thành dạng nhánh. Bạch Tiền Bối phân thân song trưởng ở giữa phong ấn phủ văn lấp lóe, đem thiên kiếp phong ấn. Luận phong ấn thiên kiếp, Bạch Tiền Bối kinh nghiệm phi thường phong phú. Không sai biệt lắm. Đem bên người phong ấn lôi kiếp kéo lên về sau,
Bạch Tiền Bối phân thân hướng Tống Thư Hàng vị trí bay tới. Sau đó là thứ 8 đợt thiên kiếp, từ phía trên kiếp uy lực đến suy đoán nên là Tô Không Vân cuối cùng một kiếp. 2 tấn 3 thiên kiếp bình thường số đợt từ 5 đến 10 đợt, có người 5 đợt liền có thể kết thúc thiên kiếp, có người 10 đợt sau còn sẽ có trận thêm giờ thi đấu. Tô Không Vân ở vào bình quân check lên tiêu chuẩn, 8 đợt thiên kiếp, không tốt không kém. Bạch Tiền Bối phân thân đem tất cả phong ấn dạng nhánh lôi kiếp, chuyển giao cho Tống Thư Hàng, nhiều như vậy, hẳn là đủ đi. Tống Thư Hàng gật đầu, chờ Tô Không Vân độ xong cuối cùng một kiếp, chúng ta trở về Điền Thiên Đảo, nếm thử kho thiên kiếp. Kho thiên kiếp chế tác quá trình bên trong có lẽ phải dùng trên thời gian thành, đến lúc đó còn muốn nghĩ biện pháp đụng một món linh thạch thật sự không đi, muốn hướng Bạch Tiền Bối lại mượn một món linh thạch mới được. Nguyên bản còn muốn lấy cầm tán tài vương tọa cho Bạch Tiền Bối trả nợ, nhưng bây giờ cùng vị kia thiếu niên thần bí tiền bối ở giữa đổ ước vẫn chưa hoàn thành. Tán tài vương tọa không thể xuất thủ, trả nợ đến nghĩ cách khác. Tống Thư Hàng lại nhấc chân trong hư không nhẹ nhàng dẫm mạnh, hắc liên ngưng tụ thành hình. Tô Thị A thập lục từ hạch tâm thế giới bên trong nhảy ra, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào hắc liên bên trên, nhỏ nhắn xinh xắn nàng vừa vặn có thể hai chân cùng một chỗ đạp ở một đóa hắc liên bên trên, khả ái. Bạch Tiền Bối, trước đó có 3 cái viễn cổ thiên đình người sống sót hướng bên này tới, bọn hắn hiện tại thế nào? Tô Thị A thập lục hiếu kỳ hỏi. Đúng a, Hà Nhân, Thụ Nhân cùng vị kia Vũ Trụ Nhân. Gọi cái gì tới trong lúc nhất thời quên đi. 3 người bọn hắn thế nào? Tống Thư Hàng cũng rất tò mò. Giáp gia nữ tử đuổi hắn một đợt, bị Xích Tiêu Tử tiền bối đuổi đi. Như vậy, trước đó chạy đến Bạch Tiền Bối vị trí tới lấy viễn cổ thiên đình mảnh vỡ 3 vị, hiện tại ở đâu? Nguội sao? Ồ, nguyên lai cái kia 3 cái là viễn cổ thiên đình người sống sót. Khó trách, nói cách khác bọn hắn là hướng về phía bị ta nổ ra viễn cổ thiên đình mảnh vỡ tới. Bạch Tiền Bối phân thân một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Bạch Tiền Bối đưa chúng nó xử lý rồi. Tô Thị A thập lục hiếu kỳ hỏi. Bạch Tiền Bối phân thân lắc đầu, chỉ phụ cận hải vực. Trước đó, ta tại xoa thứ nhất phát lôi kiếp thời điểm, bởi vì không kinh nghiệm thất thủ. Lôi kiếp trong tay ta nổ tung lên, thế là ta đem lôi kiếp hướng cái kia phiến hải vực ném đi. Sau đó liền đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ nổ ra tới. Tống Thư Hằng hỏi, hắn đã não bổ ra Bạch Tiền Bối may mắn thuộc tính bộc phát tràng diện. Bạch Tiền Bối phân thân gật đầu, đúng. Sau đó, người nói 3 người kia xuất hiện, nhanh chóng hướng viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bay đi. Hiện thế bên trong có chút bảo vật bị chôn giấu ngàn vạn năm về sau, lại ở tự thân chung quanh hình thành linh lực khổng lồ trận. Khi chúng nó hiện thế lúc, liền sẽ có rất nhỏ tỷ lệ dẫn hạ khí kiếp. Lại thêm, khối này viễn cổ thiên đình mảnh vỡ khi xuất thế, lại là bị ta ném ra ngoài đi lôi kiếp nổ ra tới. Sở dĩ, hắn khi xuất thế có một đợt khí kiếp giáng lâm. 3 người kia vừa tới gần thiên đình mảnh vỡ, liền bị khí kiếp nổ lật qua, hôn mê bất tỉnh. Cái kia đợt khí kiếp uy lực rất nổ, ta đều phí hết chút thời gian, mới đưa khí kiếp ngăn trở. Khí kiếp chủng loại rất nhiều, cùng loại bảo vật xuất thế kiếp, cùng thiên kiếp khác biệt, không có tính nhắm vào. Chỉ cần chống cự xuống tới là đủ. Không cần lo lắng sẽ có nhúng tay khí kiếp, dẫn đến khí kiếp uy lực tăng lên phiền phức. Tống Thư Hàng. Đáng thương, lòng chua xót. 3 vị này không phải Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, sở dĩ căn bản không biết làm bạn Bạch Tiền Bối bên người lúc, phải chú ý cầu phú quý trong nguy hiểm nguyên tắc. Bạch Tiền Bối tiện tay nổ ra bảo vật lúc, làm bạn ở bên cạnh hắn người, nếu là trước tiên hướng bảo vật trên đánh tới, là sai lầm điển hình. Chính xác tiêu chuẩn động tác là trước nhìn mình và Bạch Tiền Bối ở giữa cự ly điểm ấy phi thường trọng yếu. Nếu là cùng Bạch Tiền Bối ở giữa cự ly hơi ngắn, vậy liền tận lực tới gần hắn, tốt nhất có thể kề sát ở bên cạnh hắn, thiếp càng gần nguy cơ càng nhỏ. Nếu là cùng Bạch Tiền Bối ở giữa cự ly khá xa, vậy liền nhanh chóng lăn lộn, bằng nhanh nhất tốc độ chạy càng xa hơn càng an toàn. Hoặc là vô cùng lớn, hoặc là vô cùng bé. Nếu như tới gần cùng thoát đi đều cảm giác quá trễ, vậy liền ngồi xổm tốt, chống lên bản thân tất cả phòng ngự, tốt nhất là loại kia 360 độ không góc chết hình phòng ngự, cắn răng chống đỡ. Chỉ cần không chết, liền phát. Bạch Tiền Bối mỗi lần thu hoạch được bảo vật về sau, phân lên bảo vật đến tương đương sảng khoái người gặp có phần. Nghĩ như vậy, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện Bạch Tiền Bối cùng vị kia thiếu niên thần bí tiền bối thật sự là phi thường bổ sung.
một cái phụ trách thu, một cái phụ trách tán tài người gặp có phần. Lần sau có muốn thử một chút hay không đem bạch tiền bối bản tôn mang lên, nhìn xem có thể hay không để cho bạch tiền bối thay thế mình tham gia đánh cược. Quanh trên bầu trời, Tô Không Vân cuối cùng một kiếp ngưng tụ thành hình. Cuối cùng này một kiếp là pháp khí hình thiên kiếp. Thiên kiếp ngưng tụ thành một cái Tống Thư Hàng nhìn rất quen mắt pháp khí thiết nương tử, cũng gọi là thiết sử nữ. Pháp khí này ta nghe nói qua, đây là một kiện tại tam phẩm bên trong rất nổi danh pháp khí, từ ma pháp hệ đưa vào tới, dùng cho khảo vấn địch nhân bộ lấy tình báo sử dụng. Là hình phạt loại pháp khí. Chúng ta Thiên Hà Tô Thị cũng có cất giữ, ta đã sớm muốn sờ sờ nó. Tô Không Vân nói, nhìn lấy chính mình cuối cùng một kiếp, hắn không sợ hãi chút nào. Hắn trước 7 đợt thiên kiếp đều bị xoa thành nhánh phong ấn, sắp cầm tới kho, hắn hiện tại đối mặt thiên kiếp của mình, tâm tính vững như cầu. Tống Thư Hàng. Lấy vị này Tô Thị Tiểu đạo hữu thực lực, đón lấy một kiếp này không phải việc khó gì. Bạch tiền bối phân thân bình tĩnh nói, vừa vặn, chúng ta tới nhìn xem trước đó đậu má đi ra viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Có thể làm cho viễn cổ thiên đình thành viên, xuất động cửu phẩm kiếp tiên tới lấy thiên đình mảnh vỡ, khẳng định cùng phổ thông mảnh vỡ có chỗ khác biệt. Chí ít hẳn là sẽ không là thú thần bộ nhà vệ sinh loại kia mảnh vỡ. Bất quá, đang nghiên cứu thiên đình mảnh vỡ trước, Tống Thư Hàng có kiện nhân sinh đại sự, cần tư vấn của bạch tiền bối phân thân. Bạch tiền bối, người lần này phân thân là tự mang mặt đơ thuộc tính. Vẫn có cái gì để cho mình bảo trì mặt đơ pháp thuật? Tống. Nhanh mồm nhanh miệng, mặt cũng thẳng, Thư Hàng, cảm giác mình cần hiểu rõ phía dưới co quắp, mặt đơ phải chăng cũng là biểu lộ bao trong pháp thuật một loại. Trời sinh, bạch tiền bối phân thân bình tĩnh nói. Chẳng lẽ lúc này không phải biểu lộ bao? Ta phải kiểm tra một chút. Tống Thư Hàng suy tư một lát, sau đó hắn học đồng quái tiền bối, hai tay đâm khuôn mặt của mình, bạch tiền bối, người đến đi theo ta làm động tác này. Bạch tiền bối phân thân. Tô Thị A Thập Lục liền tranh thủ Tống Thư Hàng giữ chặt, khục bạch tiền bối, Thư Hàng hắn hôm nay uống nhiều quá. Oanh! Cùng một thời gian, thiết nương tử pháp khí thiên kiếp đánh xuống, đụng nát Tô Không Vân độ kiếp trận pháp. Tô Không Vân không có kinh hoàng, hắn đưa tay huy kiếm, kiếm thế ngưng tụ thành một cổ, kiếm ý, kiếm ý. Một đạo kiếm ý hình thức ban đầu ngưng tụ, cùng thiên kiếp oanh kích tại cùng một chỗ. Mấy tức sau, thiết nương tử pháp khí thiên kiếp bị đẩy lùi đi ra. Thiết nương tử pháp khí thiên kiếp hướng phía Tống Thư Hàng ba người vị trí oanh mở. Bạch tiền bối phân thân đứng ở phía trước nhất, hắn vung tay lên, giống đập côn trùng đem thiên kiếp đẩy ra. Nhưng mà bị đánh bay thiên kiếp pháp khí lại hướng về Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục vị trí rơi đập. Pháp khí mở ra, lộ ra dữ tợn nội bộ. Bóng tốt, Tống Thư Hàng đưa tay đem Tô Thị A Thập Lục bảo hộ ở sau lưng, thân thể vọt lên, đảo quải kim câu. Hắn xoay người một chân, đem thiết nương tử pháp khí thiên kiếp đá bay ra ngoài, đưa nó đá hướng biển rộng mênh mông. Cũng không biết pháp khí này thiên kiếp rơi vào hải dương về sau, có thể hay không nổ cá. Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt, cười nói, pháp khí này thiên kiếp, sẽ không lại phải nổ ra một cái bảo vật a. Cuối cùng một cước là ta đá ra ngoài đi, hẳn là không như thế mơ hồ. Tống Thư Hàng trả lời. Đang khi nói chuyện. Đột nhiên từ đáy biển bên trong có một khối cỡ nhỏ hòn đảo hiện lên, trên hòn đảo bao trùm lấy tầng một hộ đảo trận pháp. Trận pháp mở ra, trực tiếp đem thiết nương tử pháp khí thiên kiếp thôn vệ đi vào. Xích tiêu kiếm vỏ kiếm, ngọa thảo. Thật, thật nổ ra đồ vật tới. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Đừng hoảng hốt, hòn đảo nhỏ này chính là trước đó ta nổ ra tới thiên đình mảnh vỡ. Bởi vì ta tạm thời không có cách nào đem lớn như vậy đồ vật thu lại. Đành phải tùy ý hắn trước chìm ở trong biển. Người vừa rồi đá ra đi thiên kiếp vừa vặn rơi phía trên nó, khơi dậy phản ứng của nó. Bạch tiền bối thanh âm vang lên. Cái này thiên đình mảnh vỡ có được cái gì hiệu quả đặc biệt sao? Là viễn cổ thiên đình bộ phận nào đó? Tống Thư Hàng xoay đầu lại nhìn về phía bạch tiền bối. Hắn vừa quay đầu lúc, vừa vặn phát hiện một mặt mặt đơ bạch tiền bối phân thân, đang lặng lẽ thử nghiệm hai tay ngón trỏ đâm tại bản thân gương mặt động tác này. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối phân thân rất tự nhiên đổi đâm mặt động tác vì vuốt vuốt gương mặt động tác, hắn một mặt bình tĩnh nói, không biết, bởi vì vội vàng xoa thiên kiếp, còn chưa kịp tới tiến vào khối này viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thăm dò. Vậy chúng ta một hồi vào xem. Xích tiêu kiếm vỏ kiếm phát ra tiếng nói.
trước chờ Tô gia tiểu đạo hữu độ kiếp thành công. Bạch tiền bối phân thân đáng tin nói. Tô Không Vân cuối cùng một kiếp, hoàn mỹ kết thúc. Cả người độ kiếp quá trình rất thuận lợi, có thể nói là một trận giáo khoa video cấp bậc 2 tấn 3 độ kiếp quá trình, chính là bên cạnh bá tống tiền bối cùng Bạch Thánh lần lượt xoa lôi kiếp hình ảnh có chút hủy hắn tam quan. Thiên kiếp kết thúc, kiếp vân tiêu tán. Tô Không Vân thể nội bản mệnh đan điền 7 cái tiểu đan điền chân khí hình thành tuần hoàn. Chân khí khổng lồ sông lớn thành hình. Tô Không Vân chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng, thân thể hơi chấn động một chút về sau, liền đột phá đến tam phẩm cảnh giới. Cảnh giới sau khi đột phá, tùy theo mà đến là tinh thần, thể chất, chân khí toàn diện tăng vọt. Phiêu phiêu dục tiên. Đối tu sĩ tới nói, độ kiếp là trước đắng sau ngọt sự. Độ kiếp thời điểm muốn chết muốn sống, độ kiếp sau khi thành công cảnh giới tăng lên trong nháy mắt, thì là dục tử dục tiên. Độ kiếp sau khi thành công cảm giác, sẽ cho người nghiện. Ha 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 ha, ta tấn cấp thành công. Tô Không Vân hai tay mở rộng, vui vẻ kêu to. Lần này từ Tô Thị tộc địa trốn tới, tìm tới Tô Thị A thập lục thật sự là quá chính xác. Lưu tại Tô Thị tộc địa, không biết ngày tháng năm nào mới có thể tấn thăng tam phẩm. Nói không chừng không cẩn thận độ kiếp thất bại, hóa thành cho bụi. Nào giống hiện tại, trước có bá tống huyền thánh vì hắn chế tạo riêng độ kiếp trận pháp, sau lại có bạch thánh vì hắn hộ đạo. Trong lúc đó còn tự tay sờ qua bát phẩm pháp khí, cùng trường sinh giả thần binh tán gẫu qua ngày, còn chiếm được một cái chữ vật dùng bình nhỏ. Bạch thánh không phải bình thường đẹp mắt. Chân nhân so nhân tiền hiển thánh lúc còn dễ nhìn hơn rất nhiều, coi như mặt không biểu tình, vẫn như cũ mị lực vô song. Rất muốn sờ sờ sống sờ sờ Bạch Thánh. Nếu có thể sờ đến sống sờ sờ Bạch Thánh về sau, về thiên hà Tô Thị về sau, cùng Tô Thị các huynh đệ huyên thuyên đều có đề tài nói chuyện. Biết bá tống tiền bối không? Ta nhìn thẳng qua hắn con mắt. Biết trường sinh giả thần binh không? Sẽ nói chuyện phiếm loại kia. Biết bát phẩm pháp khí chủng loại không? Ta tự tay sờ qua. Bạch Thánh hiểu rõ không? Tự tay sờ qua. Biết 2 tấn 3 ngày kiếp không? Thiên kiếp của ta đều bị bá tống huyền thánh xoa thành đầu, muốn bắt đi kho. Vẻn vẹn cái này nửa ngày nhiều thời giờ, Tô Không Vân kinh lịch đã có thể viết thành 10 vạn chữ ngắn lớn. Tô gia tiểu đạo hữu, chuẩn bị xong chưa, chúng ta muốn lên đường. Bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói. Tô Không Vân dùng sức phất tay, tiền bối, ta chuẩn bị xong. Bá tống tiền bối mang theo Tô Thị A thập lục, vậy kế tiếp nếu như muốn đuổi đường trên không trung bay. Hẳn là Bạch Thánh mang theo hắn bay đi. Vậy hắn không thì có cơ hội sờ sờ Bạch Thánh góc áo rồi. Trong lúc đang suy tư, Tô Không Vân thân thể phảng phất bị một đầu bàn tay vô hình bắt lấy, bay lên. Là bá tống tiền bối niệm lực chi thủ. Ngươi cái tên này, mặc dù không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng biểu lộ rất cổ quái. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, thế là hắn quyết định dùng niệm lực đại thủ nắm lấy hắn bay. Tô Không Vân tại một số phương diện giống như Tống Thư Hàng. Mặt tương đối thẳng. Bạch tiền bối phân thân cùng Tống Thư Hàng 3 người, rơi vào cái kia thiên đình mảnh vỡ hòn đảo trên không. Thư Hàng tiểu hữu, người có biện pháp nào không trước đem hắn chuyển rời đến người hạch tâm thế giới? Bởi như vậy, chúng ta thăm dò có thể càng thêm thuận tiện, cũng không cần lo lắng thăm dò thiên đình mảnh vỡ lúc, đột nhiên có người ngoài tới quấy rầy. Bạch tiền bối phân thân nói. Đem trò chơi giã đồ chụp đi ra, chuyển qua người phó bản bên trong đi. Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhìn qua hòn đảo nhỏ này, quá lớn a. Khối này viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thể tích vượt qua hạch tâm thế giới vào miệng lớn nhỏ. Trừ phi giống mấy lần trước, có bạch tiền bối hỗ trợ, đem hạch tâm thế giới mảnh vỡ thu nhỏ. Nhưng bạch tiền bối hiện tại đang trong lúc tức giận. Rất có thể là bởi vì hiện thế thiên kiếp đối bạch tiền bối tới nói là rất ngán đồ vật nguyên nhân. Cái kia, đồ nướng ma kiếp cùng tưới dầu ma kiếp 2 món ăn, có thể hay không phù hợp bạch tiền bối yêu thích. Quá lớn, liền đem hắn cắt đi, bạch tiền bối phân thân nói. Tựa như đem cái kia tử vong xâm lâm đem đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới phương pháp, đưa chúng nó thiết khối, chuyển về đi lại tổ hợp. Dứt lời, bạch tiền bối đối Tống Thư Hàng đưa tay, cho ta thanh kiếm. Xích Tiêu kiếm tiền bối bị mang đi, cái kia chỉ có nó. Tống Thư Hàng đưa tay tại bản thân bản mệnh linh hổ vỗ. Bạch tiền bối bộ kia tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trung yên thánh kiếm hiển hiện. 300 mét trường trảm hạm đao, cắt xuống phương hòn đảo nhỏ này lớn thiên đình mảnh vỡ,
lại thích hợp bất quá. Bạch Tiền Bối phân thân cất bước, rơi vào Trung Yên Thánh Kiếm kiếm thủ bên trên. Theo tâm ý của hắn khẽ động, 300 mét trưởng cự kiếm cao cao giơ lên, khóa chặt Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ. Đại 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 hiệp đừng giết ta. Cái này lúc, từ cái kia Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ bên trong, phát ra một cái thanh âm hoảng sợ. Ta cái gì đều phối hợp ngươi. Cái thanh âm kia kém chút liền muốn khóc. Khí linh, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Nhưng là, Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ loại vật này, có thể sinh ra khí linh. Bất kể có phải hay không là khí linh, có thể trao đổi lời nói, liền có thể bớt việc rất nhiều. Bạch Tiền Bối phân thân đứng ở Trung Yên Thánh Kiếm trên chuôi kiếm, lên tiếng nói. Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm, bất quá gia hỏa này cả lâm lợi hại, có thể dựa vào được sao? Ta cảm thấy hắn hẳn là bị hù, Tô Thị A Thập Lục nói. Đã ngươi có thể nghe hiểu ta, như vậy thu nhỏ một chút hình thể, làm đến A. Bạch Tiền Bối phân thân dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, Trung Yên Thánh Kiếm nhắm ngay Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ, lưỡi kiếm tản ra ý lạnh âm u. Co lại, thu nhỏ hình thể, ta có thể làm được. Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ bên trong thanh âm nhanh chóng trả lời. Hắn sợ mình nói chậm một nhịp, liền sẽ bị cắt chém thành khối nhỏ. Sau đó, tại mọi người chú mục bên dưới, Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ rút nhỏ. Hắn tổng cộng rút nhỏ một vòng, nguyên bản diện tích của nó bán kính là 1.500 mét, hiện tại thu thỏ thành 1.499 mét. Mấy tức sau, Tô Thị A Thập Lục. Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm, co lại xong. Đúng vậy, ta đã tận chính mình toàn lực, đem thể tích co lại đến trước mắt có thể co lại nhỏ nhất trình độ. Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ bên trong cái thanh âm kia nói thật nhanh. Ta hít sâu, hóp bụng hiệu quả nếu so với ngươi hữu hiệu. Tống Thư Hàng nhìn không được nói. Từ bán kính 1.500 biến thành 1.499, có cái gì dùng. Như cũ không cách nào chứa vào đến hạch tâm thế giới. Bạch Tiền Bối phân thân mặt không chút thay đổi nói, vẫn là cắt miếng đi. Chờ, đợi đã, chờ thêm chút nữa. Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ kêu lên, nếu như có thể mà nói, có thể hay không cho thêm ta một chút thời gian. Ta bị phủ bụi quá lâu, trạng thái thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Cho ta một chút thời gian hoạt động thân thể, nói không chừng liền có thể để thân thể co lại đến nhỏ nhất trình độ. Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm, ngươi không vừa nhất lấy thu nhỏ đến bao lớn. Đừng nói cho ta ngươi còn có thể thu nhỏ cái 10 mét. Nếu như ta thân thể có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, ta có thể thu nhỏ đến chỉ có 5 mét bán kính diện tích, đây đã là cực hạn. Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ trả lời. 5 mét diện tích, vậy liền hoàn toàn có thể chứa vào đến hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Bạch Tiền Bối phân thân, ngươi cần bao lâu thời gian chuẩn bị? Nếu như là chính ta chậm rãi khôi phục lời nói. Cần 10 ngày nửa tháng tả hữu. Nếu có người giúp ta một thanh, thời gian này hẳn là có thể rút ngắn thật nhiều. Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ suy tư một lát sau trả lời. Tô Thị A Thập Lục, làm sao giúp ngươi? Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm cười ha ha, đừng tìm ta nói ngươi cần người khác vì ngươi rót vào linh lực. Kỳ thật ta cũng không quá xác định, nhưng là, theo, mát xa một chút, hẳn là có thể để cho ta khôi phục càng nhanh. Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ lên tiếng nói. Trên thực tế, nó thần chí là tại Thiên Đình vỡ vụn về sau, bị phủ bụi thời kỳ đản sinh, có chút chỉ tốt ở bề ngoài tri thức, là tại hắn thần chí chưa mở trước đó, liền bản năng bị ghi chép lại, chính nó cũng không phải quá chắc chắn. Vẫn là cắt đi, Bạch Tiền Bối phân thân tế lên Trung Yên Thánh Kiếm. Đợi đã, Bạch Tiền Bối, để cho ta thử một chút, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Dưỡng đao thuật. Xích Tiêu kiếm Tiền Bối lập tức đoán được Tống Thư Hàng muốn làm sự. Đúng, ta nghĩ thử nhìn một chút, Tống Thư Hàng nói. Dưỡng đao thuật cũng không phải vạn năng, mà lại ngươi cùng khối này thiên đình mảnh vỡ ở giữa thể tích chênh lệch quá lớn, dưỡng đao thuật đối với nó mà nói chỉ có thể coi là. Tế bào xoa bóp, Xích Tiêu kiếm Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, thử trước một chút, không có hiệu quả lời nói chúng ta lại nghĩ biện pháp. Dứt lời, thân hình hắn nhảy lên. Từ Hắc Liên trên nhảy xuống. 3. Thân thể của hắn ghé vào Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ phòng ngự trận bên trên. Phòng ngự kết giới cũng là thân thể ngươi một bộ phận sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ, là kỳ thật hắn không phải phòng ngự kết giới, mà là thực thể cái lồng, trong suốt.
kích hoạt phòng ngự của nó về sau, nhìn mới có chút giống phòng ngự kết giới. Chuẩn như vậy chuẩn bị tốt, Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại cái lồng bên trên, tay phải cuồng trượt, cái này đến cái khác dưỡng đao thuật bị thi triển đi ra. Bạch tiền bối phân thân. A, à, ôi chao, loại cảm giác này, thật thoải mái. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ phát ra trận trận khoái hoạt thanh âm. Hiển nhiên, dưỡng đao thuật hiệu quả so trong dự tính còn muốn xuất sắc. Hắn không nhìn Tống Thư Hàng cùng viễn cổ thiên đình mảnh vỡ ở giữa thể tích trên chênh lệch, trực tiếp mang cho viễn cổ thiên đình mảnh vỡ lớn nhất hưởng thụ. Ta luôn cảm giác người cái này dưỡng đao thuật có chút tà môn. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói mặc kệ là cái gì pháp khí, tựa hồ cũng có thể tiếp nhận dưỡng đao thuật hiệu quả. Thậm chí không chỉ là pháp khí, liền cổ trùng đao cổ, tâm ma, phân thân hóa thân, truyền thừa ma thần trụ, đều có thể bị dưỡng đao thuật nuôi một phát. Sáng tạo ra cái này dưỡng đao thuật ra hỏa, thật sự là thiên tài. Có hiệu quả hay không? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Có, hiệu quả hết sức rõ ràng. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ gật đầu nói. Dứt lời, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thân thể lần nữa thu nhỏ. Tống Thư Hàng tay phải dưỡng đao thuật mỗi sáng một lần, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thể tích liền có thể thu nhỏ một vòng. Hiệu quả rõ rệt. Tiếp tục như vậy, căn bản không cần 10 ngày nửa tháng, chỉ cần Tống Thư Hàng dưỡng đao thuật thi triển rất nhanh, hắn rất nhanh liền có thể thu nhỏ đến có thể bị chứa vào đến hạch tâm thế giới lớn nhỏ. Thư Hàng, tăng thêm tốc độ thử một chút, bạch tiền bối phân thân nói. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng hai tay đặt tại viễn cổ thiên đình mảnh vỡ trên người, hai tay thi pháp. Dưỡng đao thuật đối linh lực tiêu hao cũng không lớn, mà lại Tống Thư Hàng một người có được 8 cái linh hồn, linh lực trong cơ thể tốc độ khôi phục cực nhanh. Dưỡng đao thuật tiêu hao linh lực, trong nháy mắt liền sẽ được bổ sung trở về. 10 hơi tả hữu. Khoan một chút, không được, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ hét lớn, ta cần hoãn khẩu khí. Lúc này viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đã thu nhỏ đến chỉ có 1/3 lớn nhỏ. Được, người chậm rãi. Tống Thư Hàng lý giải, thu hồi không ngừng thi pháp hai tay. Tạ ơn, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm thấy thế, siêu một chút, rơi vào Tống Thư Hàng trong tay, Thư Hàng, để cho ta cũng thử một chút. Hai tay dưỡng đao thuật, Tống Thư Hàng hỏi. Đúng, liên phát đừng ngừng lại, nhìn xem cực hạn của ta ở đâu. Thí nghiệm một chút, Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm nói. Được, Tống Thư Hàng hôm nay trạng thái đặc biệt sinh động, không chút do dự đáp ứng Xích Tiêu kiếm tiền bối. Hai tay của hắn theo trên người Xích Tiêu kiếm, điên cuồng sử dụng liên tục không gián đoạn dưỡng đao thuật. Ha ha ha, cảm giác này chưa thoải mái, hoàn toàn không dừng được. Xích Tiêu kiếm tiền bối phát ra vui vẻ tiếng cười. Cùng lúc đó, Xích Tiêu tử đạo trưởng vị trí. Hắn đang nguyên địa thiết trí một tọa độ. Cái này lúc, trong tay hắn Xích Tiêu kiếm đột nhiên chấn động kịch liệt. Xích Tiêu tử đạo trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thật sự là bổng thấu. Xích Tiêu kiếm nói mặc dù chỉ là cục bộ xoa bóp, nhưng lòng bàn chân xoa bóp đặc biệt thoải mái. Xích Tiêu tử đạo trưởng. Có người tới. Xích Tiêu kiếm đột nhiên cảnh giác nói, tiếp nhận rồi một chuỗi dưỡng đao thuật bảo dưỡng, tình trạng của nó cực kỳ tốt. Thậm chí so với Xích Tiêu tử, hắn còn muốn sớm hơn một bước phát hiện địch nhân. Xích Tiêu kiếm vừa dứt lời, tại Xích Tiêu tử đạo trưởng bên cạnh thân, có một vị người mặc vương bào nam tử chậm rãi hiển hiện. Tay hắn cầm một tòa bảo tháp, mặt mỉm cười, mắt ngậm từ bi chi sắc nhìn qua Xích Tiêu tử đạo trưởng. Xích Tiêu tử cẩn thận, gia hỏa này nhìn rất mạnh. Xích Tiêu kiếm nhỏ giọng nói. Hiểu được, Xích Tiêu tử đạo trưởng nhẹ giọng đáp từ đối phương khí tức nhìn lại, đích thật là một vị cường địch. Thân mang vương bào, lại rõ ràng cùng viễn cổ thiên đình có quan hệ, không phải là thiên đế hóa thân. Lúc này, nếu có cường giả dám định thuật liền tốt. Xích Tiêu kiếm đột nhiên nói, dạng này có thể lập tức đánh giá ra hắn có phải là chân chính cường giả tuyệt thế hay không. Cường giả dám định thuật là cái gì? Hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Thiên đình, Nam Phương Đại Đế, gặp qua đạo hữu. Lúc này, tay kia nắm bảo tháp nam tử lên tiếng nói miệng của hắn không nhúc nhích, thanh âm lại trực tiếp trong hư không vang lên. Xích Tiêu tử đạo trưởng đáp lễ lại, bần đạo Xích Tiêu tử. Viễn cổ thiên đình ngoại trừ thiên đế bên ngoài, còn có vài tôn trường sinh giả cấp bậc tồn tại. Trong đó,
phổ biến nhất vì người biết thuộc về thiên đình tứ phương đại đế. Mỗi một vị đại đế tại trường sinh giả bên trong, đều thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Bây giờ, Bắc phương đại đế đã mượn chết thoát cục. Tây phương đại đế tựa hồ đồng dạng thoát cục thành công. Nam phương đại đế cùng Đông phương đại đế nhưng vẫn không có tin tức. Không nghĩ tới ở chỗ này, có thể gặp được vị này thiên đình tứ phương đại đế một trong. Là chân chính cường địch cấp tồn tại, Xích Tiêu Tử nắm chặt bản mệnh bảo kiếm, cảm giác đến đã lâu nhiệt huyết. Không cần nhiều nói nhảm, hai người cho thấy thân phận về sau, đón lấy đến chính là trường sinh giả ở giữa khoáng thế cuộc chiến. Nam phương đại đế đưa tay nâng lên, trên bảo tháp có tầng tầng bảo quang hiển hiện, bảo quang trấn áp tứ phương, liền không gian lực lượng đều chịu đến áp chế. Xích Tiêu Tử đạo trưởng chậm rãi rút kiếm, thân kiếm lập tức. Trên thân kiếm, đao ý tung hoành, cái kia đao ý phảng phất muốn xé mở hết thảy, ngay cả trời cũng muốn bị chém ra. Còn không chính thức xuất thủ, chỉ là hai vị trường sinh giả khí thế giao phong, liền làm thiên địa phong vân biến sắc. Phàm là tiếp cận cả hai khí tràng trong phạm vi vật sở hữu thể, toàn bộ bị vỡ nát. Chẳng biết tại sao, Xích Tiêu Tử đạo trưởng đột nhiên có loại rất mãnh liệt tức thị cảm. Liền phảng phất hắn cùng Nam Phương Đại Đế giao phong sự tình, tại quá khứ đã từng xảy ra một lần. Loại này tức thị cảm phi thường cường liệt. Chỉ là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Xích Tiêu Tử đạo trưởng không có thời gian nhiều hơn suy tư. Nam Phương Đại Đế xuất thủ, cái kia bảo tháp bên trong bảo quang lướt lên, hóa thành một đạo chói mắt Phật quang. Tôn này thiên đình đại đế là Phật môn trường sinh giả. Trường sinh giả cuộc chiến mở màn. Xích Tiêu kiếm tiền bối còn cần không? Một bên khác, Tống Thư Hàng dừng lại dưỡng đao thuật, lên tiếng hỏi. Trước chậm rãi, thân kiếm của ta cùng Xích Tiêu Tử gặp gỡ đại địch. Lúc này, chúng ta không thể cho Xích Tiêu Tử thêm phiền. Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm tiếc nuối nói. Nói trở lại, Tống Thư Hàng hai tay cuồng bạo liên phát dưỡng đao thuật thật sự là thoải mái phát nổ. Có cơ hội, nhất định phải thử một lần nữa. Tống Thư Hàng, đại địch, lai lịch ra sao? Viễn cổ thiên đình, Nam phương đại đế. Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm trả lời. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn ý thức chui vào đến hạch tâm thế giới bên trong, liên hệ quy tiền bối, quy tiền bối. Hạch tâm thế giới bên trong, quy tiền bối chính xoay người bốn chân hướng mở. Sau đó, thông nương đang nó vỏ lõm nhập tưới. Làm gì vậy? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Nhìn xem ta mai rùa xoay người tới có thể hay không nuôi cá. Quy tiền bối trả lời. Tiền bối, ngài còn có thể lại không trò chuyện điểm sao? Tìm ta có việc, quy tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng liên tục gật đầu, quy tiền bối, ngài đối thiên đình Nam Phương Đại Đế có giải không? Tỷ như, nhược điểm của hắn là cái gì loại hình? Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Thân là Bắc Phương Đại Đế yêu sủng, quy tiền bối đối với Nam Phương Đại Đế bao nhiêu hẳn là có chút giải a. Nói thế nào cũng là Tứ Phương Đại Đế. Nam phương đại đế sao? A, à, tên kia đặc biệt âm hiểm, nhìn bề ngoài là người tốt, ngụy trang thành Phật môn tu sĩ. Nhưng hắn con đường trường sinh lại cùng dụ hoặc có quan hệ. Cùng hắn lúc chiến đấu, tuyệt đối đừng nghe hắn mù tất tất, chính là làm, không muốn nói nhảm. Quy tiền bối suy tư nói. Tạ ơn quy tiền bối, còn có cái khác tình báo không? Tống Thư Hàng hỏi. Đồng thời, hắn thật nhanh đem từ quy tiền bối cái này lấy được tình báo giao cho Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm, để nó truyền về cho Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Ngoài sân viện trợ, nhất định phải ra sức mới được. Còn có, nếu như ta nhớ không lầm, trong tay hắn hẳn là có một tòa bảo tháp. Bảo tháp mỗi một tầng bên trong, đều phong ấn thiên đế toàn thịnh lúc một kích chi lực. Chỉ là không biết ngàn vạn năm đi qua sau, hắn bảo tháp bên trong còn giữ bao nhiêu thiên đế một kích phong ấn. Tóm lại phải cẩn thận một chút, năm đó tứ phương đại đế bên trong, hắn là thiên đế cường lực người ủng hộ. Quy tiền bối suy tư nói, cái khác như nhược điểm cái gì, ta không có ký ức. Thực lực đạt tới ta chủ nhân vật cấp bậc này, cơ hồ là không có gì nhược điểm. Có nhược điểm, sẽ trước tiên đi đền bù, thậm chí có đôi khi, bọn hắn nghe đồn bên ngoài nhược điểm, ngược lại là mạnh nhất chỗ. Tống Thư Hàng, được rồi quy tiền bối, lần này ngài tình báo quá kịp thời. Đợi đã, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi Nam Phương Đại Đế tình báo? Đừng nói cho ta ngươi cùng Nam Phương Đại Đế đối lên. Quy tiền bối đột nhiên nhớ tới những năm kia Tống Thư Hàng đối qua đại lão danh sách, thế là khẩn trương hỏi. Không có đâu, quy tiền bối yên tâm.
Cùng Nam Phương Đại Đế tranh tài chính là Xích Tiêu Tử Đạo Trưởng, ta hiện tại chỉ là cung cấp một số liên quan tới Nam Phương Đại Đế tình báo, vì Xích Tiêu Tử Đạo Trưởng cung cấp bên ngoài sân trợ giúp. Tống Thư Hàng nói, như vậy cũng tốt, Nam Phương Đại Đế gia hỏa này tương đối khó quấn, cùng hắn đối lên đón lấy đến người rất có thể sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Quy Tiền Bối lại nhắc nhở. Tống Thư Hàng hì hì cười một tiếng, yên tâm đi, Quy Tiền Bối. Ta kỳ thật trong lòng đều có biết, loại cấp bậc này đại lão, ta có thể tránh liền tránh. Sau đó, Tống Thư Hàng lại đem liên quan tới Nam Phương Đại Đế bảo tháp bí mật, thuật lại cho Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm. Hắn có thể vì Xích Tiêu Tử Đạo Trưởng làm, cũng chỉ có những thứ này. Tiếp đó, người nghỉ ngơi tốt sao? Tống Thư Hàng đối khối kia viễn cổ thiên đình mảnh vỡ kêu lên. Có thể bá Tống Huyền Thánh. Chúng ta tiếp tục, thiên đình mảnh vỡ rất vui vẻ kêu lên. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, một lần nữa hạ xuống trên người nó. Hai tay dưỡng đao thuật cuồng bạo liên kích hình thức. Lại nhưng so với một lần trước càng nhanh, hơn càng mạnh mẽ hơn độ, thoải mái hơn. Ta lần này từ phủ bụi bên trong đi ra, có thể gặp được bá Tống Huyền Thánh thật sự là quá may mắn. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ kêu lên. Đáng sợ bí thuật, không chung, Bạch Tiền Bối phân thân nói khẽ. Tại Tống Thư Hàng vất vả nỗ lực, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, rốt cục co lại đến thích hợp lớn nhỏ, nhân sinh, thật sự là thật là khéo. Ngay tại lúc này, Tống Thư Hàng mở ra hạch tâm thế giới, đưa nó chuyển di đi vào. Hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối phân thân, Tô Thị A Thập Lục, Quy Tiền Bối, Thông Nương, Khôi Lỗi Tiên Tử, Tạo Hóa Tiên Tử, Công Đức Xà Mỹ Nhân, Sở Các Chủ Thần Thức, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối vỏ kiếm, tại mới thiên đình mảnh vỡ nhập khẩu tập hợp. Có thể, người đem lồng phòng ngự mở ra đi. Tống Thư Hàng kêu lên. Không có vấn đề. Bá Tống Huyền Thánh, thiên đình mảnh vỡ kêu lên. Lồng phòng ngự từ từ mở ra, lộ ra trong đó một tòa bảo tồn hoàn hảo chùa miếu hình cung điện. Nam Thu Tự, Ngọa Thảo, người còn nói bản thân không đỗi Nam Phương Đại Đế. Quy Tiền Bối nói, người mẹ nó liền hắn hàng ổ đều chuyển tới. Xích Tiêu Tử Đạo Trưởng tại cùng Nam Phương Đại Đế tiến hành khoáng thế cuộc chiến, bên này Tống Thư Hàng quay đầu liền đem Nam Phương Đại Đế hàng ổ cho bưng. Nhiều quen thuộc tình tiết. Quy Tiền Bối luôn cảm giác mình tại cái nào nghe nói qua tương tự sự. Phía sau trộm người hang ổ loại chuyện này, sẽ bị nhớ tử thù. Tống Thư Hàng. Đây là Nam Phương Đại Đế cung điện. Muốn hay không trùng hợp như vậy a? Tốt a, Nam Thu Tự danh tự, hoàn toàn chính xác rất phù hợp tứ phương Đại Đế cung điện tên phong cách. Đông Tri Điện, Hạ Cung cùng Nam Thu Tự, Tống Thư Hàng đều có chút hiếu kỳ Đông Phương Đại Đế cung điện tên gọi là gì. Nhưng là, cái này Nam Thu Tự không phải ta nồi. Tống Thư Hàng, ta thật không biết khối này viễn cổ thiên đình mảnh vỡ là Nam Thu Tự, là Nam Phương Đại Đế cung điện a. Quy Tiền Bối. Tống Thư Hàng lại quay đầu nhìn về Bạch Tiền Bối, mà lại nổ ra Nam Thu Tự người cũng không phải ta, là Bạch Tiền Bối. Hừm, ta nổ ra tới. Bạch Tiền Bối phân thân mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, như vậy, muốn đem vật quy nguyên chủ sao? Dựa vào cái gì vật quy nguyên chủ, Quy Tiền Bối trở mình, trong mai rùa nước toàn đổ ra, chúng ta cùng Nam Phương Đại Đế lại không quen. Mặc dù hắn cùng ta chủ tịnh xưng tứ phương Đại Đế, nhưng chúng ta lại không bao nhiêu giao tình. Mà lại, tên kia đang cùng Xích Tiêu Tử đối đây. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm nói, Xích Tiêu Tử là chúng ta trận doanh, nói cách khác cái này Nam Phương Đại Đế là đối địch trận doanh. Địch nhân bảo vật nhặt được, chính là chúng ta đắt á. Có đạo lý, Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói, vậy cái này Nam Thu Tự cung điện, chính là của chúng ta. Tạm thời cất giữ trong Tống Thư Hàng tiểu hữu nơi này. Dứt lời, Bạch Tiền Bối ngẩng đầu hỏi, người không có ý kiến chứ? Hắn hỏi là Nam Thu Tự khí linh. Ta hoàn toàn không ý kiến. Trên thực tế, ta đối với mình chủ nhân cũng không có cái gì ấn tượng. Nam Thu Tự trả lời. Dù sao ý thức của nó là tại viễn cổ thiên đình phá diệt về sau. Hắn phong tồn tại đáy biển bên trong đản sinh. Hắn ý thức xuất hiện lúc, viễn cổ thiên đình đã vỡ vụn, hắn đang đứng ở trạng thái vô chủ. Bất quá, trong thân thể ta có rất nhiều cấm chế cùng khống chế thủ đoạn. Nếu như ta chủ nhân trước tiếp xúc đến hệ thống điều khiển, cưỡng chế điều khiển ta, ta cũng không có biện pháp chống cự. Nam Thu Tự lại bổ sung. Kỳ thật, như nguyên chủ nhân thật sự hiện thân muốn dẫn hắn rời đi, hắn cảm giác mình hẳn là sẽ lựa chọn đi theo nguyên chủ nhân đi.
Dưỡng đao thuật cố nhiên thoải mái, nhưng chủ nhân là luyện chế ra nó người, tương đương với phụ thân nhân vật. Yên tâm, những cấm chế này luôn có cơ hội loại bỏ. Tống Thư Hàng nói dù sao, hắn nhận biết nhiều như vậy đại lão. Thông nương, như vậy hiện tại, chúng ta có thể đi vào thám hiểm sao? Từ khi khôi phục sự tự do về sau, nàng đối với những thứ này mạo hiểm sự tình cảm thấy rất hứng thú mà loại này có thể không rời đi Tống Thư Hàng hạch tâm tiểu thế giới liền tiến hành mạo hiểm bảo địa, càng là nàng yêu nhất. Trạch trong nhà liền có thể du ngoạn, mạo hiểm, thăm dò, hạch tâm thế giới nhất bổng. Đi, ta dẫn đường. Các ngươi đuổi theo, nhìn xem Nam Thu Tự bên trong có gì vui. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng gật đầu nói, tốt, các ngươi đi vào trước, ý thức của ta bồi tiếp đại gia. Sau đó, ta nhục thân trước mang Tô Không Vân đi trước Điền Thiên Đảo. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ cùng Nam Thu Tự sự tình, người biết càng ít càng tốt, sở dĩ Tống Thư Hàng chuẩn bị đem Tô Không Vân trước đưa đến Điền Thiên Đảo đi. Tô Không Vân tiểu hữu, trước tiên có thể đem hắn mang tới. Bạch Tiền Bối phân thân đột nhiên đề nghị, lần này có thể nổ ra Nam Phương Đại Đế cung điện, cũng là bởi vì hắn độ kiếp nguyên nhân. Bạch Tiền Bối nổ ra bảo vật thời điểm, luôn luôn là người gặp có phần. Về phần đến lúc đó, hắn trong trí nhớ liên quan tới người hạch tâm thế giới cùng Nam Thu Tự bộ phận, để ta tới xử lý. Bạch Tiền Bối phân thân lại bổ sung. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới là ép xương rút mệnh át chủ bài, loại này át chủ bài ngoại nhân biết càng ít càng tốt. Vị này mặt đơ Bạch Tiền Bối phân thân, tâm tư đặc biệt tinh tế tỉ mỉ. Đã Bạch Tiền Bối nói như vậy, vậy ta đem hắn chuyển di vào đi. Tống Thư Hàng cười nói. Dứt lời, hắn đưa tay vẫy một cái, đem Tô Không Vân cũng triệu hoán đến hạch tâm thế giới Nam Thu Tự vị trí. Bá Tống Tiền Bối, ngài quả nhiên đã tấn thăng cửu phẩm rồi. Tô Không Vân hiện thân lúc, kính nể nhìn qua Tống Thư Hàng. Vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy thiên địa đổi thành, tiếp lấy liền xuất hiện ở một tòa hoa lệ chùa miếu đại điện trước mặt. Dịch chuyển không gian, đây là cửu phẩm kiếp tiên mới có thể nắm giữ lực lượng A. Tu sĩ giới gần nhất một mực có truyền ngôn, nói Bá Tống Tiền Bối kỳ thật không phải bát phẩm huyền thánh, mà là cửu phẩm kiếp tiên không biết thông qua thủ đoạn gì, lại một lần lần nhân tiền hiển thánh, có lẽ là Bá Tống kiếp tiên tại thí nghiệm hắn đạo. Trước kia Tô Không Vân không tin tưởng lắm thuyết pháp này, hiện tại xem ra, Bá Tống Tiền Bối thật sự nắm giữ không gian lực lượng, thật là kiếp tiên. Đừng suy nghĩ nhiều, người đi theo Bạch Tiền Bối tại cái này Nam Thu Tự bên trong đi dạo. Tống Thư Hàng nhón chân lên, đưa tay tại Tô Không Vân trên đầu vỗ vỗ, Nam Thu Tự, viễn cổ thiên đình tứ phương đại đế chi Nam Phương Đại Đế cung điện, người nếu có thể ở bên trong lĩnh ngộ được một chiêu nửa thức, đều đủ ngươi được lợi cả đời. Nam Phương Đại Đế cung điện, Tô Không Vân giật nảy cả mình. Liên quan tới viễn cổ thiên đình truyền thuyết, thiên hà Tô Thị bên trong cũng có bộ phận ghi chép. Tô Không Vân tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn biết tứ phương đại đế đều là trường sinh giả cấp đại nhân vật. Hắn nhịn không được tiến lên, đưa tay vuốt ve Nam Thu Tự cây cột. Đây chính là trường sinh giả cung điện A. A, cái này cây cột A, cái này điêu văn A, cái này bảng hiệu. Còn có tuyệt vời này xúc cảm, thật là khiến người ta yêu thích không buông tay. Tiểu ca, người có thể chớ có sợ ta cây cột sao? Quá ngứa, Nam Thu Tự nhịn không được nói. Tô Không Vân bị giật nảy mình. Ai đang nói chuyện? Cây cột. Là Nam Thu Tự khí linh đang nói chuyện, Tô Thị A thập lục liếc mắt liền nhìn ra Tô Không Vân đang nghi ngờ lấy cái gì, mặt quá thẳng. Cung điện cũng biết nói, Tô Không Vân nhìn không được lại tại cây cột trên sờ soạng hai thanh. Không hổ là trường sinh giả cung điện, tức có khí linh lại có thể nói chuyện. Lần này đi ra ngoài tìm A thập lục thật sự là quá đáng giá. Như vậy, ta trước về Điền Thiên Đảo, đám kia phong ấn 2 tấn 3 thiên kiếp vẫn phải xử lý xuống. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, hắn đưa tay trên người Nam Thu Tự vỗ một trường, một phát dưỡng đao thuật rơi xuống, hảo hảo phối hợp ta hạch tâm tiểu trợ thủ, hắn lại ở thế giới của ta bên trong vì ngươi an bài một cái vị trí thích hợp. Ta sẽ đem hắn an bài tại Đông Chi Điện bên cạnh. Hạch tâm tiểu trợ thủ hiện thân, hắn trong tay đang sửa chữa quy hoạch đồ. Đông Chi Điện, Nam Thu Tự có chút dừng lại về sau, mở thầm nghĩ, cái kia ca môn cũng tại Bá Tống huyền thánh ngươi nơi này. Ta biết hắn, hắn năm đó chính là ta hàng xóm. Cố lên nha, Tống Thư Hàng lại cho Nam Thu Tự bổ một phát dưỡng đao thuật, mặt khác rời đi hạch tâm thế giới trước,
Tống Thư Hàng cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, quay người cho Xích Tiêu kiếm tiền bối vỏ kiếm cũng tới hai phát dưỡng đao thuật. Một bên khác, đang cùng Nam Phương Đại Đế giao chiến Xích Tiêu Tử, đột nhiên thân hình phi tốc lui lại. Trong tay hắn, Xích Tiêu kiếm trên người có cực quang hiển hiện, rất là đẹp mắt. Ngươi đang làm cái gì? Xích Tiêu Tử đạo trưởng hỏi. Xích Tiêu kiếm trầm mặc một lát, nói, ta cảm giác. Ta muốn bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa? Ngươi tiến hóa cộng lông A, ngươi đã là đỉnh tiêm trường sinh giả thần binh, mà lại là có được kiếm linh đỉnh tiêm thần binh. Ngươi còn muốn tiến hóa, chẳng lẽ lại muốn tiến hóa vì đạo khí? Đừng đùa, đối phương là viễn cổ thiên đình tứ phương đại đế, là khó được cường địch. Cùng chúng ta trước kia gặp gỡ những tên kia hoàn toàn khác biệt. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nói. Xích Tiêu kiếm, không náo, thật muốn tiến hóa. Nhìn ta biến cái thân cho ngươi xem một chút. Nó câu nói này, trong nháy mắt khơi gợi lên Xích Tiêu Tử đạo trưởng ký ức. Hắn nhớ tới bản thân cái kia hoang đường mộng. Trong mộng cũng giống hiện tại như vậy, hắn nắm Xích Tiêu kiếm cùng khó được cường địch đại chiến 300 hiệp. Nhưng chiến lấy, Xích Tiêu kiếm đột nhiên biến thành một cái gầy còm tiểu cô nương. Trong mộng cảnh, hắn liền nắm Xích Tiêu kiếm cổ, giơ nàng và cường địch tiếp tục quyết đấu. Nghĩ đến cái này mộng, hắn cũng cảm giác đặc biệt tâm mệt mỏi. Ngươi muốn biến thành cái gì bộ dáng? Xích Tiêu Tử đạo trưởng nói. Xích Tiêu kiếm nếu là thật biến thành trong mộng cảnh khô gầy tiểu cô nương, hắn còn thế nào lấy tới làm vũ khí? Mặt khác, đường Xích Tiêu Tử đạo trưởng cầm kiếm lui lại về sau, đối diện Nam Phương Đại Đế cũng không có công tới. Hắn tiếp tục dùng loại kia từ bi ánh mắt nhìn qua Xích Tiêu Tử đạo trưởng, một tay nâng bảo tháp, trong hư không chìm nổi. Không biết, chỉ là cảm giác mình đạt đến tiến hóa điều kiện. Xích Tiêu kiếm nói, lại nói, ta muốn biến thành bộ dáng gì, khẳng định cũng cùng ngươi có quan hệ đi. Ta là người bản mệnh phi kiếm đây. Bản mệnh hình thái của pháp khí biến hóa, cơ bản cùng chủ nhân có quan hệ. Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Nếu như Xích Tiêu kiếm thật sự phát sinh biến hóa, muốn biến thành nhân loại hình thái, muốn biến thành cái nào hình thái mới tương đối phù hợp. Theo lý thuyết hẳn là biến thành hình dạng của hắn A. Dù sao cũng là hắn bản mệnh thần binh. Có thể biến thành tuổi trẻ hình hắn, hoặc là đồng tử hình hắn. Đây đều là rất phù hợp bản mệnh phi kiếm hóa thành nhân hình suy nghĩ. Nhưng chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới Xích Tiêu kiếm nếu như biến thành người cái này giả thiết thời điểm, Xích Tiêu Tử đạo trưởng trong mộng cái kia gầy còm thiếu nữ hình tượng, liền không ngừng hiện lên ở trước mắt hắn, vung đi không được. Cái kia bị hắn nắm cổ thiếu nữ hình tượng, không ngừng từ trong trí nhớ bị lấy ra. Càng là không muốn đi hồi ức đồ vật, hết lần này tới lần khác sẽ chết xuất hiện tại bộ não người. Càng xấu hổ hồi ức liền nhớ càng bền vững, ngược lại là muốn nhớ tri thức, làm sao lưng đều không thể nhớ kỹ. Ký ức chính là như thế hỗn đản đồ vật. Phi, Xích Tiêu Tử đạo trưởng dùng sức huy động Xích Tiêu kiếm, lại tiếp tục suy nghĩ Xích Tiêu kiếm biến thành người cái này đầu đề, Xích Tiêu kiếm chỉ sợ thật sự muốn biến thành trong mộng gầy còm thiếu nữ bộ dáng. Mà lại, ai nói tiến hóa liền muốn biến thành hình người tới? Cho ta biến thành cự kiếm. Xích Tiêu kiếm tiền bối trầm giọng nói. Xích Tiêu kiếm là tiêu chuẩn trường kiếm kiểu dáng. Nếu quả như thật muốn tiến hóa biến hình, cũng có thể biến thành cự kiếm đi. Ta tận lực phối hợp ngươi. Xích Tiêu kiếm kêu lên. Trên người nó, cái kia cực quang càng ngày càng lóa mắt. Xích Tiêu Tử lại nhìn mắt đối diện Nam Phương Đại Đế. Nam Phương Đại Đế dựng trường tại trước ngực, có chút hành lễ, đạo hữu xin cứ việc thăng cấp vũ khí. Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Chờ kiếm của ta tấn cấp sau khi hoàn thành tái chiến. Đúng là như thế, Nam Phương Đại Đế nheo mắt lại, vẫn như cũ là cái kia ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc. Ngươi cũng giống như ta, khát vọng một cái tốt đối thủ sao? Xích Tiêu Tử đạo trưởng cười mở cười một tiếng. Chính là, Nam Phương Đại Đế chậm rãi nói, thanh âm của hắn trực tiếp quanh quẩn vào hư không, mang theo làm cho người tin phục sức cuốn hút. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nắm chặt Xích Tiêu kiếm. Như vậy, chúng ta bên này cũng không lãng phí thời gian, tranh thủ nhanh lên tấn cấp hoàn thành. Khát vọng một cái đối thủ tốt, cứ việc thăng cấp vũ khí sau lại chiến. Tin ngươi mới có quỷ. Từ Tống Thư Hàng cái kia lấy được tình báo, Nam Phương Đại Đế ngoại trừ bảo tháp bên trong phong ấn mấy đạo thiên đế một kích bên ngoài, bản thân hắn con đường trường sinh cùng dụ hoặc có quan hệ, từ bi Phật môn bề ngoài chỉ là hắn ngụy trang. Biết rồi tính cách của hắn.
hắn còn đường trường sinh về sau, Xích Tiêu Tử đạo trưởng có thể khẳng định, Nam Phương Đại Đế tuyệt đối sẽ thừa dịp Xích Tiêu kiếm tiến hóa đến thời điểm mấu chốt, bóp đúng thời cơ xuất thủ. Nhưng là Xích Tiêu Tử đạo trưởng không sợ hãi bởi vì hắn tương đối mạnh. Coi như không có Xích Tiêu kiếm, hắn vẫn như cũ mạnh hơn Nam Phương Đại Đế một số. Tiến hóa đi, Xích Tiêu kiếm. Không có vấn đề, cự kiếm hình thái, ta cũng rất ưa thích. Xích Tiêu kiếm hét lớn. Cực quang như là thất màu vải, từ trên người nó bôi qua. Sau đó, Xích Tiêu kiếm thật sự bắt đầu cự đại hóa. Thân kiếm của nó biến rộng thùng thình, to dài. Như Xích Tiêu Tử đạo trưởng thiết tưởng hình thái, biến thành dài 2 mét cự nhận. Rất tốt, chính là như vậy. Xích Tiêu Tử đạo trưởng tâm tình thật tốt. Mà lại, Xích Tiêu kiếm giống như thật sự tại tiến hóa. Biến hóa thành cự nhận hình thái về sau, uy năng của nó đều tăng lên một đoạn, không phải đơn thuần hình thái trên cải biến. Trong mộng cảnh cái kia gầy còm thiếu nữ bộ dáng, cũng không phải ta muốn Xích Tiêu kiếm. Xích Tiêu Tử đạo trưởng suy nghĩ như thế lóe lên. Sau một khắc, trong tay hắn nắm chuôi kiếm, biến thành trắng nõn cổ. Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Ngay sau đó, chuôi kiếm hộ thủ vị trí, biến thành mở rộng ra tới bả vai cùng hai tay. Cuối cùng, liền kiếm thủ vị trí cũng bắt đầu biến hóa. Thật muốn biến thành ta trong mộng cái kia gầy còm thiếu nữ đầu. Không được, biến thành thiếu nữ đầu, ta còn thế nào vui sướng nắm lấy Xích Tiêu kiếm chiến đấu. Kiếm thủ, biến thành hình dạng của ta lúc còn trẻ. Xích Tiêu Tử đạo trưởng trầm giọng nói. Nhưng là không đúng, nắm tuổi trẻ bản cổ của mình, hình ảnh cũng rất quỷ dị. Sở dĩ, biến thành những người khác đầu đi. Nhưng là biến thành ai đầu hình thái mới tốt. Trong lúc đang suy tư, kiếm thủ đã bắt đầu diễn hóa xuất nhân loại đầu cơ sở bộ dáng. Quả nhiên, vẫn là biến thành hắn đi, Xích Tiêu Tử đạo trưởng quyết định nói. Đúng lúc này, Nam Phương Đại Đế đột nhiên nâng lên bảo tháp, đối Xích Tiêu Tử đạo trưởng vừa chiếu. Bảo tháp bên trong tồn chữ lấy thiên đế một kích, trong nháy mắt phóng xuất ra. Từ trong bảo tháp có hai ngón tay điểm ra, điểm hướng Xích Tiêu Tử. Cái kia hai cái ngón tay về sau, là đầy trời tinh quang. Chấn tinh thần. Đến từ viễn cổ thời đại thiên đế một kích. Bị phong ấn ở bảo tháp bên trong, vượt qua thời gian, xuất hiện tại đương thời. Tại dài rằng giặc phong ấn thời gian bên trong, một kích này chấn tinh thần uy lực đã hạ xuống rất nhiều. Quả nhiên, Xích Tiêu Tử nhếch miệng lên. Tại thời điểm mấu chốt nhất, Nam Phương Đại Đế nắm thời cơ phát khởi tiến công. Thiên đế một kích, hắc, ta chờ ngươi một chiêu này rất lâu. Xích Tiêu Tử dùng sức bắt lấy Xích Tiêu kiếm trắng nõn cổ. Đốt diệt vạn vật hỏa diễm từ cự kiếm trên bốc cháy lên. Từ Tống Thư Hàng cái kia biết được Nam Phương Đại Đế bảo tháp bên trong phong ấn thiên đế một kích về sau, hắn liền muốn thử một lần cái này bảo tháp uy lực. Thiên đế làm nho ra thánh nhân về sau, lại một cái bị cho rằng có thể treo lên đánh chư thiên vạn giới người tu luyện tồn tại, Xích Tiêu Tử đang muốn thử một chút mình và nho ra thánh nhân cùng thiên đế ở giữa chênh lệch, đến cùng có bao nhiêu. Xích Tiêu kiếm trên người, đao ý trùng thiên. Mà cái kia trắng nõn trên cổ, mọc ra một cái cùng Tống Thư Hàng có 5 phần tương tự đầu. Ân, cái này đầu bộ dáng, bắt lại cổ đến liền không có chút nào áp lực tâm lý. Không phải gầy còm tiểu cô nương đầu, không phải chính hắn lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, hắn rốt cuộc không cần lo lắng cho mình sẽ có áp lực tâm lý. Huy kiếm trên đường, Xích Tiêu Tử đạo trưởng hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên đế chấn tinh thần mang theo bầu trời sao áp xuống. Xích Tiêu Tử đạo trưởng phần thiên chi hỏa chém ngược mà lên. Hai đại tuyệt thế một kích tiếp xúc, va chạm, nhưng không có phát ra mảy may tiếng vang. Tại Xích Tiêu kiếm tân sinh đầu ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai loại pháp tắc cấp lực lượng dây dưa cùng nhau, sau đó tựa như là hai loại màu sắc khác nhau dịch thể hỗn hợp lại cùng nhau, giữa lẫn nhau bắt đầu dung hợp được. Không bao lâu, phần thiên hỏa diễm cùng thiên đế một kích lực lượng, dung hợp thành một cái mặt trời nhỏ. Lẳng lặng lơ lửng ở Xích Tiêu Tử cùng Nam Phương Đại Đế Trung ương. Đây là có chuyện gì? Xích Tiêu kiếm lên tiếng nói. Vì cái gì Xích Tiêu Tử phần thiên chi đao cùng thiên đế một kích bắt đầu dung hợp? Là Nam Phương Đại Đế bảo tháp sở cho quỷ. Nhưng cùng lúc, đối diện Nam Phương Đại Đế cũng cau mày nhìn qua Xích Tiêu Tử, hắn đã từng sử dụng mấy lần thiên đế nhất kích, nhưng giống bây giờ loại tình huống này, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngăn tại Xích Tiêu Tử cùng Nam Phương Đại Đế ở giữa cái kia mặt trời nhỏ, rất bình tĩnh.
hắn nội bộ năng lượng rất ổn định, không có muốn bạo tạc dấu hiệu. Nếu như đưa nó kéo đến cùng loại hắc long thế giới loại này không có dương quang thế giới, trực tiếp có thể làm thành mặt trời nhỏ, cho hắc ám thế giới mang đến quang minh, công đức vô lượng. Xích Tiêu Tử đạo trưởng, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là, từ kết quả đến xem, không tính quá kém. Bị phong ấn đến nay thiên đế nhất kích, khẳng định không bằng viễn cổ thời đại, thiên đế tự mình xuất thủ uy lực. Hiện tại, hắn phần thiên nhất đao có thể đem thiên đế nhất kích ngăn lại, so với hắn dự đoán muốn tốt rất nhiều. Xích Tiêu Tử đạo hữu thực lực vang dội cổ kim, đương thời chỉ sợ không người có thể ra ngươi trái phải. Ngày khác, cái này chư thiên vạn giới, ngươi coi vì tôn. Nam Phương Đại Đế quỷ dị thanh âm trong hư không vang lên. Xích Tiêu Tử đạo trưởng mỉm cười, lắc đầu nói, đáng tiếc, tham đạo chí không ở chỗ này. Đừng tìm hắn nói nhảm, chúng ta lên đi tước hắn. Cái này lúc, Xích Tiêu kiếm há miệng nhắc nhở Nam Phương Đại Đế tu luyện là dụ hoặc loại con đường trường sinh, cùng hắn lúc chiến đấu không muốn nói chuyện phiếm, xông đi lên chính là làm là được. Nếu như nói chuyện phiếm bị hắn đưa vào tiết tấu lời nói, ngược lại dược hoàn. Không cần, đã có thể. Xích Tiêu Tử đạo trưởng lên tiếng nói. Dứt lời, thân hình hắn sau này rút lui, cánh cửa không gian tại sau lưng của hắn mở ra. Thời gian đã không sai biệt lắm, nếu như tiếp tục ở bên ngoài tản bộ gây sự, có thể sẽ gây nên đương kim thiên đạo chú ý. Dù sao vừa cùng Nam Phương Đại Đế làm một khung, đưa tới ba động không nhỏ. Đạo hữu sao không thuận gió lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, leo lên chí tôn chi vị đâu. Nam Phương Đại Đế nhếch miệng lên, hắn chuyển động trong tay bảo tháp, đảo loạn phụ cận không gian, phá hư không gian thông đạo, ngăn cản Xích Tiêu Tử rời đi. Đạo hữu người thật đúng là nhiệt tình đây. Xích Tiêu Tử đạo trưởng ôn hòa cười nói. Dù sao, ta vốn chính là thiên đình nhất nhiệt tình hiếu khách người. Nam Phương Đại Đế thanh âm tại hư không tiếng vọng. Đã như vậy, liền không có biện pháp. Xích Tiêu Tử nắm chặt bản mệnh bảo kiếm, cười nói, làm một vố lớn đi, Xích Tiêu kiếm. Đem mảnh tinh vực này cho hủy diệt đi, chế tạo một trận hùng vĩ mưa sao băng, đưa cho Nam Phương đạo hữu. Mặc dù hắn cùng Xích Tiêu kiếm đều quên lãng bản thân đuổi theo thứ gì chạy đến mảnh tinh vực này, nơi này lại ẩn giấu đi bí mật gì. Nhưng có thể khẳng định là, mảnh tinh vực này bên trong ẩn tàng đồ vật, đối viễn cổ thiên đình cực kỳ trọng yếu. Người đã muốn dây dưa không ngớt, vậy liền để chúng ta tiếp tục đùa lửa đi. Nhìn xem ai mới là cái kia dẫn lửa thiêu thân người. Ta liền thích ngươi lời này, thân kiếm của ta đều sôi trào. Lại nói Xích Tiêu tử, ta hiện tại biến thành cái gì bộ dáng? Muốn hay không đang chiến đấu sau khi kết thúc, cho ngươi một cái ban thưởng chi hôn. Xích Tiêu kiếm bĩu môi ba nói. Xích Tiêu tử đạo trưởng. Được rồi, ta vẫn là suy tính một chút như thế nào tư thế muốn làm sao bày tương đối tốt. Một bên khác, Tống Thư Hàng nhất tâm nhị dụng, một bộ phận ý thức đi theo Bạch Tiền Bối phân thân, cùng mọi người cùng nhau thăm dò Nam Thu Tự. Một bên khác, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra hướng dẫn công năng, hướng Điền Thiên Đảo phương hướng bay đi. Phi hành trên đường lúc, Diệt Phượng công tử đột nhiên thông qua phần mềm chat cho Tống Thư Hàng phát cái video trò chuyện. Tống Thư Hàng tiện tay mở ra video trò chuyện. Hình ảnh bên trong, Diệt Phượng công tử trên tấm kính một mảnh xương trắng, công tử sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, giơ trong tay chén rượu, đối màn ảnh kêu lên, Thư Hàng tiểu hữu. Diệt Phượng tiền bối, là không thức ăn sao? Ta lập tức liền đến. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Ta còn không hỏi ngươi làm sao lại trả lời, cướp ta lời kịch. Diệt Phượng công tử bất mãn kêu lên. Tống Thư Hàng. Chúng ta để Điền Thiên đạo hữu trên đảo tiên trên bếp một chút thức nhắm trước thấu hỏa lấy ăn, liền chờ ngươi trở về. Diệt Phượng công tử cử đi nâng chén rượu, cạn ly, ngươi nơi đó có rượu à? Ta đang bay đây, Tống Thư Hàng chân thành nói, uống rượu không lái xe, phi hành bên trong cũng giống vậy. Vạn nhất phát sinh tai nạn giao thông làm sao bây giờ? Hắn nhưng là tuân thủ luật pháp thanh niên tốt, say rượu liền máy kéo cũng không ra. Tống tiền bối. Cái này lúc, Vũ Nhu Tử khuôn mặt nhỏ đột nhiên xâm nhập đến trong màn ảnh, đem Diệt Phượng công tử chen đến một bên, nàng hai mắt mông lung, đối màn ảnh nói, chúng ta muốn nhìn mưa sao băng. Tống Thư Hàng. Chúng ta muốn nhìn mưa sao băng, người tại đem nguyên liệu nấu ăn mang về sau, thuận tiện mang một số mưa sao băng về tốt sao. Vũ Nhu Tử nói. Trong mơ hồ, Tống Thư Hàng còn nghe được sau lưng Vũ Nhu Tử,
có một thanh âm đang ra sức kêu lên Vũ Nhu Tử, cái này vòng chạy muốn làm sao dừng lại, không được, muốn nôn. Tống Thư Hàng thở dài, Vũ Nhu Tử a, loại chuyện này, ta làm sao bây giờ đến, ta cũng không phải không gì làm không được thần a. Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta cũng muốn nhìn mưa sao băng. Video hình ảnh bên trong, còn có mấy cái thanh âm đang kêu to nói. Bắc Hà tiền bối, Đông Phương Lục tiền bối, Vân Trung Tiên Khách tiền bối, Tố Tố tiền bối. Còn có rất nhiều liền đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt nút tiền bối, đều chăm miệng một lời đang kêu to lấy. Bọn hắn là mù thấu hòa, nhìn lấy bên trên người đang gọi, cho nên bọn họ cũng đi theo gọi. Các tiền bối, đại gia uống nhiều quá trước hết nghỉ ngơi một chút chậm rãi, ta cũng không thể nổ ngôi sao, cho các ngươi chế tạo mưa sao băng đúng không? Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói. Mặt khác, ta cho đại gia mang theo đồ tốt, đến sau liền bắt đầu xử lý. Đến lúc đó cần dược sư tiền bối hỗ trợ của ngươi. Hạch tâm thế giới bên trong thiên kiếp nguyên liệu nấu ăn, chỉnh chỉnh tề tề. Không có vấn đề, dược sư là trả lời như vậy. Giang Tử Yên thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng. Dược sư tiền bối chỉ là không am hiểu đánh chữ đi, lúc nào còn tu luyện bế khẩu thiền sao. Liền truyền lời cũng phải Giang Tử Yên cô nương thay truyền. Cúp máy cùng Diệt Phượng công tử trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng tăng tốc độ, phóng tới Điền Thiên Đảo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Thư Hàng tới gần Điền Thiên Đảo thời điểm, trên đó hộ đảo đại trận nhanh chóng mở ra một cái lối đi, cung cấp hắn nhập đảo. Đây là Điền Thiên tiền bối đang quát nhiều trước đó, an bài đệ tử chuyên môn chằm chằm vào hộ đảo đại trận, tránh cho Tống Thư Hàng vào không được đảo. Tống Thư Hàng tiến đảo về sau. Thoáng điều chỉnh tư thế, hướng Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối thiết yến chỗ rơi đi. Ở nơi đó, Điền Thiên Đảo tiên chủ nhóm cùng Tống Thư Hàng đệ tử Sở Sở, đang bận rộn. Sở Sở đang cho những thứ này chính thức tiên chủ nhóm trợ thủ, học tập tiên chủ kinh nghiệm. Tống Thư Hàng hạ xuống thời điểm, liền nhìn thấy Cuồng Đao Tam Lãng bị giam tại chuột hamster vòng chạy bên trong, nhanh chân lao nhanh. À, trước đó trong điện thoại nghe được. Vũ Nhu Tử sau lưng chuột hamster vòng chạy bên trong tiếng kêu, tựa hồ không phải Tam Lãng tiền bối a. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Là hắn phi hành trên đường, chuột hamster vòng chạy lại biến thành người khác ra sân. Thư Hàng tiểu hữu, người rốt cục trở về. Hoàng Sơn tiền bối vững vàng ngồi ở yến hội trên chỗ ngồi, đối Tống Thư Hàng ôn hòa cười nói. Hoàng Sơn tiền bối ngươi không uống nhiều a? Tống Thư Hàng hỏi. Hoàng Sơn tiền bối mỉm cười. Tử lượng của ta không tệ, người ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn, đã tìm được chưa? Tìm được, bất quá nguyên liệu nấu ăn thể tích khá lớn, ta trước đem bọn chúng phóng xuất ra. Tống Thư Hàng nói. Tống tiền bối, mưa sao băng đâu? Vũ Nhu Tử trên người vòng quanh cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn trên đồng cỏ quay lại đây, đứng ở Tống Thư Hàng trước mặt. Nàng trừng sáng tỏ hai mắt, từ dưới đi lên chầm chầm vào Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cười khổ nói, Vũ Nhu Tử, loại chuyện này ta thật làm không được a. Thế nhưng là cha trước đó nói, hắn năm đó liền vì ta mụ mụ chuyển đến một lần mưa sao băng, đặc biệt hoa lệ. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Tống Thư Hàng, nguyên lai là Linh Điệp tiền bối nồi. A, kỳ quái, đã việc này là Linh Điệp tiền bối nói ra, hiện tại Vũ Nhu Tử muốn một trận mưa sao băng, cái kia Linh Điệp tiền bối hẳn là sẽ toàn lực đi đi mới đúng chứ. Lấy Linh Điệp tiền bối tính cách cùng thực lực, nói không chừng thực biết chuyển một khối đại vẫn tinh tới, tại Điền Thiên Đảo trên không nổ rất hóa thành lưu tinh. Làm sao lại không hề có động tĩnh gì? Tống Thư Hàng quay đầu nhìn chăm chú về phía Linh Điệp tiền bối. Sau đó, hắn nhìn thấy uống nhiều quá Linh Điệp tiền bối cùng đồng dạng đã uống nhiều quá Thất Thu tiền bối, đang đối trưởng. Linh Điệp tiền bối bọn hắn đây là làm gì? Không phải là tại so đấu nội công a? Tống Thư Hàng lo lắng nói. Côn Na nữ sĩ rượu, hiệu quả quá bá đạo, liền bát phẩm huyền thánh cũng nhìn không được. Hai vị này tiền bối nếu là uống nhiều rượu, so đấu nội công cũng rất có thể. So đấu nội công vô cùng nguy hiểm, chung quanh tiền bối đều không ngăn cản bọn hắn sao. Không có việc gì, cha cùng Thất Tu tiền bối đang chơi trò chơi nhỏ, lẫn nhau chằm chằm vào đối phương, không nói lời nào, bất động trò chơi. Ai trước chớp mắt, nói chuyện, thân thể xê dịch, ai thua. Vũ Nhu Tử bao lấy cái chăn, trên đồng cỏ lăn qua lăn lại. Tống Thư Hàng. Sở dĩ, Tống tiền bối, chúng ta đi chuyển một trận mưa sao băng đi.
Vũ Nhu Tử lại nói. Nàng muốn nhìn mưa sao băng suy nghĩ phi thường kiên định. Chờ yến hội kết thúc, chúng ta thử lại lần nữa đi. Tống Thư Hàng chỉ có thể trả lời như vậy đến lúc đó, chờ Vũ Nhu Tử thanh tỉnh một điểm về sau, hẳn là liền sẽ không lại xoắn suýt mưa sao băng cái đề tài này đi. Được, Vũ Nhu Tử nhu thuận nhẹ gật đầu, nàng bao vây lấy cái chăn, lăn lộc cộc hướng phương xa lăn lộn mà đi, một mực lăn đến Sở Sở. Bên trên đậu đậu trên người. Thư Hàng tiểu hữu, người tìm cái gì nguyên liệu nấu ăn tới? Cần chúng ta hỗ trợ cái gì? Dược sư nắm Giang Tử Yên tay nhỏ, đi vào Tống Thư Hàng bên người. Bắc Hà tán nhân, Diệt Phượng công tử cũng theo tới. Hắc hắc hắc, các tiền bối, các ngươi nhưng nhìn tốt. Tống Thư Hàng nói. Sau đó, hắn nhắm ngay yến hội đất trống, duỗi hai tay ra, ra đi, nguyên liệu nấu ăn. Tại một trận hồ quang điện tiếng cùng quang mang chói mắt bên trong, từng đầu bị xoa thành dạng nhánh 2 tấn 3 lôi kiếp, từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra, rơi xuống ở trên không trên mặt đất. Thiên, thiên kiếp, dược sư trừng to mắt. Không sai, đây là thiên kiếp bên trong lôi kiếp. Thân là tu sĩ, cái khác lôi điện lực lượng có thể sẽ nhận lầm, nhưng duy chỉ có lôi kiếp tuyệt đối không thể nào nhận sai. Lôi kiếp, Diệt Phượng công tử hướng về sau nhảy một bước, sợ bị những thứ này lôi kiếp cho lan đến gần. Không cần sợ, lôi kiếp đã bị phong ấn. Là Bạch Đạo Hữu phong ấn thủ pháp, Bạch Đạo Hữu đi ra sao? Hoàng Sơn tôn giả nhìn qua lôi kiếp trên phong ấn, bình tĩnh nói. Xem ra, Hoàng Sơn tiền bối tựa hồ thật không có uống nhiều. Còn rất thanh tỉnh. Bạch tiền bối một cái phân thân tới, giúp ta phòng ấn lôi kiếp. Tống Thư Hàng trả lời. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hình thái Bạch Hạc chân quân, vèo một cái từ đằng xa lẻn đến Tống Thư Hàng trước mặt, Bạch tiền bối người đâu? Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng phân thân cũng là Bạch tiền bối A. Tại Nam Thu tự bên trong thám hiểm, lập tức đi ra. Tống Thư Hàng trả lời, hắn tiến lên một bước. Đưa tay nhẹ nhàng đặt tại bị phong ấn lôi kiếp bên trên. Vuốt ve quen thuộc lôi kiếp, Tống Thư Hàng trong lòng đem kho thiên kiếp thực đơn lôi ra, một lần nữa ôn tập phía trên trình tự. Bạch Hạc chân quân cánh lập tức sụ xuống, mặt ủ mày trao. Đợi đã, ta có một vấn đề. Dược sư đạo đạo, nguyên liệu nấu ăn đâu? Ngươi nói cần ta hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn đâu? Tống Thư Hàng quay người, đối các tiền bối lộ ra hàm răng trắng noãn. Giơ ngón tay cái lên, một cái tay khác vỗ phong ấn thiên kiếp, lớn tiếng nói, những thứ này chính là nguyên liệu nấu ăn. Hoàng Sơn tôn giả, Lệ Chi tiên tử, ngươi uống nhiều sao? Thư Hàng tiểu hữu, Bắc Hà tán nhân xoa huyệt thái dương hỏi. Tống Thư Hàng, không có chuyện, mặc dù thoáng uống một chút rượu, nhưng đầu óc của ta phi thường thanh tỉnh. Xem bộ dáng là uống nhiều quá, Hoàng Sơn tôn giả tổng kết nói. Diệt Phượng công tử tiến lên. Đưa thay sờ sờ Tống Thư Hàng cái chán, cũng không có phát sốt ha, làm sao lại nói chút ngốc lời nói đây. Kho thiên kiếp, các tiền bối liền nhìn ta thi thố tài năng, thể nghiệm một chút thiên kiếp cái kia bạo tạc cảm giác đi. Tống Thư Hàng tự tin vỗ bản thân lồng ngực. Hắn từ ma thần trụ ở bên trong lấy được hà chỉ ma đế tiên trù truyền thừa, lại từ vị kia thiếu niên thần bí trong tay tiền bối thắng được hà chỉ ma đế ma môn trù tâm. Hắn có lòng tin đem kho thiên kiếp mân mê đi ra. Bạch đạo hữu biết ngươi muốn kho thiên kiếp sự, Hoàng Sơn tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, Bạch tiền bối cũng rất chờ mong kho thiên kiếp hoàn thành. Hoàng Sơn tiền bối, rất tốt, ta hiểu được. Như vậy, dược sư còn có cái khác đạo hữu, cùng một chỗ đến phối hợp Thư Hàng tiểu hữu đi. Coi như là uống nhiều quá, điên cuồng một lần. Đừng đem ta Điền Thiên đảo chơi nổ a. Điền Thiên tiền bối mơ hồ ở giữa phát ra hư nhược tiếng kêu. Đầu tiên muốn đem 2 tấn 3 lôi kiếp phong ấn, lại đem bọn chúng phóng tới một cái pháp khí bên trong, sau đó hướng trong đó tăng thêm để năng lượng hóa lỏng đan dịch. Loại này đan dịch liền muốn nhìn dược sư tiền bối. Tống Thư Hàng nói. Về phần tồn tại lôi kiếp pháp khí, liền từ hắn đến giải quyết. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong 4 tấm vương giả chi vách tường cùng miêu yêu tiên cơ chi môn, lạc đà mãnh sĩ chi nham triệu hoán đi ra. Để chúng nó hợp thành một cái phong bế cái dương. Tiếp đó, hắn đem từng cây phong ấn lôi kiếp ném vào đến trong dương. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên cũng tới, hiệp trợ hắn chuyển di lôi kiếp. Tại các đạo hữu đem lôi kiếp ném vào cái dương quá trình bên trong, mắt say lờ đờ mông lung tạo hóa pháp vương,
nắm lên hỗn tại trong lôi kiếp thiên cương, đưa nó cũng ném tới trong dương. Quỳ! Con tác có đồng suy nghĩ và ta a. Câu này ta vừa nói mấy hôm trước xong. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng phân thân cũng là bạch tiền bối a. Thiên cương chính là bình thường lục phẩm tu sĩ, tại tăng lên chân quân cảnh giới tiểu cảnh giới lúc có thể dùng tới bảo vật. Tu sĩ tiến vào lục phẩm cảnh giới về sau, cần vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới kim đan hóa hồ, hồ thượng mệnh luân, luân hậu thập trọng thiên, thiên thượng hóa liên, liên khai hóa anh. Trong đó luân hậu thập trọng thiên, là lục phẩm tu sĩ cực kỳ trọng yếu một cái khâu. Có thể bước vào thứ mấy trọng thiên, quan hệ đến ngày sau có thể tại tu chân trên con đường này đi ra bao xa, cũng cùng tu sĩ ngũ phẩm lúc đánh xuống cơ sở bao sâu có quan hệ. Mà thiên cương chính là phụ trợ hồ thượng mệnh luân, luân hậu thập trọng thiên tu luyện bảo vật. Trung phẩm phía trên thiên cương, liền có thể gây nên thế lực lớn, đại tông môn chú ý. Tống Thư Hàng trong tay căn này thiên cương là tại tán tài vương tọa mở ra trước đó, cướp được cây kia. Theo quần bên trong tiền bối đoán chừng, căn này thiên cương nên là thượng phẩm thiên cương, thậm chí khả năng đẳng cấp còn muốn cao hơn. Dù sao lúc ấy tôn thiên nhân ít nhất là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới tồn tại, vượt không gian tới chiếm lấy căn này thiên cương. Mà bây giờ, căn này thiên cương bị tạo hóa pháp phương tiện tay ném đi, cùng 2 tấn 3 lôi kiếp cùng một chỗ bị ném vào đến trong dương. Chờ trên mặt đất tất cả thiên kiếp bị ném vào cái dương về sau, dược sư chân đạp hư không, từ trên người liên tục không ngừng móc ra một bình bình đan dịch, đổ vào đến trong cái dương lớn này. Những cái này dược dịch đối thiên kiếp thật có thể đưa đến hiệu quả sao? Giang Tử Yên Hầu ở dược sư bên cạnh nhìn qua cái dương, nghi ngờ nói. Ai biết được, dược sư nói. Hắn tửu lượng không phải quá cao, đứng cũng không vững, cần Giang Tử Yên dìu lấy hắn. Bất quá, dược sư đầu óc còn rất thanh tỉnh, mà lại, dù cho đứng không vững, hai tay của hắn lại vững như Thái Sơn, lại không chút nào phạm sai lầm. Đối luyện đan sư tới nói, ổn định hai tay cùng phát huy là nghề nghiệp cam đoan. Nhưng là nếu như kho thiên kiếp thứ này thật sự lấy ra, ta cảm giác sẽ rất có ý tứ. Dược sư cười ha ha nói. Giang Tử Yên nhẹ giọng đáp lại. Dược sư đem đan dịch ngược lại xong, đột nhiên tinh thần trở nên hoảng hốt, đầu truyền đến một trận choáng váng cảm giác. Giang Tử Yên thuận thế từ phía sau lưng đỡ lấy dược sư, người uống nhiều, ta dẫn người đi nghỉ ngơi một hồi đi. Ngủ một hồi về sau, trạng thái hẳn là sẽ đỡ một ít. Đầu tiên chờ chút đã, Thư Hàng tiểu hữu, tiếp đó, còn có dùng đến ta địa phương sao? Dược sư đầu não còn rất thanh tỉnh. Tống Thư Hàng nhớ một chút kho thiên kiếp trên thực đơn quá trình, trả lời, đón lấy đến tạm thời không cần dược sư tiền bối hỗ trợ, chờ ta hoàn thành 36 đạo trình tự về sau, lại mời dược sư tiền bối xuất thủ. Vậy ta liền đi nghỉ ngơi một lát, dược sư dứt lời, đem thân thể hướng Giang Tử Yên trên người tới gần. Chính là bởi vì đầu não còn rất thanh tỉnh, sở dĩ dược sư biết hiện tại, đúng là mình mượn rượu phát huy thời cơ. Cha mẹ của hắn không có tu luyện thiên phú, cũng bỏ qua tu luyện tốt nhất tuổi tác, về việc tu hành nửa bước khó đi. Dựa vào dược sư luyện chế duyên thọ đan dược, bọn hắn mới có thể sống đến bây giờ. Sở dĩ, là thời điểm thừa dịp phụ mẫu khỏe mạnh thời gian bên trong, chế tạo một cái mạng đi ra, cho nhị lão vui vẻ vui vẻ. Nhị lão mặc dù chưa từng ở trước mặt hắn đề cập qua việc này, nhưng dược sư trong lòng vẫn là hiếm có. Giang Tử Yên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nâng cao gầy dược sư, khóe miệng nàng dương lên, đưa tay một cái ôm công chúa, ôm dược sư rời đi yến hội hiện trường. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, dược sư mượn rượu phát huy, nàng cũng đang có ý này. Khi nàng ôm dược sư đi qua thất tu tiền bối cùng linh điệp tiền bối bên người thời điểm, tóc vàng lục tu tiên tử đột nhiên đứng dậy, đi vào bên người nàng. Lục tu tiên tử tay tại trong váy dài cầm ra một bình nhỏ đan dược, nhét vào Giang Tử Yên trong tay, truyền âm nói, đây là thất tu luyện chế đan dược. Tu sĩ cùng người bình thường không giống nhau, thực lực càng cao sinh dục càng gian nan. Tốt tại các ngươi đều là lục phẩm phía dưới cảnh giới, đan dược này đối với các ngươi vừa vặn hữu hiệu. Có thể thoáng đề cao sinh dục tỷ lệ. Tạ ơn lục tu tiên tử. Giang Tử Yên chậm rãi hào phóng tiếp nhận cái này bình nhỏ. Lục tu tiên tử phất phất tay, sau đó trở lại thất tu thánh quân bên cạnh ngồi xuống, bồi tiếp thất tu thánh quân cùng một chỗ, xinh đẹp con mắt gắt gao tiếp cận linh điệp thánh quân. Vợ chồng đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, liền xem như trò chơi nhỏ, nàng và thất tu cũng phải cùng tiến lên trận. Nơi xa,
Tống Thư Hàng sau lưng, tạo hóa tiên tử đột nhiên toát ra, bắt đầu nhỏ giọng niệm lên lời kịch, mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, đó là cái dao. Nhưng nàng lời kịch còn không niệm xong, đột nhiên bụng mặt, chui trở lại Tống Thư Hàng thể nội. Cái này lời kịch quá xấu hổ, nàng niệm không ra miệng. Bại bại, lần trước công đức xà mỹ nhân liền có thể chứng trạc đàng hoàng đem đoạn này lời kịch truyền phát ra. Linh Điệp Thánh Quân, vợ chồng đồng lòng hình thức áp lực thật lớn. Lúc này, hắn đáng yêu nhất nữ nhi còn bao vây lấy đầu kia cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, không biết lăn đi nơi nào, căn bản không cùng hắn cùng một chỗ sáng tạo cha con đồng lòng hình thức. Đang lúc Linh Điệp Thánh Quân tâm tắc thời điểm, chẳng biết lúc nào, một cái màu đen vũ nhu tử lặng yên xuất hiện, yêu nhã ngồi quỳ chân tại Linh Điệp Thánh Quân bên cạnh. Nàng trừng mắt ánh mắt sáng ngời, gắt gao tiếp cận Thất Tu Thánh Quân, bồi tiếp Linh Điệp Thánh Quân triển khai cha con đồng lòng hình thức. Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp Thánh Quân trong lòng hơi động, hắn ý thức quét qua, sau đó phát hiện hắn đáng yêu nhất nữ nhi còn tại nơi xa cô lăn lộc cộc cuồn cuộn lấy. Mà tại bên cạnh hắn, là một cái màu đen nữ nhi. Màu đen vũ nhu tử, màu đen nữ nhi. Ta lúc nào nhiều một đứa con gái rồi. Linh Điệp Thánh Quân trong lòng tốt nôn nóng, thật muốn biết chân tướng, nhưng hắn lại không nguyện ý chịu thua. Trong lúc đang suy tư, hất lên cái chăn vũ nhu tử cô lăn lộc cộc lăn tới. Nàng ngồi vào Linh Điệp Thánh Quân khác một bên, bất quá nàng là bao vây lấy cái chăn, co lại ngồi ở phụ thân bên người. Sau đó nàng và da đen vũ nhu tử đồng dạng, dùng sức chằm chằm Thất Tu Thánh Quân. Cha con ba hợp một đồng lòng hình thức. Thất Tu Thánh Quân. Linh Điệp Thánh Quân cha con ba hợp một hình thức ngược lại là không cho hắn mang đến bao nhiêu áp lực, nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy một trắng một đen vũ nhu tử Linh Điệp Thánh Quân tổ hợp lúc, hắn cũng cảm giác vô cùng vui cảm giác, luôn cảm giác bản thân cười điểm bị cưỡng ép đâm trúng, rất muốn cười, nhưng lại đến xít sao chịu đựng, thật là khó chịu. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng đã tại tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trong dương, vẽ lên 6 cái phụ trợ trận pháp. Cái này 6 cái trận pháp là dùng đến phối hợp đan dịch, áp chế thiên kiếp chi lực, đem 2 tấn 3 lôi kiếp hóa lỏng. Nếu như không có cái này 6 cái trận pháp, cái kia đan dịch căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến bị phong ấn thiên kiếp. Tống Thư Hàng trận pháp tu vi chỉ là miễn cưỡng cấp độ nhập môn đừng, nhưng hắn lục phẩm cảnh giới bày ở cái này, một thân linh lực lại đầy đủ dồi dào. Hắn lấy Hà Chỉ Ma Đế tiên chủ trong truyền thừa chi thức, một bút một vẽ chiếu vẽ 6 cái phụ trợ trận pháp, vẫn có thể làm được. 6 cái trận pháp thành công hoàn thành. Đan dịch bắt đầu ảnh hưởng phong ấn lôi kiếp. Sau đó, ta còn cần 12 loại thiên tài địa bảo cùng hương liệu. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cần gì hương liệu? Hoàng Sơn Tôn giả hỏi. Tống Thư Hàng đem cần vật liệu tên từng cái báo ra. Hương liệu là thường gặp tiên chủ vật liệu, điền thiên đảo thì có đại lượng dự trữ. Mà cái kia thiên tài địa bảo, lại không phải nhất thời nửa khắc có thể tập hợp đủ đồ vật. Làm sao bây giờ, còn kém mấy kiện hương liệu? Tô Thị A Thất xoa huyệt Thái Dương hỏi. Không vội, Tống Thư Hàng mỉm cười. Sau đó, hắn móc ra một chương giao dịch khoán. Chương này giao dịch khoán là từ cái gì hàng đều có tiên tử cái kia có được đồ vật. Cái gì hàng đều có tiên tử, cũng gọi là cái gì hàng đều có thể bổ hoặc cái gì hàng đều có thể tiến. Dù sao là một cái ý tứ. Nàng là cái gì đều có thể bán đại lão đệ tử duy nhất, cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Lúc trước nàng và Tống Thư Hàng hoàn thành giao dịch về sau, cảm giác Tống Thư Hàng là cái rất có tiềm lực giao dịch đối tượng, thế là liền để cho Tống Thư Hàng một chương giao dịch khoán, có thể bằng này khoán triệu hoán nàng một lần. Chỉ cần sử dụng giao dịch khoán, nàng liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ, phá vỡ không gian chạy đến, cùng mục tiêu tiến hành giao dịch. Có thể nói, chương này giao dịch khoán vô cùng chân quý. Bởi vì chư thiên vạn giới bên trong, phần lớn bảo vật đều có thể từ cái gì hàng đều có tiên tử trong tay mua được. Dù cho nàng thiếu hàng, nàng còn có thể từ sư phụ cái gì đều có thể bán nơi đó bổ hàng. Nếu như chỉ là vì mua sắm luyện chế kho thiên kiếp phối liệu, liền đem triệu hoán tư cách của nàng sử dụng mất, không thể nghi ngờ là phi thường lãng phí sự. Bất quá, hôm nay Cửu Châu Nhất Hào quần nhiều như vậy tiền bối đều tại, ngược lại là sử dụng chương này giao dịch khoán cơ hội tốt. Các vị tiền bối, hoặc nhiều hoặc ít đều có mình muốn mua đồ vật. Chỉ cần đại gia đem muốn mua đồ vật đều báo đến hắn nơi này, từ hắn hướng cái gì hàng đều có tiên tử mua hộ, một lần liền có thể hoàn thành tất cả mọi người nguyện vọng, đắc ý. Hiện tại, chỉ kém tiền.
Nghèo đến điên rồi. Chương này giao dịch khoán là cái gì? Hoàng Sơn Tôn giả hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng huy động hắn, giải thích nói, đây là triệu hoán cái gì đều có thể bán đại lão đệ tử cái gì hàng đều có tiên tử triệu hoán khoán, chỉ cần sử dụng nó liền có thể đem cái gì hàng đều có tiên tử triệu hoán tới. Sau đó chúng ta liền có thể hướng nàng mua sắm đủ loại bảo vật. Các tiền bối có cái gì muốn mua đồ vật, bất kể là cái gì đều báo cho ta, sau đó chuẩn bị kỹ càng linh thạch, ta cho đại gia mua hộ. À, ta cũng vừa đúng có một chút đồ vật muốn mua. Hoàng Sơn Tôn giả nói, mặt khác, ai say không quá lợi hại, còn có thể lên điện thoại di động gõ chữ, tại quần bên trong đem cái này tin tức phát một chút, hỏi một chút quần bên trong không tới được đạo hữu có hay không đồ vật muốn mua hộ. Tiền, chỉ cần không nhiều lắm, ta đều trước tiên có thể thay thanh toán. Tống Thư Hàng. Nói cách khác, nhìn qua không chút say Hoàng Sơn tiền bối, kỳ thật đã say đến liền chữ đều không đánh được trình độ. Không hổ là Hoàng Sơn mụ mụ, rõ ràng đã say không được, còn có thể bảo trì chấn định phong cách vẽ, chấn áp toàn quần thành viên. Ta đến phát đi, Lệ Chi tiên tử dụi dụi con mắt, ta có thể trực tiếp phát giọng nói. Cái gì hàng đều có tiên tử. Nơi xa thất tu thánh quân nghe nói như thế, tốt bắt cấp. Hắn vừa vặn lại có đồ vật muốn mua, nhưng bây giờ hắn còn tại cùng Linh Điệp đạo hữu trong trận đấu, không muốn tùy tiện nhận thua. Được rồi, vẫn là nhận thua đi. So sánh với tranh tài đến, vẫn là muốn mua đồ vật càng trọng yếu hơn. Thất tu thánh quân thầm nghĩ trong lòng. Để lục tu thu hoạch được tự do, là hắn hiện tại nhân sinh chuyện trọng yếu nhất. Hắn còn muốn tranh thủ tại tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên trước. Cùng lục tu sinh chỉ khỉ nhỏ tới. Đang lúc thất thu thánh quân quyết định nhận thua thời điểm. À không được, ta nhịn không được, Linh Điệp thánh quân đột nhiên kêu lên, ta nhận thua. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía da đen Vũ Nhu Tử, lại nhìn phía bọc lấy cái chăn khả ái nữ nhi, Vũ Nhu Tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối Linh Điệp thánh quân tới nói, quả nhiên nữ nhi so tranh tài kết quả quan trọng hơn. Hi hi. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, chỉ ra đen Vũ Nhu Tử nói, Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng. Quái lệ lục đậu phượng, tâm ma của ta. Ta đưa nàng cho cụ hiện hóa đi ra, tạo thành một tôn tâm ma phân thân. Cha ngươi có thể làm nàng là ngươi một cái khác nữ nhi. Dù sao cũng không có khác biệt, mặc dù tính cách cùng ta khác biệt. Linh Điệp Thánh Quân. Hắn lại quay đầu nhìn về ra đen Vũ Nhu Tử. Gọi cha, Vũ Nhu Tử nói. Da đen Vũ Nhu Tử yêu nhã, Nhu Thuận kêu lên, cha. Linh Điệp Thánh Quân tâm tình tốt phức tạp. Rõ ràng là tâm ma, lại Nhu Thuận không đồng dạng. Ta muốn làm sao đối mặt cái này mới nữ nhi. Bất quá, thêm một cái nữ nhi cảm giác, rất không tệ. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ lục đậu phượng, cái tên này quá trò đùa. Linh Điệp Thánh Quân nói, cha vì ngươi lấy cái tên mới. Cha. Ngươi còn thiếu nợ ta mười mấy cái đạo hiệu đây. Vũ Nhu Tử chuyển tới Linh Điệp Thánh Quân trước mặt, mắt to theo dõi hắn. Linh Điệp Thánh Quân, kém chút quên chuyện này. Sau đó, hắn không khỏi quay đầu ngắm nhìn Tống Thư Hàng đầu sỏ gây ra. Lúc này, Tống Thư Hàng trong tay nhận được đến từ các vị cửu châu nhất hào quần tiền bối muốn mua hộ đồ vật, đưa chúng nó từng cái đăng ký trong danh sách. Linh Thạch Phương Diện, chờ mua tốt sau lại tiến hành kết toán. Xác định mua sắm danh sách sao? Tống Thư Hàng hỏi. Lệ Chi tiên tử, tất cả mọi người ở đây danh sách đều xác định, quần bên trong đạo hữu gửi tới danh sách ta cũng chỉnh lý cho ngươi. Còn không hồi phục, coi như xong. Vậy ta triệu hoán cái gì hàng đều có tiên tử? Tống Thư Hàng bắt lấy giao dịch khoán, liền chuẩn bị sử dụng nó. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, tại đỉnh đầu hắn có một cái không gian chi môn mở ra. Sau đó... Đã lâu không gặp cái gì đều hàng đều có tiên tử, ăn mặc một bộ thiếp thân tây trang màu đen váy ngắn, chân mặc màu đen tất chân, hận trời cao giày cao gót, từ trong cánh cửa không gian nhảy ra ngoài. A, ai kêu ta, cái gì hàng đều có tiên tử một mặt mộng bức. Nàng vừa rồi ngẫu nhiên từ cánh cửa không gian bên trong nhảy ra, kết quả người còn chưa có đi ra, liền nghe đã có người đang gọi nàng. Ai như thế sâu, thần cơ diệu toán, tính tới nàng sắp đến đây. Tống Thư Hàng nắm vuốt giao dịch khoán, một mặt mộng bức nhìn qua nữ bạch lĩnh trang phục cái gì hàng đều có tiên tử. Vấn đề là, hắn còn không có sử dụng giao dịch khoán, tiên tử làm sao lại tới. Cái gì hàng đều có tiên tử vừa quay đầu, liền thấy Tống Thư Hàng, a, nguyên lai là bá Tống đạo hữu nha.
Tống Thư Hàng mỉm cười, lặng lẽ đem giao dịch khoán thu vào chương này khoán, tiết kiệm đến rồi. Cái gì hàng đều có tiên tử, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tống Thư Hàng bình tĩnh hỏi. Cái gì hàng đều có tiên tử gật đầu nói, ta lúc đầu chuẩn bị từ bạn sinh giới tiến về thú giới, thu thập mấy khối Đông Phương Xuân các mảnh vỡ cùng người giao dịch tới. Từ bạn sinh giới tiến vào thú giới trước, ta nghĩ dùng hiện thế địa cầu vì trung chuyển ván cầu, dạng này không gian truyền tống sẽ khá dùng ít sức. Sau đó, ta tại bạn sinh giới mở ra tiến về hiện thế địa cầu cánh cửa không gian, ngẫu nhiên hình thức, nhảy tới. Liền đến nơi này, luôn cảm giác tại không gian nhảy vọt lúc, có người đang triệu hoán ta như thế. Lần này giao dịch không có giữ bí mật nguyên tắc, nàng giảng tương đối tùy ý. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, chẳng lẽ là cái gì hàng đều có tiên tử không gian truyền tống lúc, bản thân vừa vặn xuất ra giao dịch khoán chuẩn bị triệu hoán nàng, nàng liền bị giao dịch khoán khí thức liên hệ lấy, truyền tống đến đây. Tiên tử, gặp nhau chính là có duyên. Tống Thư Hàng nói, chúng ta có cần phải tới trận đã lâu giao dịch. Tốt, cái gì hàng đều có tiên tử sảng khoái nói. Tống Thư Hàng lập tức đưa tay, móc ra tấm kia tràn đầy danh sách, đưa cho tiên tử, miễn cho nàng đổi ý. Tờ danh sách này bên trên, đã tập hợp đủ Cửu Châu Nhất Hào quần đại bộ phận thành viên cần mua sắm, mà lại là phổ thông con đường không cách nào mua được bảo vật. Nhìn thấy chương này tràn đầy vật phẩm danh sách lúc, cái gì hàng đều có tiên tử tâm tình khoái trá, giao dịch mức càng lớn, đồ vật càng chân quý, nàng mới càng có lợi nhuận. Ánh mắt của nàng tại trên danh sách đảo qua, nhanh chóng đem trên vật phẩm quét nhìn một lần, cùng mình trên người hàng tồn tiến hành so sánh. Tiên tử, đều có hàng sao? Tống Thư Hàng hỏi. Yên tâm, những hàng này mặc dù đều tương đối khó, nhưng ta chỗ này đều có chuẩn bị hàng. Cái gì hàng đều có tiên tử bình tĩnh nói, mà lại dù cho trên người của ta không có hàng, ta cũng có thể tùy thời điều hàng, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch. Tống Thư Hàng cười gật đầu, tiên tử kia ngài hỗ trợ hạch toán bên dưới bảo vật giá trị, chúng ta có thể hiện trường tính tiền. Lần này, trên người hắn không có cái gì hàng đều có tiên tử cần thiết bảo vật, tính tiền phải dựa vào Hoàng Sơn tiền bối hoặc là Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp tiền bối mấy vị đến hạch toán. Mặt khác, vừa rồi tiên tử lời nói bên trong nói muốn cùng người giao dịch Đông Phương Xuân các mảnh vỡ, để hắn có chút để ý. Danh tự nghe, cùng Hạ Cung, Nam Thu Tự, Đông Chi Điện rất đồng bộ. Không phải là vị cuối cùng Tứ Phương Đại Đế, Đông Phương Đại Đế quê quán A. Không có vấn đề, ta cho ngươi hạch toán giá cả. Cái gì hàng đều có tiên tử nói. Đang khi nói chuyện, nàng lại chú ý tới hàng hóa danh sách cuối cùng. Phía trên là 7 loại tương đối mà nói tương đối bình thường thiên tài địa bảo, thuộc về loại kia tu sĩ chỉ cần dùng tâm đi tìm, liền có thể thu hoạch được đồ vật. Mấy dạng này bảo vật là chuyện gì xảy ra? Cái gì hàng đều có tiên tử hỏi, cái này 7 kiện phổ thông thiên tài địa bảo, trực tiếp đem chọn chương hàng hóa danh sách giá trị đều kéo thấp một cái cấp bậc. Tống Thư Hàng, cái này 7 kiện bảo vật, là dùng đến chế tác kho thiên kiếp lúc phối liệu. Ta hiện tại còn kém mấy dạng này phối liệu, để hoàn thành lôi kiếp giai đoạn trước 32 đạo trình tự. Kho thiên kiếp, đem thiên kiếp bắt làm đồ ăn sao? Cái gì hàng đều có tiên tử lên tiếng hỏi, đang nghe kho thiên kiếp cái này menu lúc, nàng cũng không có kinh ngạc, lộ vẻ không có chút rung động nào. Đây cùng nàng nghề nghiệp có quan hệ, nàng thân là cái gì đều có thể bán đại lão đệ tử, làm là chư thiên vạn giới chạy thương công việc, tiếp xúc người, sự, vật vượt quá tưởng tượng. Cho nên nàng đối những thứ mới lạ năng lực tiếp nhận cũng đặc biệt xuất sắc. Đúng, mà lại kho thiên kiếp chỉ là menu bên trong đơn giản nhất một loại, ăn chính là 2 tấn 3 lôi kiếp. Tống Thư Hàng giới thiệu nói. Nghe không tệ, hẳn là rất có giá trị. Cái gì hàng đều có tiên tử nói ra, sau đó nàng móc ra một cái laptop, đem bá Tống Huyền Thánh kho thiên kiếp menu mấy cái từ bệnh thành câu, đưa vào trong máy tính sách tay. Cái này đài laptop kết nối lấy công đức võng lạc, cái gì hàng đều có tiên tử chuyển đi tin tức, sẽ bị tồn trữ đến công đức võng lạc đặc biệt khu vực, cung cấp nàng và cái gì đều có thể bán đại lão đọc đến. Những tin tình báo này cũng là nàng và sư phụ tại chư thiên vạn giới hành thương cơ sở. Vạn nhất tương lai có người muốn ăn thiên kiếp phần món ăn, nàng liền có thể thông qua tình báo, liên hệ với Tống Thư Hàng, hướng hắn đặt hàng. Bá Tống đạo hữu người quả nhiên là cái không tệ đối tượng hợp tác. Cái gì hàng đều có tiên tử nói. Tiếp đó, nàng lại lấy ra một cái máy kế toán, ở phía trên đưa vào một chuỗi số lượng,
lần giao dịch này bảo vật căn bản là ngũ phẩm cùng lục phẩm cấp bậc, cùng chút ít thất phẩm bảo vật, chúng ta hay dùng lục phẩm linh thạch đến giao dịch. Hết thảy số này, ta cho ngươi đánh xong gãy. Trên người ngươi linh thạch số lượng đầy đủ sao? Mặc dù giữa chúng ta cũng không phải lần thứ nhất giao dịch, nhưng ta không tiếp thụ ký sổ. Tiên tử ngươi cảm giác ta giống như là không có tiền sẽ thiếu nợ người sao? Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Cái gì hàng đều có tiên tử nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng một chút, xác định nói, ngươi nghèo. Tiên tử ngươi, thật đúng là nói đúng. Tống Thư Hàng dùng sức vỗ tay, cười nói, ta người không có đồng nào, trên người bây giờ một khỏa hoàn chỉnh lục phẩm linh thạch đều khu không ra. Mà lại ta còn thiếu một không gian pháp khí bát, cửu phẩm linh thạch. Gặp lại, vĩnh viễn không thấy. Cái gì hàng đều có tiên tử tức giận thu hồi máy kế toán. Đưa tay liền chuẩn bị đem Tống Thư Hàng kéo sổ đen đi. Tiên tử đừng nóng vội, nhưng đằng sau ta các tiền bối có tiền a. Tống Thư Hàng vội vàng nói, Hoàng Sơn tiền bối, Thất Tu tiền bối, Linh Điệp tiền bối, còn có các vị tiền bối, đến tính tiền. Ta tại cuối cùng cái kia 7 kiện vật liệu, cũng xin tiền bối nhóm hỗ trợ tiện tay kết một chút. Ta hiện tại trong túi linh thạch so với ta mặt còn sạch. Hoàng Sơn tiền bối đưa tay. Bình tĩnh từ trong miệng túi móc ra 9 cái túi càn khôn, hào sảng ném về Tống Thư Hàng, chủ yếu là quần chủ đã không đứng lên nổi, không cách nào tự tay đem linh thạch giao cho Tống Thư Hàng trong tay, chỉ có thể dùng loại này thổ hào dùng tiền nện người phương thức cho Tống Thư Hàng đưa linh thạch. Tống Thư Hàng niệm lực khẽ động, nhẹ nhàng nâng cái này 9 cái túi càn khôn bị người dùng linh thạch nện mặt, cảm giác thật đặc biệt tốt, tiếc nuối duy nhất là, những linh thạch này không thuộc về hắn. Lại nói, cũng chỉ có Hoàng Sơn tiền bối loại này thổ hào, đi ra ngoài mới có thể trong túi trang 9 cái túi càn khôn linh thạch. Tống Thư Hàng mở ra túi càn khôn, kiểm kê linh thạch, nộp tiền hàng. Thu đến linh thạch sát na, cái gì hàng đều có tiên tử khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở mặt, đổi giận thành vui, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, nụ cười trên mặt như nở rộ bông hoa, sán lạn đến để cho người ta tâm xốp giòn. Nàng và cái gì đều có thể bán đại lão không hổ là cùng một hệ truyền thừa. Cái này trở mặt kỹ năng cũng như ra một triệt. Chỉ là mấy túi càn khôn lục phẩm linh thạch, liền có thể chúa tể một vị cửu phẩm kiếp tiên biểu lộ, để cho nàng lộ ra nụ cười sán lạn, cũng chỉ có các nàng hệ này. Xác nhận tiền hàng đã thu đến, cái gì hàng đều có tiên tử thu hồi linh thạch, sau đó nàng đưa tay nhất chuyển, từng cái dương bị nàng từ cánh cửa không gian trung chuyển rời đi ra, rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt, mời bá Tống đạo hữu xác nhận bên dưới hàng hóa. Diệt Phượng tiền bối, Lệ Chi tiền bối, còn có vị tiền bối nào thanh tỉnh, tới kiểm kê bên dưới hàng hóa chứ sao? Tống Thư Hàng quay đầu kêu lên, không phải hắn không muốn xác định thu hàng, mà là những hàng hóa này bên trong, đại bộ phận bảo vật Tống Thư Hàng cũng không nhận ra. Hắn tu chân tri thức vẫn là quá mức cằn cỗi, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Lệ Chi tiên tử dụi dụi con mắt, cùng Diệt Phượng cùng một chỗ tới hỗ trợ kiểm kê hàng hóa. Mượn các tiền bối điểm hàng thời gian bên trong, Tống Thư Hàng cùng cái gì hàng đều có tiên tử tán gẫu vài câu. Hắn muốn thử xem có thể hay không từ tiên tử trong miệng bộ vào tay một điểm liên quan tới Đông Phương Xuân các mảnh vỡ tình báo. Bộ lấy tình báo không thể quá rõ ràng, sở dĩ Tống Thư Hàng trước từ những lời khác để vào tay, tiên tử, người nơi này còn có hay không cấp bậc cao hơn phục sinh pháp khí, lục phẩm cũng có thể sử dụng cái chủng loại kia. Lần trước bộ kia phục sinh kim tệ. Ra sức, điểm tán. Quỳ, ngươi lại muốn mua phục sinh pháp khí cho ngươi đệ tử dùng. Lần trước bộ kia phục sinh pháp khí sử dụng hết rồi. Cái gì hàng đều có tiên tử hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng chỉ bản thân, không phải cho đệ tử dùng, là chính ta dùng. Lần trước bộ kia pháp khí, đã dùng không sai biệt lắm. Còn sót lại mấy cái, ta tấn thăng lục phẩm sau nhưng không dùng được, đều tặng người. Sở dĩ. Đang chuẩn bị mua chút lục phẩm cũng có thể sử dụng phục sinh pháp khí. Chính ngươi dùng, còn cần không sai biệt lắm. Tấn thăng lục phẩm, ngươi không phải bát phẩm huyền thánh sao? Cái gì hàng đều có tiên tử chằm chằm vào Tống Thư Hàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tống Thư Hàng chỉ bản thân, tiên tử ngươi chớ hoài nghi ánh mắt của mình, ngươi thấy cảnh giới của ta, chính là ta chân thực cảnh giới. Hư danh sẽ lừa gạt người, nhưng chân thực cảnh giới không gạt người. Bá Tống đạo hữu người thật đúng là có ý tứ. Cái gì hàng đều có tiên tử nói nàng cảm giác bá Tống huyền thánh nếu như trở thành hàng, nhất định có thể bán cái tốt giá cả. Đáng tiếc, các nàng không làm nhân khẩu mua bán. Trừ phi là bá Tống đạo hữu tự mình nghĩ không ra, mãnh liệt yêu cầu bán mình,
nếu như vậy nàng cũng không ngại vì bá Tống đạo hữu tìm bên mua. Sở dĩ, tiên tử trong tay có thích hợp ta phục sinh bảo vật sao? Tống Thư Hàng hỏi. Cái gì hàng đều có, tiên tử lắc đầu, chân quân cảnh giới đã không phải là tùy tiện cầm cái bảo vật liền có thể phục sinh cảnh giới, ngoại trừ một chút đền bù phi thường cao thiên tài địa bảo bên ngoài, chân quân cảnh giới muốn bố trí phục sinh thủ đoạn, cần chôn xuống đại trận, đem khí thức của mình cùng phục sinh đại trận kết làm một thể. Dạng này đại trận trong tay của ta có mấy cái, bày trận vật liệu cũng có thể đến nơi này của ta mua sắm. Bất quá giá cả rất cao, người muốn, ta đem trận pháp giới thiệu cho ngươi một chút. Bất quá, so sánh với phục sinh đại trận, ta chỗ này cũng có một cái đặc thù nghiệp vụ, chỉ vì đặc biệt hộ khách quần thể mở ra, bá Tống đạo hữu ngươi có muốn hay không tìm hiểu một chút. Nghiệp vụ gì? Tống Thư Hàng hỏi. Lại nói, hôm nay cái gì hàng đều có, tiên tử, ăn mặc một bộ thiếp thân trang phục nghề nghiệp, nhìn có điểm giống là chào hàng nhân viên. Tự ta cùng sư phụ mở độc nhất vô nhị sinh mệnh bảo hiểm, có hứng thú hay không mua bảo hiểm? Cái gì hàng đều có, tiên tử nói. Tống Thư Hàng. Hắn thật sự không nghĩ tới bản thân trở thành tu chân giả, trở thành chân quân cấp tu sĩ, lại còn chạy không khỏi bị người chào hàng bảo hiểm. Hơn nữa còn là một vị cửu phẩm kiếp tiên cấp tiên tử, chứng chạc đàng hoàng hướng hắn chào hàng bảo hiểm sản phẩm. Mua bảo hiểm về sau, ta chết đi, thân nhân của ta có thể được đến bao nhiêu bồi thường? Tống Thư Hàng hỏi. Ha ha, đừng đem chúng ta nghề bảo hiểm vụ cùng phàm tục ở giữa những cái kia bảo hiểm liên lạc với cùng một chỗ. Chúng ta cái này nghề bảo hiểm vụ là chân chính sinh mệnh bảo hiểm, mua bảo hiểm về sau, ngươi chỉ cần đem bảo khoán đặt ở trên người. Một khi gặp gỡ chí tử cấp nguy hiểm lúc, trường này bảo khoán liền sẽ triển khai phòng ngự, vì ngươi tranh thủ đến một chút thời gian. Đồng thời, ta hoặc là sư phụ ta sẽ phá vỡ không gian, trực tiếp đến đem ngươi từ nguy cơ chi địa móc ra. Ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần bảo khoán mang theo, thì có hai vị nắm giữ không gian chi lực tồn tại, tùy thời có thể thông qua không gian lực lượng cứu ngươi. Tính an toàn có thể so với phổ thông lục phẩm phục sinh trận pháp muốn đáng tin a. Mà lại cái này bảo hiểm hạng mục chúng ta vừa mới đẩy ra, có ưu đãi, lần thứ nhất mua sắm bảo khoán giá cả, so lục phẩm phục sinh trận pháp muốn tiện nghi rất nhiều. Một chương bảo khoán cũng có thể sử dụng một lần, mua càng nhiều, bảo mệnh cơ hội thì càng nhiều. Cái gì hàng đều có, tiên tử khẩu tài thiên phú toàn bộ triển khai, ra sức chào hàng bản thân sản phẩm mới. Tống Thư Hàng, nghe là rất mê người. Đúng không, muốn hay không hiện tại liền đặt trước cái mấy chương. Cái gì hàng đều có, tiên tử rèn sắt khi còn nóng chào hàng nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, đáng tiếc, ta không dùng được. Nói, thân hình của hắn lui lại, chui vào đến hạch tâm thế giới, sau đó nhảy ra, một lần nữa lại chui vào. Lại nhảy ra. Sự thật thắng hùng biện, Tống Thư Hàng dùng hành động chứng minh bản thân không cần cái này bảo hiểm hạng mục. Cái gì hàng đều có, tiên tử. Đối phương tự mang không gian năng lực, làm ăn này còn thế nào làm. Lần thứ nhất hướng người chào hàng cái này bảo hiểm hạng mục liền chịu đến to lớn như vậy ngăn trở, cái này bảo hiểm hạng mục luôn cảm giác tiền đồ vô lượng. Lại nói, tiên tử, trước ngươi có phải hay không nhắc qua Đông Phương Xuân Các mảnh vỡ? Cái này Đông Phương Xuân Các là cái gì pháp khí sao? Tống Thư Hàng cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, thuận nước đẩy thuyền hỏi ra mình muốn hỏi chủ đề. Không phải pháp khí, bất quá so với pháp khí đến, hắn càng đáng giá tiền. Cái gì hàng đều có, tiên tử nói. Tống Thư Hàng thuận thế hỏi, càng đáng giá tiền. Vậy nó là cái gì? Muốn biết sao, cái gì hàng đều có, tiên tử duỗi ra tay nhỏ, bày ở Tống Thư Hàng trước mặt, tình báo ta cũng bán, chỉ cần giá cả phù hợp. Thật đúng là cái gì đều có thể bán a. Xem ở chúng ta giao dịch nhiều lần trên mặt mũi, không thể miễn phí đưa cái tình báo sao. Tống Thư Hàng nói chủ yếu là hắn không có tiền. Nếu như ngươi là lần trước giảng pháp đại thúc trạng thái, ta cũng có thể cho ngươi cái mặt mũi. Cái gì hàng đều có, tiên tử đưa tay chọc chọc Tống Thư Hàng khuôn mặt, nhưng thật đáng tiếc, ta không thích tiểu nãi cẩu. Bộ dáng bây giờ của ngươi, ta không muốn nể mặt ngươi. Đâm tâm, tiên tử. Kiểm kê hoàn thành, hàng hóa đều đúng, không có vấn đề. Lệ chi tiên tử thanh âm vang lên, tức thời cắt ngang Tống Thư Hàng xấu hổ. Như vậy, giao dịch hoàn thành. Cái gì hàng đều có, tiên tử gật đầu nói, tình báo còn muốn hay không? Không muốn không muốn, muốn không lên, Tống Thư Hàng lắc đầu nói, kỳ thật, cái gì hàng tiên tử mới vừa nói không phải pháp khí, so pháp khí đáng tiền lời này,
hắn liền cơ bản xác định cái kia Đông Phương Xuân Các, nên chính là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Về phần có phải hay không tứ phương đại đế bắc phương đại đế hang ổ, còn không cách nào xác định. Vấn đề này thật sự không dùng mua tình báo, một hồi trực tiếp tìm Quy Tiền Bối hỏi thăm là được rồi. Quy Tiền Bối chính tông thiên đình người sống sót. Không muốn thì thôi vậy, chúng ta lần sau gặp, cái gì hàng đều có tiên tử hì hì cười nói. Gặp lại, Tống Thư Hàng xoay người, từ bảo vật bên trong lấy ra kho thiên kiếp cần phối liệu, tiến về dương lớn, dựa theo Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa thực đơn trình tự, đem hương liệu cùng phối liệu, ấn tỷ lệ cẩn thận vùi đầu vào dương lớn. Cái gì hàng đều có tiên tử xa xa ngắm nhìn Tống Thư Hàng, mở ra cánh cửa không gian, đang chuẩn bị rời đi. Cái này lúc, cái gì đều có thể bán đại lão thanh âm, tại bên tai nàng vang lên, đồ nhi ngoan, ta vừa rồi thu đến công đức võng lạc tin tức, người tại trong tình báo tăng lên kho thiên kiếp cùng thiên kiếp thực đơn tin tức. Ngươi là từ đâu đạt được tình báo này? Sư phụ đối cái này có hứng thú, cái gì hàng đều có tiên tử hỏi ngược lại. Trong tay của ta có một cái treo gần ngàn vạn năm giao dịch, một mực không có hoàn thành. Đối phương chính là muốn nếm thử thiên kiếp phần món ăn thịnh yến, hơn nữa còn không có thiết lập giao dịch niên hạn. Nhưng ta lật khắp chư thiên vạn giới đều không có thiên kiếp phần món ăn tin tức, giao dịch này vẫn tại chưa hoàn thành đơn đặt hàng bên trong treo. Cái gì đều có thể bán đại lão nói. Cái gì hàng đều có tiên tử, là bá Tống Huyền Thánh, hắn đạt được thiên kiếp phần món ăn kho thiên kiếp phương pháp luyện chế. Cái gì đều có thể bán đại lão? Nhật đấy, tại sao lại là gia hỏa này? Ngươi chờ chút, ta lập tức đi qua. Cái gì đều có thể bán đại lão cắn răng nói. Khách hàng chí thượng, giao dịch trọng yếu nhất. Mặc dù bá Tống Huyền Thánh là sổ đen hộ khách, nhưng cùng lúc hắn cũng coi là nửa cái khách hàng tiềm năng. Gia hỏa này chết tương đối tấp nập, là cái bán trọng sinh pháp khí tốt đối tượng. Chỉ cần vừa nghĩ tới bán cho hắn phục sinh, trọng sinh. Bảo mệnh pháp khí chẳng mấy chốc sẽ bị sử dụng mất, cái gì đều có thể bán đại lão tâm tình liền vui vẻ. Mà lại, hy vọng ăn một lần thiên kiếp phần món ăn thịnh yến cái vị kia khách hàng, là vị cực kỳ đặc thù tồn tại. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà lại có tiền, xuất thủ hào phóng. Là cái tiềm ẩn VIP khách hàng lớn, đáng giá phát triển. Nghĩ tới đây, cái gì đều có thể bán đại lão cắn răng đem Tống Thư Hàng từ bản thân sổ đen trên chuyển qua tạm cần nghiên cứu thêm xem xét danh sách bên trong. Lại cho hắn một cái cơ hội, nếu như lần này bá Tống Huyền Thánh lại bị bản thân kéo vào đến sổ đen, liền rốt cuộc không đem hắn phóng xuất ra. Một cơ hội cuối cùng. Một bên khác, Tống Thư Hàng thận trọng đem lôi kiếp 36 đạo chương trình hoàn thành. Có ma môn chủ tâm Hà Chỉ Ma Đế tiên chủ truyền thừa mang theo. Những trình tự này Tống Thư Hàng một thân một mình giải quyết. Lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quần mấy vị tiền bối hiếu kỳ vây quanh ở cái dương bên cạnh, nhìn lấy trong dương 2 tấn 3 lôi kiếp biến hóa. Nhìn lấy lôi kiếp hóa lỏng, lại ngưng kết thành nhánh. Trong dương, lôi kiếp hình thể rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa còn đang chậm rãi thu nhỏ bên trong. Bất quá từ nơi này chút ngưng kết lôi kiếp bên trên, đã có nhàn nhạt mùi thơm phiêu tán đi ra. Ngưng kết thiên kiếp trên có từng đạo lôi văn, nhìn qua tựa như là thịt bò đường vân, đặc biệt đẹp. Cuồng Đao Tam Lãng hít hà, hiện tại xem ra, thứ này tựa hồ thật có thể ăn a. Tống Thư Hàng, một hồi sẽ qua, chờ chúng nó hình thể không còn biến hóa sau khi, liền phải mời dược sư tiền bối xuất thủ, đưa chúng nó đầu nhập lò luyện đan luyện chế một lần. Dược sư chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào tới. Thất Tu Thánh Quân nói, đến lúc đó chuyện luyện đan ta tới đi. Cuồng Đao Tam Lãng, đáng tiếc, Vân Tước Tử tiền bối không ở. Nếu không ăn thiên kiếp loại sự tình này, nàng nhất định rất ưa thích. Lại nói, Vân Tước Tử tiền bối đâu, gần nhất mấy lần tụ hội đều không có thấy được nàng. Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ hỏi. Lúc đầu lần tụ hội này trước, Vân Tước Tử tiền bối tại quần bên trong phát biểu qua. Nàng còn tưởng rằng lần này Vân Tước Tử tiền bối sẽ tới. Kết quả lúc ấy là Tam Lãng bản thân hào bị cấm ngôn. Liền lên Vân Tước Tử hào. Vân Tước Tử tiền bối, tại chủ bị đi cửu u thế giới. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Tống Thư Hàng, cái gì? Vân Tước Tử tiền bối vì cái gì lại muốn đi cửu u thế giới? Rõ ràng thật vất vả mới từ béo cầu trong tay trốn tới. Nàng muốn lấy về mình bị cướp đi đồ vật. Cuồng Đao Tam Lãng trả lời. Tống Thư Hàng. Vân Tước Tử tiền bối muốn trực tiếp đi đối béo cầu đoạt lại bất hủ chi cốt. Nàng có cái gì nắm chắc sao?
Ta nghĩ biện pháp liên hệ vị kia, Tống Thư Hàng nói. Đối béo cầu sự, Bạch Tiền Bối thích nhất. Mà lại, Bạch Tiền Bối là cửu u chúa tể, Vân Thức Tử Tiền Bối nhập cửu u, có Bạch Tiền Bối chiếu cố cũng có thể an toàn rất nhiều. Cũng không biết Bạch Tiền Bối hết giận hay chưa. Tống Thư Hàng thử triệu hoán mấy lần Bạch Tiền Bối, nhưng là Bạch Tiền Bối không đáp lại. Không nghĩ tới kho thiên kiếp có thể đối Bạch Tiền Bối tạo thành to lớn như vậy điểm nộ khí, kha 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 kha, về sau nếu là mình ngày nào đột nhiên nghĩ quẩn, đột nhiên muốn chọc giận Bạch Tiền Bối, chẳng lẽ có thể trực tiếp chuyển kho thiên kiếp đi ra? Phanh lại, nhanh phanh lại. Loại này mang công năng suy nghĩ, tuyệt đối không thể trong đầu hiển hiện. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để Tống Thư Hàng cưỡng ép ngăn lại của mình suy nghĩ. Có một số việc trong đầu ngẫm lại khẳng định là không có vấn đề, nhưng là nghĩ đến những ý niệm này thời điểm, còn sử dụng công năng, triệu hoán Bạch Tiền Bối, chính là tự tìm đường chết. Phải cùng Bạch Tiền Bối xin lỗi mới đúng. Tống Thư Hàng vỗ vỗ gương mặt của mình, để cho mình không còn suy nghĩ lung tung. Huyền nữ môn Vân Tước Tử Tiền Bối, bây giờ đã mất đi bất hủ chi cốt, nếu như nàng độc thân tiến về cửu u thế giới đối béo cầu, quá nguy hiểm. Nàng bây giờ, chết liền thật đã chết rồi. Đây là chuyện rất nghiêm trọng, không ra trò đùa. Tại bảo đảm bản thân không còn nghĩ lung tung về sau, Tống Thư Hàng lần nữa trong đầu triệu hoán Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối, thiên kiếp sự tình, là ta thao tác sai lầm. Ngài ở đây trở về cái tin tức, chúng ta cùng một chỗ đối béo cầu. Đối béo cầu đại lão loại chuyện này, Bạch Tiền Bối hẳn là thích nhất. Ăn cơm, đi ngủ, đối béo cầu chính là gặp được Tống Thư Hàng trước đó, Bạch Tiền Bối sinh hoạt. Đương nhiên, miệng xin lỗi không thực tế. Tống Thư Hàng bắt đầu cân nhắc, muốn hay không đi cửu u thế giới bắt phong ấn cửu u ma kiếp, lại đem cửu u ma kiếp chế tác tiên hào. Đối Bạch Tiền Bối tới nói, cửu u ma kiếp chế tác mà thành tiên hào, phải cùng bọn hắn đối đãi kho thiên kiếp đồng dạng. Hoặc là hôn tâm ma kiếp cắt miếng hẳn là cũng không có thể thử một chút. Tâm ma kiếp mặc dù là thiên kiếp một loại, nhưng trên thuộc tính thiên hướng về trung lập tính chất, cửu u tà ma cũng có tâm ma kiếp, Bạch Tiền Bối hẳn là cũng có thể tiếp nhận mới đúng. Người tốt người kêu gọi Bạch Tiền Bối đang vận động giảm béo, xin đừng dùng mỹ thực dụ hoặc hắn. Đột nhiên, một cái máy móc thức Bạch Tiền Bối thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối ngài đều đã trải qua nghiêng nước nghiêng thành, căn bản không cần giảm béo được không? Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, cái kia, chúng ta trò chuyện chuyện gì được chứ? Xì 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 ngươi kêu gọi Bạch Tiền Bối đang vận động giảm béo. Cũng không có việc gì, mời cũng đừng quấy rầy. Máy móc thức Bạch Tiền Bối thanh âm tiếp tục vang lên, giống như là tự động hồi phục. Tống Thư Hàng, hắn không cam tâm, lại thử mấy lần Bạch Tiền Bối, nhưng về sau trả lời hắn, đều là ghi âm nhắn lại. Giảm béo thật sự là tà đạo. Lại nói Bạch Tiền Bối vì sao lại nghĩ đến muốn giảm béo tới. Tống Thư Hàng cẩn thận suy tư nửa ngày. Ân, nghĩ tới. Cái này tựa hồ cũng là lỗi của ta. Tống Thư Hàng dùng sức vuốt vuốt gương mặt, lá gan đau nhức. Bản thân một tay bóp quả đắng, cuối cùng cũng có một ngày muốn bản thân nuốt vào. Đây chính là nhân quả a. Thư Hàng, liên hệ với vị kia sao? Cuồng Đao Tam Lãng lên tiếng hỏi. Việc quan hệ huyền nữ môn Vân Tước Tử bình yên, Cuồng Đao Tam Lãng khó cực kỳ bình tĩnh canh giữ ở Tống Thư Hàng bên người, không có nhảy nhót tưng bừng. Tống Thư Hàng rung ném đầu, trước tiên cần phải chờ một chút, vị kia. Tạm thời không tiện trò chuyện, ta qua một thời gian ngắn sẽ liên lạc lại hắn thử một chút. Vân Tước Tử tiền bối chuẩn bị lúc nào đi cửu u thế giới. Ta hỏi một chút đi, Cuồng Đao Tam Lãng nói. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Ngón tay ở trên màn ảnh mãnh liệt đâm, chọc lấy nửa ngày mới đưa Vân Tước Tử điện thoại lật ra. Tống Thư Hàng đều rất lo lắng Tam Lãng tiền bối đâm dùng quá sức, sẽ trực tiếp đưa điện thoại di động đâm hủy. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Cuồng Đao Tam Lãng, uy, Vân Tước Tử tiền bối, người bây giờ, ở cái nào vị trí? Nha, Tam Lãng người vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho ta. Đối diện truyền đến huyền nữ môn Vân Tước Tử thanh âm kinh ngạc. Cuồng Đao Tam Lãng, chuyện đứng đắn, Vân Tước Tử tiền bối người bây giờ ở đâu, lúc nào chuẩn bị đi cửu u thế giới. Hắn men say tựa hồ tản một số, cắn chữ rất rõ ràng. Ta đang vì tiến vào cửu u thế giới làm chuẩn bị đâu, đón lấy đến ta nghĩ đi nho ra một chuyến, tìm hằng hỏa đạo hữu cho mượn cái bảo bối. Huyền nữ môn Vân Tước Tử nói.
Hằng Hỏa Chân Quân tại ta bên cạnh, chúng ta tại Điền Thiên Đảo. Cuồng Đao Tam Lãng trả lời. À, trùng hợp như vậy, nói như vậy Hằng Hỏa không ở Nho Gia. Tốt à, không có việc gì, ta cùng Nho Gia người đều quen. Đến lúc đó có thể tìm cái khác đạo hữu mượn đồ vật đi. Vân Thước Tử cười nói. Cuồng Đao Tam Lãng trầm mặc một lát, đột nhiên hắn lên tiếng nói, Vân Thước Tử tiền bối, ngươi sẽ không đã tiến vào cửu u thế giới à? Làm sao có thể, tiến vào cửu u thế giới, ngươi còn có thể gọi điện thoại cho ta. Vân Thước Tử trả lời. Cũng đúng, vậy ngươi có cần phải tới Điền Thiên Đảo cùng quần bên trong đạo hữu họp gặp? Cuồng Đao Tam Lãng nói. Vân Thước Tử bình tĩnh nói, không được, chuyến này sự tình, không muốn đem quần bên trong đạo hữu cuốn vào, chính ta một cái người có thể giải quyết. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta chỉ là thu hồi đồ vật của mình, sẽ không chính diện cùng cửu u cái vị kia đối lên. Thậm chí ta phải đối mặt, cũng chỉ là bị hắn chiếm cứ thân thể cũ. Mà ta thân thể cũ bên trong, có ta bản thân lưu một số cửa sau, dù sao không ai so với ta bản thân càng hiểu thân thể của mình. Tốt, ta đã biết. Cuồng Đao Tam Lãng đáp. Đợi đã, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội vàng đối Cuồng Đao Tam Lãng truyền âm nói, Vân Thước Tử tiền bối thân thể cũ đã không ở cửu u vị kia trong tay. Sở dĩ, Vân Thước Tử tiền bối muốn lấy về bảo vật, rất có thể bị chuyển rời đến cái khác thân thể. Lần trước, tại Giang Nam Đại học thành lúc, Béo Cầu dùng Vân Thước Tử thân thể cũ tiếp cận Tống Thư Hàng, đọc đến trí nhớ của hắn. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Béo Cầu chiếm cứ Vân Thước Tử thân thể cũ bị Tống Thư Hàng dùng mang thai ngưng thị phôi thai ngưng thị tổ hợp kỹ năng chặn lại, bất hủ chi cốt thì bị Béo Cầu đại lão phân thân lực lượng vòng quanh, trốn về cửu u thế giới. Sở dĩ, Vân Thước Tử tiền bối muốn lợi dụng thân thể cũ cửa sau thu hồi bất hủ chi cốt, đã không thể thực hiện được. Cuồng Đao Tam Lãng. Hắn liền tranh thủ tình báo này thuật lại cho Vân Thước Tử. Điện thoại đối diện, Vân Thước Tử trầm mặc nửa ngày, không có trả lời. Cuồng Đao Tam Lãng nhíu mày luôn cảm giác Vân Thước Tử trạng thái không đúng. Nàng sẽ không bản thể chạy cửu u thế giới, lưu cái khôi lỗi phân thân loại hình đón hắn điện thoại a. Bá Tống Hào, đang vận động bên trong ta chủ gọi ta chuyển cáo ngươi một sự kiện, để ngươi cái kia mái tóc dài màu xanh lam tiền bối không muốn vào cửu u thế giới, Béo Cầu chúa tể phân thần cùng bất hủ chi cốt, núp ở một bộ mới trong thân thể, đang tiến về hiện thế. Cái này lúc, mặt trời nhỏ ngươi mau lên 33 hào thanh âm, tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Tống Thư Hàng, Béo Cầu đại lão lại muốn tới hiện thế. Đây cũng không phải là tin tức tốt, mỗi lần Béo Cầu đại lão đến hiện thế, kiểu gì cũng sẽ tìm cơ hội đối hắn. Tại Tống Thư Hàng người không muốn gặp nhất liệt biểu bên trong, Béo Cầu đại lão một mực chiếm đứng đầu bảng vị trí, Tống Thư Hàng tại hắn trong tay chết mất số lần nhiều nhất, Nho Gia Kim Liên trong thế giới. Hắn đều nhớ không rõ mình rốt cuộc chết bao nhiêu lần. Nếu không phải Tống Thư Hàng đạo tâm kiên định, đều phải chết ra bóng ma tâm lý. Đúng vậy, ta chủ một mực đang giám thị bí mật lấy Béo Cầu chúa tể hành động. Hiện tại, Béo Cầu chúa tể cỗ kia cất giấu bất hủ chi cốt thân thể, chính lặng lẽ chui vào hiện thế, ta chủ đang chuẩn bị thiết kế bắt được hắn. Bá Tống Hào, nếu như ngươi có hứng thú, đến lúc đó ta chủ mang ngươi soát Béo Cầu chúa tể. Mặt trời nhỏ ngươi mau lên T2333 hào ôn hòa nói. Tống Thư Hàng vừa nghe thấy lời ấy, trong lòng lập tức ổn lại. Bạch tiền bối muốn xuất thủ đối Béo Cầu, vậy hắn chỉ cần tại bên cạnh hô 666. Đến lúc đó lại kéo lên huyền nữ môn Vân Thước Tử tiền bối, nếu là có thể đem bất hủ chi cốt thu về, liền không thể tốt hơn. Có hứng thú, ta phi thường có hứng thú. Đến lúc đó ta có thể hay không dẫn người cùng một chỗ soát Béo Cầu đại lão? Tống Thư Hàng hỏi. Mặt trời nhỏ ôn hòa nói, không có cái gì vấn đề. Cái kia Bá Tống Hào, ngươi gần nhất chuẩn bị một chút, dự tính trong một tuần, Béo Cầu chúa tể phân thần nhất định sẽ tiến về hiện thế. Thay ta tạ ơn Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng nói. Mặt trời nhỏ phát ra một trận thật thà tiếng cười, kết thúc cùng Tống Thư Hàng trò chuyện. Tam Lãng tiền bối, để Vân Thước Tử tiền bối trước tạm hoãn tiến vào cửu u thế giới kế hoạch. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Cuồng Đao Tam Lãng, kêu lên, kế hoạch có biến, để Vân Thước Tử tiền bối đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ hành động. Vừa quay đầu, Tống Thư Hàng phát hiện Tam Lãng tiền bối lúc này mày nhíu lại thành xuyên chữ, một mặt nghiêm túc. Ngoà, vọng thiên, Tống Thư Hàng bị giật nảy mình. Tam Lãng tiền bối bình tĩnh, không nhảy đát bộ dáng đã rất khó được thấy một lần.
hiện tại một mặt nghiêm túc nhíu mày khổ tư tam lãng tiền bối, đơn giản giống như là biến thành người khác. Tựa như là bị đoạt xá đồng dạng. Đồng quái tiền bối, Tống Thư Hàng suy đoán nói. Cái này cuồng đao tam lãng có phải hay không đồng quái tiền bối ngụy trang? Gọi ta làm gì đâu? Trên ngọn cây, có một con chim cánh cụt vỗ cánh nhỏ, đột nhiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng. Nhìn cái gì, chưa thấy qua ta dịch dung thành chim cánh cụt sao? Trên ngọn cây, đồng quái tiên sư nhảy xuống dưới, nhảy đến Tống Thư Hàng trước mặt. Đây cũng không phải là dịch dung thuật, đồng quái tiền bối. Tống Thư Hàng nói. Đồng quái tiên sư dùng cánh nhỏ vỗ vỗ Tống Thư Hàng, chính là bởi vì ta dịch dung thành chim cánh cụt về sau, là các ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi một mặt, đây mới là ta dịch dung thuật chân tùy. Tống Thư Hàng. Gọi ta có việc, chim cánh cụt khỏe hỏi. Các tiền bối, nơi này có chỉ chim cánh cụt, nhìn rất mỹ vị. Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Chim cánh cụt quái. Tiếp đó, uống nhiều quá tô thì A Thất cùng tạo hóa pháp phương lao đến, hai người nâng lên chim cánh cụt quái hướng Điền Thiên Đảo phòng bếp chạy tới. Ngu xuẩn, ta là đồng quái. Đồng quái tiên sư đại lực rằng co. Tô thì A Thất, ha ha ha, đồng quái mới càng ăn ngon hơn. Khỉ lớn cũng tốt ăn, tạo hóa pháp phương tiếp lời nói. Bắc Hà tán nhân. Thấy cảnh này về sau, hắn không hiểu trong lòng sảng khoái. Sau đó, hắn cũng đi theo chạy đi phòng bếp. Tống Thư Hàng mỉm cười phất tay, thâm tàng công cùng danh. Tiếp đó, hắn lại nhìn phía cuồng đao tam lãng tiền bối, người thế nào? Đang tự hỏi vấn đề gì? Chờ ta bên dưới, ta xác nhận chuyện, cuồng đao tam lãng nói. Hắn lại tại trên điện thoại di động đâm động, gọi Vân Tước Tử điện thoại. Vân Tước Tử tiền bối, người có phải hay không đã chạy cửu u thế giới? Cuồng đao tam lãng chân thành nói. Đối diện, truyền đến Vân Tước Tử lúng túng tiếng cười. Nhanh để người bản thể trở về, chúng ta nơi này kế hoạch có biến. Thư Hàng tiểu hữu cái này có cái hành động lớn, tóm lại trước về hiện thế. Cam đoan sẽ không ảnh hưởng ngươi đoạt lại bản thân xương cốt kế hoạch. Cuồng đao tam lãng vội la lên. Đối diện, lại là một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, Vân Tước Tử thanh âm tiếp tục vang lên, tốt, ta hiểu được. Tin tức đã truyền tống cho bản thể, chỉ cần bản thể thu đến tín hiệu liền lập tức quay lại. Cuồng đao tam lãng. Kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng, mặc dù bất hủ chi cốt không ở trên người, nhưng ta lại tìm cái phục sinh thủ đoạn. Nhiều nhất bị chộp tới đương vật thí nghiệm, không có nguy hiểm tính mạng. Vân Tước Tử lại bổ sung. Sau khi nói xong, cũng không đợi cuồng đao tam lãng hồi phục, nàng đã kết thúc cuộc nói chuyện. Trò chuyện sau khi kết thúc, cuồng đao tam lãng thu hồi điện thoại, đối Tống Thư Hàng khoa tay cái ok thủ thế. Tiếp theo, hắn tìm hai tấm tiểu bàn vuông, đưa chúng nó liều cùng một chỗ. Tại Tống Thư Hàng ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn bỏ lên, ngã đầu liền ngủ. Tam lãng vừa nằm xuống không lâu, phong cách vẽ ưu nhã thư quyển khí tức mỹ nhân Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử lặng lẽ tới gần tam lãng. Nàng đưa tay trên người tam lãng nhấn một cái huyễn thuật bị nàng dùng trên người tam lãng. Co do ngủ tam lãng, lại biến thành một con khỉ lớn. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử hài lòng gật đầu, đắc ý chạy ra. Tống Thư Hàng. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử gần nhất có vấn đỉnh cửu châu nhất hào quần tìm đường chết phương tọa ba vị trí đầu dã tâm. Tống tiền bối, trong dương trào ra, có hay không có thể tiến vào kế tiếp giai đoạn. Một bên khác, hai cái vũ nhu tử chăm miệng một lời kêu lên. Song thanh nói, một thanh âm tinh thần phấn chấn bừng bừng. Một thanh âm khác ôn nhu yêu nhã. Hợp lại cùng nhau về sau, đặc biệt tốt nghe. Cái gì, chào ra, Tống Thư Hàng trong đầu lật ra kho thiên kiếp menu, so sánh bên dưới thực đơn. Phía trước 36 đạo chương trình sau khi hoàn thành, cũng không có sẽ chào ra loại kết quả này đi. Chẳng lẽ là ta thao tác có sai? Không có khả năng a, ta là án lấy hộp ma đế trong truyền thừa menu từng bước một làm, trong lúc đó lại có ma môn chủ tâm phối hợp. Trình tự cam đoan không sai. Đừng nóng vội, ta đến xem. Tống Thư Hàng chạy hai cái vũ nhu tử bên cạnh, đang chuẩn bị chen đến cái dương bên cạnh nhìn xem. Nhưng đột nhiên, Linh Điệp tiền bối trước hắn một bước, chen đến vũ nhu tử bên cạnh. Xảo diệu đem Tống Thư Hàng cắm ở bên trái của hắn. Tạp vị kỹ thuật mắc cấp. Tất cả đều là bọt biển. Da đen vũ nhu tử nói. Cảm giác muốn từ trong dương phun ra ngoài. Vũ nhu tử nói. Có thể hay không thất bại rồi.
Tống tiền bối, da đen Vũ Nhu Tử lại nói. Sau đó, cái này đến cái khác Cửu Châu nhất hào quần thành viên tụ tập tới. Nhưng là, cảm giác ngửi vô cùng thơm, cái gì hàng đều có tiên tử cũng chen chúc tới, nàng muốn cho sư phụ đương tọa độ. Hy vọng không xảy ra vấn đề. Tống Thư Hàng đưa tay, trạng thái hai mỏng như cánh ve nghịch kình võ sĩ quyền sáo đầu ngón tay co lên, lộ ra ngón tay bộ phận. Tống Thư Hàng lại chuyển hóa làm sương mù hình thức, đưa tay tiếp xúc đến những cái kia bọt biển. Thất sách, sớm biết chúng ta muốn đem 2 tấn 3 lôi kiếp tách ra mấy cái dương, từng nhóm xử lý. Hoàng Sơn Tôn giả hối hận nói, trước đó tất cả mọi người uống nhiều quá, không ai nghĩ đến nhiều như vậy. Rượu thứ này, tuy tốt, nhưng tuyệt đối không thể uống nhiều. Uống nhiều, hỏng việc. Tống Thư Hàng thi triển xem xét bí pháp, nỗ lực yếu ớt đại giới về sau, xem xét kết quả hiện lên tại đầu óc hắn. Kỳ quái bọt biển, thành phần, gia nhập thiên cương hóa lỏng lôi kiếp. Hiệu quả không biết. Thiên cương. Tống Thư Hàng trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng hướng bản thân hạch tâm thế giới nhìn lại. Thiên cương, không thấy. Hắn lại vội vàng thi triển niệm lực, tại trong dương móc động. Sau đó không lâu, một cây bị phao có chút trắng bệch thiên cương, trồi lên cái dương. Thiên cương ngươi thế nào, làm sao tái nhợt thành dạng này? Đột nhiên, một thanh âm khóc lớn lên. Chỉ thấy một đầu lớn chim cánh cụt chẳng biết lúc nào chen tại Tống Thư Hàng bên người, dùng hắn mập mạp cánh nhỏ dùng sức vuốt cái dương. Tống Thư Hàng. Liền Tô Thị A thất tiền bối tạo hóa pháp vương đều không thể bạo lực áp chế đồng quái tiền bối, bị hắn từ trong phòng bếp trốn ra được. Đồng quái tiền bối cầu sinh chi lực rất mạnh a. Tại đây, đừng để hắn chạy. Cái này lúc, sau lưng truyền đến Bắc Hà tán nhân tiếng kêu. Tiếp đó, Tô Thị A thất cùng tạo hóa pháp vương lại xông lại, đem chim cánh cụt quái cho vác đi. Chim cánh cụt quái lần này không có giày vò, mặc cho tạo hóa pháp vương cùng A thất đưa nó trói đi. Linh Điệp Thánh Quân. Những thứ này bọt biển nên xử lý như thế nào? Lệ Chi tiên tử đưa tay tại bọt biển trên vạch một cái, một vòng kẹo đường lớn nhỏ bọt biển đính vào trên ngón tay của nàng. Đây là gia nhập thiên cương hóa lỏng lôi kiếp sinh ra bọt biển, ta cũng không biết nó hiệu quả. Tống Thư Hàng nói. Đã tăng thêm thiên cương, đôi kia lục phẩm tu sĩ tới nói thì có hiệu. Lệ Chi tiên tử dứt lời, một thanh hướng bọt biển trên táp tới, liền cùng ăn kẹo đường đồng dạng. Tống Thư Hàng vội la lên, đợi đã, Lệ Chi tiên tử. Thứ này hiệu quả không rõ, vạn nhất có độc. Hừm, mùi vị không tệ. Lệ Chi tiên tử bình tĩnh trả lời, yên tâm, dựa vào ta nhiều năm mạo hiểm kinh nghiệm, thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn, ta có trực giác. Cái này bọt biển ngoại trừ mùi vị không tệ bên ngoài, còn bổ sung lấy thiên cương hiệu quả, có thể cường hóa lục phẩm tu sĩ mệnh luân. Trực giác không phải vạn năng. Ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Tống Thư Hàng nói. Ha ha ha, Thư Hàng ngươi điểm ấy tự cùng Hoàng Sơn tiền bối đồng dạng, cũng giống như cái lão mụ tử, yêu quan tâm. Diệt Phượng công tử ngồi ở lớp kín tiểu trên tường, hai tay dâng chén rượu, liếm láp uống. Hoàng Sơn tôn giả. Hắn ngắm nhìn Diệt Phượng, trong lòng bắt đầu cân nhắc muốn hay không nhằm vào Diệt Phượng công tử cũng nghiên cứu một cái cấm ngôn thuật đi ra. Mặt khác. Diệt Phượng có Hắc Long thế giới cổ ấn mang theo, miễn dịch bát phẩm trở xuống tinh thần pháp thuật. Đến lúc đó cấm ngôn thuật chỉ sợ muốn từ vật lý pháp thuật phương diện vào tay. Hi hi ha ha, Lệ Chi tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, đừng thay ta quan tâm, ta nếu là không có say, chắc chắn sẽ không trực tiếp liền ăn cái này bọt biển. Dưới trạng thái bình thường, ta có thể lý trí, nếu không ta tại hiện thế các nơi mạo hiểm, sớm đã chết ở dã ngoại. Thất Tu Thánh Quân trầm ổn nói, cái này bọt biển, vẫn là trước thu tập, giao cho ta cùng dược sư tiền bối kiểm nghiệm một chút thành phần, xác định nó dược hiệu về sau, rồi quyết định xử lý như thế nào hắn đi. Ta cũng đang có ý này. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, dùng niệm lực đem trong dương bọt biển toàn bộ tụ lại. Một phần trong đó chứa vào đến thiên nhân chữ vật trong bình, lại tồn chữ đến vòng tay không gian bên trong. Mặt khác một phần nhỏ chia làm mấy phần. Phân biệt đem cho Thất Tu tiền bối, Linh Điệp Thánh Quân, Hoàng Sơn Tôn giả cùng vì dược sư tiền bối dự lưu một phần. Mấy vị này là Cửu Châu nhất hào quần bên trong có năng lực kiểm trắc bọt biển thành phần tiền bối. Tống Thư Hàng lại dùng niệm lực đem thiên cương từ trong dương rút ra đi ra. Tống tiền bối, thiên cương phai màu, Vũ Nhu Tử cùng da đen Vũ Nhu Tử chăm miệng một lời. Đúng vậy,
Vũ Nhu Tử, ta thấy được. Tống Thư Hàng bắt lấy căn này to lớn thiên cương, phai màu về sau, không biết ảnh không ảnh hưởng thiên cương sử dụng hiệu quả. Hắn sẽ không từ siêu phẩm thiên cương cởi vì hạ phẩm thiên cương a. Bá Tống tiền bối, ngươi có thể đem trong tay thiên cương giao cho ta nhìn xem sao. Cái này lúc, Lệ Chi tiên tử sau lưng có một vị ăn mặc phấn hồng quần áo tiên tử, lên tiếng nói. Nàng là Lệ Chi tiên tử sư muội Mật Đào tiên tử, là thiên cương nghiên cứu phương diện chuyên gia, cho nên lúc đó tranh đoạt thiên cương thời điểm, liền bị Lệ Chi tiên tử cùng một chỗ mang theo tới. Tiên tử đừng gọi ta tiền bối, gọi tên ta liền tốt. Thật sự không đi trực tiếp gọi ta bá tống cũng có thể. Tống Thư Hằng nói, cũng đem thiên cương đưa cho Mật Đào tiên tử. Mật Đào tiên tử ngại ngùng cười một tiếng, tiếp nhận thiên cương nghiên cứu. Căn này thiên cương không xảy ra vấn đề a, phẩm cấp sẽ không giảm xuống a. Tống Thư Hàng lo lắng hỏi. Căn này thiên cương đối Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong lục phẩm thành viên tới nói rất trọng yếu. Là hắn cùng chúng các tiền bối tề lực đoạt tới bảo vật, nếu là thấp xuống phẩm cấp. Cái kia, cũng chỉ có hướng cái gì hàng đều có tiên tử lại mua một cây cực phẩm thiên cương. Tống Thư Hàng ngắm nhìn bên trên cái gì hàng đều có tiên tử, trong lòng đại định. Mặc dù hắn nghèo, nhưng hắn chỉ cần mặt dạn mày dày, tổng là có thể cho mượn đến linh thạch. Thiếu nợ không đáng sợ là trong bất chi bất giác thiếu nợ càng ngày càng nhiều, vẫn còn muốn mặt dạn mày dày tiếp tục đi mượn. Bá Tống đạo hữu không cần lo lắng, thiên cương năng lượng cũng không có giảm xuống. Cái này lúc, Mật Đào tiên tử lại lần nữa đem thiên cương đưa trả cho Tống Thư Hàng. Hắn chỉ là bị phao lâu, trong đó thiên cương chi lực sói mòn. Chỉ cần đưa nó vùi sâu vào đến linh khí sung túc chi địa, màu sắc của nó liền có thể dần dần khôi phục. Như vậy cũng tốt, Tống Thư Hàng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn lại phát giác một cái to lớn cơ hội buôn bán. Vừa rồi Lệ Chi tiên tử nói qua, liếm ăn dung hợp thiên cương thể lỏng lôi kiếp bọt biển về sau, tựa như là sử dụng thiên cương đồng dạng. Có thể gia tăng lục phẩm tu sĩ mệnh luân cường độ. Cụ thể hiệu quả có bao nhiêu, còn cần chờ tỉnh rượu sau lại cẩn thận xác định. Mà bị cua được trắng bạch thiên cương, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn còn có thể chậm rãi khôi phục. Nói cách khác, thiên cương thành có thể lặp lại lợi dụng, có thể tái sinh tài nguyên. Kể từ đó, hắn không liền có thể lấy dựa vào bán thiên cương lôi kiếp bọt biển phát đại tài. Chỉ cần thiên cương thể lỏng lôi kiếp sinh ra bọt biển thông qua kiểm trắc, đối thân thể sẽ không tạo thành tổn thương, hắn liền có thể khai ra thiên cương lôi kiếp bọt biển ba, kiếm lấy phong phú linh thạch. Cho thuê linh hồ nuôi pháp bảo, tới cửa cho đại lão nhân viên vệ sinh, khai ra thiên cương lôi kiếp bọt biển, quả nhiên chỉ cần có một đôi ánh mắt sáng ngời, nhân sinh khắp nơi trên đất là tài phú. Trong dương bọt biển cùng thiên cương bị lấy ra, lộ ra đáy hòm thiên kiếp. Kinh lịch 36 cái trình tự xử lý 2 tấn 3 lôi kiếp. Đã ngưng kết thành kim sắc thể rắn hình, dị hương xông vào mũi. Mùi thơm này, đã tiếp cận Tống Thư Hàng ngưng tụ ra có thể ăn dùng hoa sen tiêu chuẩn, mà đây là bán thành phẩm. Có thể ăn chưa, đậu đậu nhẹ nhàng nhảy lên, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi xuống Tống Thư Hàng trên bờ vai. Còn không, sau đó phải đưa chúng nó vùi đầu vào trong lò luyện đan, tiến hành một lần luyện chế. Luyện chế sau khi hoàn thành, mới xem như đi nguyên liệu nấu ăn một bước cuối cùng. Mà lại ta có chút lo lắng, bọn chúng gia nhập thiên cương, có thể hay không sinh ra dị biến. Tống Thư Hàng nói, chờ thiên kiếp đi qua lò luyện đan luyện chế về sau, còn có cái cuối cùng trình tự, hắn còn cần làm lạnh một tháng thời gian, mới thành triệt để trở thành nguyên liệu nấu ăn. Tống Thư Hàng muốn mượn dùng thời gian thành, mà thời gian thành tiêu hao có chút đại. Thôi động cả cái thời gian thành lực lượng đến gia tốc một dương thiên kiếp thời gian, luôn cảm giác quá lãng phí. Có hay không cỡ nhỏ, cùng loại thời gian thành pháp khí đâu. Thư Hàng, người kho thiên kiếp hoàn thành sao? Bạch tiền bối phân thân thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên, chúng ta đem Nam Thu tự đả thông, căn bản là cái xác không, không có nhiều đồ vật. Bất quá tại Nam Thu tự trong chủ điện, có cái hộp nhỏ tương đối thú vị, dính đến thời gian pháp tắc. Nguyệt Quang bảo hạp, Tống Thư Hàng vô ý thức hỏi. Bạch tiền bối phân thân, cái gì? Cho dù là nghi ngờ câu hỏi, bạch tiền bối phân thân đường dây riêng vẫn như cũ nhẹ nhàng. Không có việc gì, ta liền tùy ý giống một cuống họng. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, hỏi, bạch tiền bối, cái hộp nhỏ này có cái gì chỗ đặc thù sao? Cả cái Nam Thu tự bên trong,
có thể bị Bạch tiền bối coi trọng bảo vật lại nhưng chỉ có một cái hộp. Xem ra năm đó Nam Thu tự từ viễn cổ thiên đình bên trong rơi xuống trước, bảo vật đều tại Nam Phương Đại Đế trên người mình. Lại hoặc là tại Nam Thu tự rơi xuống thời điểm, bảo vật đều rơi rỗng. Biết Nam Thu tự bên trong không bảo vật lúc, Tống Thư Hàng trong lòng có chút thất lạc. Bất quá, nghe được Bạch tiền bối giới thiệu cái hộp này có được thời gian pháp tắc lúc, sự chú ý của hắn điểm lập tức liền khóa chặt cái này hộp tác dụng. Viễn cổ thiên đình thiên đế am hiểu chính là đặc thù nhất thời gian pháp tắc, chơi đặc biệt trượt. Bảo vật này, có thể hay không cùng thiên đế có quan hệ. Từ trước mắt đến xem, hắn phải cùng ngươi thời gian thành cùng loại, có được gia tốc cùng giảm tốc độ hai loại hiệu quả. Bạch tiền bối phân thân thanh âm truyền lại đến Tống Thư Hàng trong tai, bất quá, thể tích của nó tương đối nhỏ, ta dùng thần thức thăm dò nó nội bộ không gian, chỉ có ngươi thời gian thành một cái phòng lớn nhỏ. Chính là cái này. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, ta muốn chính là cái này a, Bạch tiền bối. Bạch tiền bối, thể tích nhỏ, có phải hay không đại biểu cho nó tiêu hao cũng tương đối nhỏ? Tống Thư Hàng nhanh chóng hỏi. Vậy dĩ nhiên, Bạch tiền bối phân thân trả lời. Muốn chính là cái này. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời, Bạch tiền bối, chúng ta bây giờ muốn chính là cái này. Kho thiên kiếp món ăn này bên trong, 2 tấn 3 lôi kiếp chế tác thành nguyên liệu nấu ăn về sau, cần 1 tháng làm lạnh ngưng kết thời gian. Chúng ta cần cái này thời gian bảo hạp. Bạch tiền bối phân thân, lôi kiếp nguyên liệu nấu ăn đã chế tác hoàn thành sao? Thất tu tiền bối đã chuẩn bị đưa chúng nó mang đến dùng lò luyện đan luyện chế một lần. Đây là sau cùng chương trình, luyện chế xong, chỉ cần lại làm lạnh 1 tháng thời gian liền có thể thành. Tống Thư Hàng trả lời. Được, các ngươi trước đem luyện chế lôi kiếp, ta cùng A Thập Lục cùng nhau nghiên cứu bên dưới cái này thời gian hộp như thế nào sử dụng. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp đem luyện chế xong lôi kiếp đưa vào. Bạch tiền bối phân thân trả lời. Tô thị A Thập Lục phía sau, Bạch Long nổi lên. Nàng và Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm, Quy tiền bối cùng một chỗ tụ tại cái kia thời gian hộp bên cạnh. Khôi lỗi tiên tử cùng sở các chủ ý thức theo sát phía sau, tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân lần. Thông nương cùng Tô Không Vân đứng ở nhất cạnh ngoài. Cái này thời gian hộp, ta trước kia vậy mà đều chưa thấy qua. Quy tiền bối nói, hắn trước kia cũng đi theo Bắc Phương Đại Đế tới qua mấy lần Nam Thu tự chủ điện, nhưng chưa bao giờ gặp qua cái này thời gian hộp. Nam Phương Đại Đế cùng Thiên Đế quan hệ giữa mật thiết nhất, hắn trong chủ điện có giấu một kiện thời gian pháp khí, cũng không hiếm lạ. Khôi lỗi tiên tử dùng thanh âm giống như máy móc nói. Sự tình dính đến viễn cổ thiên đình, liền xem như bình thường không yêu nói chuyện nàng, cũng không nhịn được phát biểu. Công đức xà mỹ nhân tại thời gian hộp bên cạnh dạo qua một vòng, lắc đầu. Tạo hóa tiên tử cùng nhốt tại hộp bên cạnh xoay quanh, nhún vai. Ta phát hiện, phía trên này dính đến thời gian pháp tắc trận pháp. Cùng Tống Thư Hàng thời gian thành rất tương tự. Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm lên tiếng nói. Bạch tiền bối phân thân nhẹ gật đầu, không chỉ có là trận pháp, còn có trong đó thời gian pháp tắc, cùng thời gian thành không có sai biệt. Uốn nắn, là ta thời gian thành. Sở các chủ thanh âm xa xa truyền tới mặc dù là mượn tống đầu gỗ lưu lại bảo vật, nhưng thời gian thành là sở các chủ tạo dựng lên, là đồ đạc của nàng. Dứt lời, sở các chủ thanh âm lần nữa truyền tới, thông nương, thân thể của ngươi có thể ta mượn dùng một chút. Cái này Nam Thu tự có trở ngại ngại thần thức cùng tinh thần đi qua, thần trí của ta truyền lại đến trong chủ điện tiêu hao rất lớn. Không có vấn đề, thông nương trả lời. Ở tại hạch tâm thế giới lúc, mỗi lần múc nước tưới cây lúc, nàng đều sẽ cùng sở các chủ gặp nhau. Nàng đã sớm cùng sở các chủ thân quen. Chỉ thấy thông nương chạy không ý thức của mình. Đồng thời, nàng hiện ra hình người hình thái. Màu xanh lá đuôi ngựa, thiếp thân sườn xám, nóng bỏng dáng người. Thông nương ngươi lại là ngũ phẩm đại yêu. Tô Không Vân kinh ngạc nói vốn cho là thông nương giống như hắn chỉ là tam phẩm cảnh giới, không nghĩ tới đối phương là có thể hóa hình đại yêu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thực vật hệ đại yêu hóa hình, rất muốn sờ sờ thông nương mầm nhọn. Thông nương không có trả lời vấn đề của hắn, lúc này, tại phía xa hoạt tuyền trong ao sở các chủ thông qua bí pháp, đem thần trí của mình cùng ý chí hạ xuống thông nương thân thể bên trong. Thông nương thân thể cực kỳ tinh khiết. Chỉ cần nàng bản thân không chống cự, sở các chủ thông qua bí pháp, trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn khống chế thân thể của nàng. Cái này kỳ thật chính là cùng loại thỉnh thần nhập thân pháp thuật ứng dụng. Sở các chủ mượn dùng thông nương thân thể, chờ nàng trở về sau,
chịu đến nàng cường đại thần thức cùng tinh thần lực kích thích, thông nương tinh thần lực cùng thể chất đều có thể tăng cường rất nhiều. Đối với các nàng tới nói, đây là đôi bên cùng có lợi sự. Thông nương sở các chủ tiến lên một bước, đi vào cái hộp nhỏ bên cạnh. Nàng và Bạch Tiền Bối phân thân đồng dạng, ngồi xổm ở thời gian hộp trước tinh tế nghiên cứu. Sau một lúc lâu, sở các chủ xác định nói, không sai, cùng thời gian thành thủ pháp giống như đúc. Liền pháp tắc khí tức cũng cơ hồ không khác biệt, ta thời gian thành là dựa theo cái kia đầu gỗ lưu lại bảo vật, mở rộng mà thành. Trận pháp cùng thủ pháp, đều xuất từ tống đầu gỗ tự tay chế tác món kia bảo vật. Nhưng cái này hộp, là thiên đế tác phẩm. Khôi lỗi tiên tử đưa tay, chỉ hướng hộp một góc. Nơi đó, có một cái nho nhỏ tiêu ký, đây là thiên đế ấn ký. Thiên đế tác phẩm, Tô Không Vân vươn tay ra, ta có thể sờ sờ hắn sao? Tô Thị A thập lục. Không có vấn đề, nhưng không nên mở ra hắn. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tô Không Vân thận trọng đưa tay, tại trên cái hộp sờ soạng mấy lần. Đây là hắn đời này sờ qua cao cấp nhất vật phẩm A, đây chính là cùng Nho Gia Thánh Nhân Tịnh Xưng đại nhân vật thiên đế luyện chế đồ vật. Lần này về Tô Thị tộc địa về sau, quang hôm nay gặp gỡ, hắn liền có thể thổi một năm. Tống đầu gỗ cùng thiên đế sử dụng cùng một khoản thủ pháp. Giữa bọn hắn chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Quy Tiền Bối nghi hoặc hỏi. Trời mới biết, Bạch Long tỷ tỷ cười lạnh nói. Đang nhìn đến mấy tháng trước, thiên đế lấy nữ tử chi thân phục sinh về sau, Bạch Long tỷ tỷ vừa nghe đến tống đầu gỗ thiên đế chủ đề, liền khống chế không nổi bản thân cười lạnh. Thiên đế, không phải chỉ một nhiệm kỳ đúng không? Bạch Tiền Bối phân thân lên tiếng nói hắn nhớ kỹ, đồng quái tiên sư từng tại quần bên trong phát qua thần bí đảo bên trên, cũ mới thiên đế một màn. Nếu như nói, thiên đế có mấy đảm nhiệm, vậy các ngươi trong miệng tống đầu gỗ. Có thể hay không làm qua một đoạn thời gian thiên đế? Bạch Tiền Bối phân thân lớn gan suy đoán nói. Tống đầu gỗ cùng thiên đế ở giữa nắm giữ lấy đồng dạng thủ pháp cùng pháp tắc, có phải hay không là giữa bọn hắn, có nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối truyền thừa. Sở các chủ, tống đầu gỗ làm thiên đế. Đừng nói giỡn, tên ngu ngốc kia muốn làm thiên đế, thiên đình tuyệt đối lập tức chơi xong đi. Ý niệm này cùng một chỗ, sở các chủ đột nhiên lại sửng sốt. Bởi vì viễn cổ thiên đình, thật đúng là đã sớm chơi xong. Tính toán thời gian, viễn cổ thiên đình xong đời thời điểm, chính là tống đầu gỗ đột nhiên rất dài, thời gian rất lâu không cùng nàng liên lạc lại thời gian. Tống đầu gỗ sẽ không thật sự làm qua một đoạn thời gian thiên đế a. Cái này lúc, Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói, tống đầu gỗ tại viễn cổ thiên đình sắp phá diệt thời điểm, còn bị người đuổi theo đánh khóc, làm sao có thể trở thành thiên đế. Viễn cổ thiên đình hậu kỳ lúc, nàng liền đã từ thiên đình rời đi. Mặc dù trên danh nghĩa nàng còn thuộc về thiên đình một phần tử, nhưng khi đó nàng cơ hồ đều ở tại bản thân chân long điện bên trong, rất ít trở về thiên đình. Mà trong đoạn thời gian đó, tống đầu gỗ từng nhiều lần bởi vì bị người đánh đầy đường chạy, chạy đến nàng nơi đó tị nạn, còn tìm nàng trợ quyền, đem người đánh trở về xuất khí tới. Lấy khi đó tống đầu gỗ thực lực, căn bản không tư cách trở thành thiên đế. Bạch Long tỷ tỷ khẳng định nói, thiên đế cũng không phải thế gian hoàng vị, cũng không đủ thực lực, căn bản là không có cách kế thừa thiên đình. Mà tống đầu gỗ ngay lúc đó thực lực, không phải Bạch Long tỷ tỷ dèm pha, hắn lúc đó liền thiên đế bắp chân cũng không sánh nổi, đây là sự thật. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm nói, mặc dù ta nghe không hiểu các ngươi cùng tống đầu gỗ ở giữa đến cùng có quan hệ gì. Bất quá tống đầu gỗ đến cùng có hay không làm qua thiên đế. Hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết sao. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm đi theo Tống Thư Hàng bên người trong khoảng thời gian này, đối tống đầu gỗ tin tức nắm giữ không nhiều, nhưng ít ra có thể khẳng định tống đầu gỗ hẳn là còn sống. Hắn vừa dứt lời, phụ thân thông nương sở các chủ trầm mặc lại. Bạch Long tỷ tỷ cũng không phát tiếng. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm. Ta có phải hay không nói sai cái gì? Không cẩn thận sách lên không nên sách đề tài cấm kỵ. Quy Tiền Bối lúc này vội vàng đi ra giảng hòa, chúng ta vẫn là trước nghiên cứu một chút cái này thời gian hộp muốn làm sao sử dụng a. Tống Thư Hàng tiểu hữu lập tức sẽ dùng tới cái này thời gian hộp, chúng ta chỉ ít trước cởi xuống hắn muốn làm sao bổ sung năng nguyên, lại phải làm sao khởi động hắn. Như thế nào thiết lập thời gian gia tốc điều hồ sơ? Như thế nào khởi động cùng như thế nào gia tốc giảm tốc độ, ta hẳn là có thể phân tích ra.
Sở Các chủ phụ thân Thông Nương lên tiếng nói sau đó, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, toàn bộ thân thể lơ lửng giữa không trung, lấy một cái quỷ dị tư thế bay tới thời gian hộp phía trên. Nàng phi hành tư thế, tựa như là đầu đang bay, mà thân thể là treo ở dưới đầu phụ thuộc phẩm, màu xanh lá đuôi ngựa hất lên hất lên. Sở Các chủ gần nhất quen thuộc một cái đầu sinh tồn phương thức, hiện tại nhập thân vào Thông Nương trên người, đột nhiên thêm ra bả vai trở xuống bộ vị lúc, khống chế lại ngược lại không quen. Cho nên khi nàng khống chế Thông Nương thân thể lúc phi hành, theo bản năng chỉ khống chế được đầu đi bay, đặc biệt. Manh! Cái này xem mặt thế giới chính là như thế không công bằng, chỉ cần đẹp đẽ, cho dù là loại này kinh dị tư thế, nhìn cũng sẽ rất manh. Thay cái cơ bắp đại hán dùng loại phương thức này đi bay, nhất định sẽ càng manh. Sở Các chủ phụ thân Thông Nương lơ lửng tại thời gian hộp trên không, sau đó bắt đầu thi pháp. Thời gian hộp chế tác thủ pháp, thời gian pháp tắc, trận văn đều cùng tống đầu gỗ lúc ấy lưu lại thời gian bảo vật đồng dạng, Sở Các chủ trực tiếp lấy khống chế thời gian thành phương thức, thử nghiệm kích hoạt thời gian hộp. Theo Sở Các chủ không ngừng đem một đạo đạo ấn quyết đánh vào thời gian hộp, cái hộp này trên trận văn bắt đầu vận chuyển lại. Thành công, Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi. Kém một chút, có mấy cái đạo ấn chi tiết tiết tấu có chút khác biệt. Ta sửa chữa lại kích hoạt thủ pháp là được, Sở Các chủ lên tiếng nói. Sau đó, nàng lại bóp một chuỗi đạo ấn. Lần này, thời gian trên cái hộp quang mang đại thịnh, thời gian pháp tắc vận chuyển, tuế nguyệt khí tức từ đó chảy ra. Hộp biên giới thời gian phảng phất đều bị thay đổi. Xong rồi, Sở Các chủ lên tiếng nói, đón lấy đi thử một chút thời gian hộp thời gian gia tốc hoặc là thời gian chậm lại công năng, các ngươi ai muốn thử một chút. Ta, Tô Không Vân vội vàng nhấc tay nói, ta vừa vặn vừa tấn cấp, cần một chút thời gian đến rèn luyện, thích ứng cảnh giới. Ta hy vọng có thể thử một chút thời gian trôi qua chậm lại công năng. Thời gian bí cảnh A, loại vật này tại Thiên Hà Tô Thị đều thuộc về nghe đồn cấp bậc đồ vật. Hắn cái này Tô Thị trực hệ đệ tử cũng không biết gia tộc mình bên trong có không có loại này bí cảnh. Đi vào tu luyện một tháng, ngoại giới cũng đã một năm. Hoặc là đi vào tu luyện một năm, ngoại giới mới qua một tháng. Loại này thời gian bí cảnh, hắn nằm mộng cũng muốn tiến một lần. Nếu là đi vào trên việc tu luyện một lần, về Tô Thị tộc địa sau hắn có thể thổi nhiều năm. Tô Thị A Thập Lục nghĩ nghĩ, nói, đã Không Vân muốn đi vào, vậy lần này thí nghiệm thời gian hộp linh thạch, liền từ ta bỏ ra đi. Có thể, dù sao ta trên người bây giờ là một khỏa linh thạch cũng không có. Sở Các chủ nói, tỷ ruột của ta tạ ơn, quay đầu có cơ hội, linh thạch ta bồi hoàn gấp đôi ngươi. Tô Không Vân kêu lên. Hắn cảm giác hơn nửa năm không thấy, A Thập Lục liền phảng phất lập tức thành thục rất nhiều, hiện tại đặc biệt có tỷ tỷ phong phạm. Sở Các chủ khống chế Thông Nương thân thể, đối thời gian hộp nhẹ nhàng điểm một cái. Thời gian hộp mở ra, lộ ra bên trong ước một cái phòng lớn nhỏ không gian. Tô Không Vân nhìn về phía hộp lúc, cảm giác mình tựa như là ở trên máy bay hướng mặt đất quan sát, nhìn thấy từng cái hộp nhỏ lớn nhỏ phòng ốc. Sở tiền bối, ta muốn làm sao đi vào? Tô Không Vân hỏi, đi ngươi, quy tiền bối đột nhiên duỗi ra vây trước, đập tại Tô Không Vân trên lưng. Tô Không Vân bị đánh bay ra ngoài, đổi hướng cái hộp nhỏ, quy tiền bối lực khống chế phi thường tốt. Hắn muốn làm sao đi vào, A Thập Lục có chút lo lắng. Là như bị hút vào pháp bảo đồng dạng thu nhỏ đi vào. Vẫn là giống tiến vào tống thư hàng hạch tâm thế giới đồng dạng trực tiếp thông qua dịch chuyển không gian phương thức tiến vào cái hộp nhỏ. Đáp án rất mau ra tới. Là bị hút vào phương thức, nhưng không phải thu nhỏ. Tại Tô Không Vân đổi hướng cái hộp nhỏ thời điểm, Sở Các chủ kết động pháp ấn, trong hộp sinh ra một cổ hấp lực, Tô Không Vân bị hút thành dạng nhánh, lấy một loại phương thức quỷ dị bị hút vào cái hộp nhỏ. Tô Không Vân kêu to, tiến vào hộp thế giới. Sau đó, nắp hộp đóng lại. Tô Thị A Thập Lục móc ra bản thân đổ đầy linh thạch tiểu túi càn khôn. Linh thạch muốn hướng chỗ nào thêm? Sở Các chủ trầm mặc một lát, nói, tựa hồ, đã khởi động. Không có đề kỳ muốn thêm linh thạch. Có thể hay không tiêu hao chính là nam thu tự năng lượng. Bạch tiền bối phân thân phỏng đoán nói. Không, năng lượng của ta một chút cũng không tiêu hao. Nam thu tự khí linh vội vàng trả lời. Trong truyền thuyết thời gian động cơ vĩnh cửu, quy tiền bối lên tiếng nói. Trên lý luận tới nói. Nếu là có thể đem thời gian pháp tắc tu luyện tới nghịch chuyển vật phẩm thời gian trình độ lúc,
liền có thể bóp điểm tinh chuẩn đem thời gian hộp không ngừng khôi phục lại năng lượng toàn mãn trạng thái, đạt tới động cơ vĩnh cửu hiệu quả. Đương nhiên, cái này lý luận là cái ngụy biện. Một bên khác, Xích Tiêu Tử đạo trưởng cùng Nam Phương Đại Đế chiến trường. Đạo trưởng không còn ước thúc lực lượng của mình, tùy tâm sở dục thi triển một thân thần thông. Mục tiêu của hắn chính là đem mảnh tinh vực này đánh nát, chế tạo một trận xa hoa mưa sao băng, đưa cho Nam Phương Đại Đế. Nam Phương Đại Đế không cam lòng yếu thế, các loại thần thông không ngừng thi triển. Thiên đình hủy diệt về sau, tứ phương đại đế trạng thái cùng thực lực khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng. Nam Phương Đại Đế cũng không ngoại lệ, hắn không cách nào phát huy ra viễn cổ thiên đình thời kỳ thực lực, chiến lực đại giảm. Bất quá dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng viễn siêu phổ thông trường sinh giả thực lực, hắn thông qua bộc phát thủ đoạn, trong thời gian ngắn cùng Xích Tiêu Tử đạo trưởng chiến tương xứng. Hắn cũng không cần chiến thắng Xích Tiêu Tử đạo trưởng, chỉ cần kéo đầy thời gian nhất định, hai đại trường sinh giả ở giữa chiến đấu liền sẽ gây nên đương kim thiên đạo cố định chương trình phản ứng. Đến lúc đó, Xích Tiêu Tử cùng hắn đều sẽ thành thiên đạo đối tượng công kích. Hắn cũng không có muốn cùng Xích Tiêu Tử đồng quy vu tận ý nghĩ, mà là hắn có biện pháp từ thiên đạo công kích bên trong bước ra trở ra. Đến lúc đó, bi kịch sẽ chỉ là Xích Tiêu Tử. Sở dĩ, Xích Tiêu Tử động tác càng lớn, lực phá hoại càng mạnh, thì càng phù hợp hắn mưu tính. Hai vị trường sinh giả buông tay buông chân đại chiến, quả nhiên là thiên băng địa liệt, tinh thần vẫn lạc. Mảnh tinh vực này ngôi sao là đáng thương nhất bối cảnh tấm. Sảng khoái, lại đến. Xích Tiêu Kiếm cười ha ha nói, đại kiếm trạng thái hắn vẫn như cũ có thể cùng Xích Tiêu Tử hoàn mỹ phối hợp. Rất lâu không có thống khoái như vậy chiến đấu qua. Xích Tiêu Tử cùng hắn đều thật lâu không có gặp gỡ loại cảnh giới này, lại có thể đánh cái thoải mái đối thủ. Nam Phương Đại Đế mỉm cười, trong tay bảo tháp tế lên, một thân lực lượng liên tục không ngừng tràn vào bảo tháp, nhìn qua là chuẩn bị phát cái đại chiêu. Nhưng đột nhiên, trên bảo tháp quang mang đột nhiên ảm đạm xuống. Liền ngay cả Nam Phương Đại Đế thân thể cũng là run nhẹ nhẹ, tựa hồ ám thương phát tác, đang ngưng tụ năng lượng đột nhiên đại lượng sói mòn. Mặc dù Nam Phương Đại Đế rất nhanh liền điều chỉnh xong, nhưng giống hắn cùng Xích Tiêu Tử đạo trưởng cấp bậc này chiến đấu, cho dù là sát na ở giữa sai lầm cũng là chí mạng. Xích Tiêu Tử đạo trưởng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn qua cự đại hóa Xích Tiêu Kiếm, tiến lên liền hung hăng nện cho Nam Phương Đại Đế một đợt. Một hơi 30 liên kích, đem Nam Phương Đại Đế từ bầu trời sao chùy đến đại địa, từ đại địa chùy tới lòng đất, lại từ lòng đất một lần nữa chùy đến bầu trời. Cuối cùng cự kiếm hung hăng vỗ xuống, Nam Phương Đại Đế bị nện vào đến sông băng chỗ sâu, tại hắn trên thân thể lưu lại hơn 10 đạo sâu xa vết thương. Cái này đợt liên kích có thể, Xích Tiêu Kiếm nói. Liên kích thứ này, chính là mỗi một kích đều mang theo đem đối thủ đánh ngã uy lực, không gián đoạn chém ra, nhất là thống khoái cùng mang cảm giác, để thân kiếm sôi trào. Lại nói, vừa rồi Nam Phương Đại Đế là chuyện gì xảy ra? Xích Tiêu Kiếm lại lên tiếng hỏi. Cái loại cảm giác này, tựa như trò chơi đột nhiên rơi dây, tạp ngừng đồng dạng. Có lẽ trên người hắn có ám thương, có lẽ là từ trong phong ấn mới ra đến, trạng thái không đúng. Lại hoặc là cưỡng ép thôi động pháp bảo, hết sạch sức lực. Xích Tiêu Tử đạo trưởng thuận miệng trả lời. Sự chú ý của hắn khóa chặt sông băng. Nam Phương Đại Đế khí tức đã khôi phục, vừa rồi 30 liên kích, lại nhưng không có cho hắn tạo thành trọng thương. Không đúng. Không phải là không có trọng thương, mà là thương thế của đối phương tại rất ngắn thời gian bên trong nhanh chóng khôi phục. Liền phần thiên hỏa diễm cũng vô pháp kiềm chế hắn tự lành tốc độ. Trong lúc đang suy tư, Nam Phương Đại Đế từ Xích Tiêu Tử đạo trưởng đầu không gian chui ra, hắn đưa tay đè ép, bảo tháp mở rộng trục xuống đồng thời, trên người hắn, bị Xích Tiêu Tử chém ra thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bất quá, Nam Phương Đại Đế sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên là bỏ ra lớn đại giới. Hắc xem bộ dáng là dùng một kiện chân quý khôi phục loại pháp khí. Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói. Vậy liền tiếp tục tái chiến. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nheo mắt lại trường sinh giả ở giữa chiến đấu, sẽ dẫn tới thiên đạo cố định chương trình phản ứng. Nhưng hắn, sớm có ứng đối chi pháp. Đối mặt vào đầu trục xuống bảo tháp, Xích Tiêu Tử đạo trưởng trên người hỏa hồng đạo bào dương lên, đạo bào giống thổi phồng, hóa thành giả thiên cái địa cự màn. Bảo tháp đặt ở cự màn bên trên, bị phản đam trở về. Hắc hắc hắc, ta khả năng đoán được chân tướng. Cái này lúc,
Xích Tiêu Kiếm đột nhiên nói. Vỏ kiếm của nó còn tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Vừa rồi hắn cùng vỏ kiếm tiến hành tin tức đồng bộ về sau, suy tính bên dưới thời gian liền phát hiện một kiện chuyện thú vị tại thời gian hộp bị kích hoạt thời điểm, chính là Nam Phương Đại Đế đột nhiên tạm ngừng thời gian. Thời gian hộp, cũng không phải cái gì động cơ vĩnh cửu. Năng lượng của nó, bắt nguồn từ Nam Phương Đại Đế. Lên đi, Xích Tiêu Tử, chúng ta cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Đi lên, lại cho hắn một đợt 30 liên, ta đến vì ngươi chế tạo cơ hội. Ta cũng không tin, trên người hắn khôi phục pháp khí dùng không hết. Xích Tiêu Kiếm gầm rú nói. Hạch tâm thế giới, Nam Thu tự chủ điện. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm, Sở đạo hữu, mời hỗ trợ tăng lớn thời gian hộp thời gian trôi qua tỷ lệ. Gấp 10 lần tăng cường. Gấp 10 lần, Sở các chủ phụ thân thông nương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta khả năng tìm tới thời gian hộp năng lượng nơi phát ra, rất có thể là Nam Phương Đại Đế, trước thử một lần lại nói. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm nói. Quy tiền bối. Nam Phương Đại Đế đang cùng Xích Tiêu Tử đạo trưởng đổi lấy A. Nếu như này thời gian hộp giúp chính là Nam Phương Đại Đế năng lượng, nó mắt rùa đã thấy tương lai. Không có vấn đề, Sở các chủ dứt lời, lại đối thời gian hộp đánh ra mấy cái đạo ấn, gấp 10 lần tăng cường thời gian hộp hiệu quả. Hắc hắc hắc, chính là như vậy, Xích Tiêu Kiếm nói. Nam Phương Đại Đế, bại cục đã định. Cái kia phiến ẩn giấu đi viễn cổ thiên đình huyền bí tinh vực, cũng đem hóa thành lưu tinh vỡ vụn. Cùng một thời gian, Thất Tu Thánh Quân dựa theo Tống Thư Hàng yêu cầu, đem tất cả lôi kiếp luyện chế ra một lần. Sở tiền bối, bạch tiền bối, cái kia thời gian hộp có thể sử dụng sao? Tống Thư Hàng dò hỏi. Bạch tiền bối phân thân trả lời, có thể. Khởi động thời gian hộp muốn bao nhiêu linh thạch? Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A Thập Lục mỉm cười nói, một khỏa đều không cần. Một khỏa không cần, vậy nó năng lượng từ chỗ nào đến? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm, Nam Phương Đại Đế. Tống Thư Hàng. Đây coi là không tính viễn trình đối Đại Đế một đợt. Cái này nồi, cũng không tính tại trên đầu ta a. Lôi kiếp luyện chế tốt, bạch tiền bối phân thân hỏi. Đúng, ta lập tức đưa nó đưa vào, sau đó dùng thời gian hộp, trình độ lớn nhất giảm bớt một tháng làm lạnh thời hạn. Tống Thư Hàng nói. Không có vấn đề, giao cho chúng ta đi. Sở các chủ nói, thừa dịp Nam Phương Đại Đế không có gãy mất đối cái hộp này năng lượng cung ứng, chúng ta có thể rút bao nhiêu năng lượng liền rút bao nhiêu, đừng bỏ lỡ cái này cơ hội khó được. Chư thiên vạn giới, một cái cỡ nhỏ giới âm ảnh giới. Ở cái thế giới này, chỉ có đen một loại nhan sắc. Toàn bộ thế giới một mảnh đen kịt, liền ngay cả có hay không sinh vật ở trong đó ở lại đều là mê. Tại cái này đen kịt trong thế giới, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Thiên kiếp thịnh yến đã có đầu mối. Quá cảm tạ ngươi, cái gì đều có thể bán tiên sinh. Chờ ngươi xác định vị kia tiểu đạo hữu chế tạo ra kho thiên kiếp thời điểm, ta nhất định sẽ giao để ngươi hài lòng thù lao. Đương nhiên, vị kia tiểu đạo hữu ta cũng sẽ không bạc đãi hắn. Vị này âm ảnh giới duy nhất sống sót sinh vật, tại ngàn ngàn vạn năm sau, bắt đầu hoạt động. Thân thể của hắn, tràn ngập cả cái âm ảnh giới. Đồng thời, béo cầu đại lão hài lòng nhìn lấy chính mình chế tác mới phân thân, tiến vào sau cùng điều chỉnh giai đoạn, chuẩn bị đưa nó vùi đầu vào hiện thế thú tu giới. Tống Thư Hàng đem trong lò luyện đan luyện chế tốt sau 2 tấn 3 thiên kiếp đưa vào đến hạch tâm thế giới lúc, vừa vặn nghe được Xích Tiêu Kiếm tiền bối thoải mái cười to thanh âm. Ha 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 ha, chính là như vậy, rút khô hắn, hôm nay ta muốn để hắn run chân đến chạm không được. Tốt hỏng bét lời kịch. Lôi kiếp luyện chế xong, Tô Thị A Thập Lục chú ý tới Tống Thư Hàng đến, lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, từng cây luyện chế hoàn thành lôi kiếp chuyển rời đến Nam Thu tự chủ điện bên trong. Đi qua đan lô luyện chế về sau, 2 tấn 3 lôi kiếp thể tích rút lại vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản có cây cột lớn nhỏ dạng nhánh lôi kiếp, bây giờ chỉ còn lại 1/20 tả hữu lớn nhỏ, so Tống Thư Hàng dự tính còn muốn nhỏ một vòng. Còn tốt lúc ấy đem Tô Không Vân tất cả lôi kiếp đều phong ấn tổn chữ xuống. Nếu không, thật đúng là lo lắng nguyên liệu nấu ăn số lượng không đủ. Đúng rồi, Tô Không Vân đâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Làm sao không thấy hắn người? Tại trong hộp, bạch tiền bối phân thân chỉ cái kia thời gian hộp. Không ổn,
chúng ta vừa rồi chỉ muốn rút Nam Phương Đại Đế năng lượng. Hiện tại thời gian trong hộp thời gian trôi qua chậm lại đến mấy lần nhanh rồi. Xích Tiêu Kiếm Vỏ Kiếm đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Không cần tiền năng lượng rút quá sung sướng, lập tức quên Tô Không Vân còn tại thời gian hộp bên trong. Tống Thư Hàng, tiền bối, các ngươi mấy vị này muốn hay không như thế hố? Thời gian hộp tuyệt đối không nên biến thành trong động một ngày, nhân gian ngàn năm loại kia tỷ lệ. Hắn cũng không muốn mở hộp ra về sau, nhìn thấy một cái tóc bạc trắng, sắp chết già Tô Không Vân. Không cần lo lắng, ta tính toán thời gian, trước trước sau sau thời gian gia tốc tính được, Không Vân hắn nhiều nhất qua một tháng thời gian. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Xích Tiêu Kiếm Vỏ Kiếm, vậy là tốt rồi. Sở các chủ phụ thân thông nương nói bổ sung, mặt khác, thời gian hộp thời gian trôi qua tốc độ có hạn mức cao nhất. Ở cái này hạn chế bên dưới, bên trong thời gian trôi qua tốc độ sẽ không quá khoa trương, không cần lo lắng. Dứt lời, nàng bấm một cái pháp ấn, đem thời gian hộp mở ra. Cùng bị thu vào đi đồng dạng, hộp vừa mở ra, Tô Không Vân liền giống bị chen thành kem đánh răng đồng dạng bị chen trưởng thành dạng nhánh, từ trong hộp phun ra, rớt xuống đất. Chỉ thấy lúc này Tô Không Vân gầy đi trông thấy, trạng thái rõ ràng không quá tốt. Cuối cùng, sốt cục đi ra. Ta cho là ta bản thân muốn chết ở bên trong, Tô Không Vân run rẩy nói. Xích Tiêu Kiếm Vỏ Kiếm nghi ngờ nói, tu luyện ra vấn đề. Không biết a, ta một mực đang chú ý hắn linh lực khí thức biến hóa, từ đầu tới đuôi việc tu luyện của hắn trạng thái cũng không có vấn đề gì. Sở các chủ dứt lời, khống chế thông nương thân thể hạ xuống, kiểm tra Tô Không Vân trạng thái. Ta không vấn đề khác, Tô Không Vân hít vào một hơi, ta chính là có chút đói. Sở các chủ, đói loại này thể nghiệm, sớm đã bị nàng quên lãng. Bế quan còn cần ăn cái gì loại chuyện này, quá lâu không trải qua, nàng trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Không chỉ có là nàng, Xích Tiêu Kiếm Vỏ Kiếm, Bạch Long Tỷ Tỷ, Công Đức Xà Mỹ Nhân, Tạo Hóa Tiên Tử, Quy Tiền Bối các loại các vị tiền bối, cũng là như thế. Những đại lão này đã sớm không biết đói là vật gì. Ngươi không mang tích cốc đan. Tô Thị A Thập Lục đưa tay đổi ra một cái khác túi càn khôn, lấy ra một cái đan dược, phối thêm đan dịch, để Tô Không Vân ăn vào. Ăn vào đan dược về sau, Tô Không Vân trạng thái dần dần khôi phục, hắn nuốt ngụm nước miếng, mang theo, nhưng mang vô cùng ít. Ta lần này, là trộm đi ra. Sở dĩ, rất nhiều cấp thấp tu sĩ đi ra ngoài thiết yếu đồ vật, đều mang theo không đủ. Hắn cũng là tiến vào thời gian hộp tu luyện sau một thời gian ngắn. Phát hiện mình tích cốc đan không có. Ngươi liền sẽ không hô một tiếng, để cho chúng ta đem tích cốc đan đưa vào đi cho ngươi sao? Tô Thị A Thập Lục dở khóc dở cười. Tô Không Vân ngại ngùng nói, ta sợ cái này thời gian hộp vừa mở ra về sau, thời gian bí cảnh hiệu quả liền sẽ mất đi. Ta thật vất vả có cơ hội tiến vào thời gian bí cảnh, sở dĩ, muốn kiên trì đến cuối cùng. Tống Thư Hàng. Sau đó, ngươi liền tình nguyện chết đói, cũng không chịu lên tiếng. Đương nhiên, nếu quả như thật đến phải chết đói thời điểm, ta cũng sẽ lên tiếng kêu. Kỳ ngộ cùng sinh mệnh so ra, ta vẫn là chọn sinh mệnh. Tô Không Vân nói, tiểu hòa tử có tiền đồ, Xích Tiêu Kiếm Vỏ Kiếm khen loại này ưa thích đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh phong cách, rất có mẫu phong cách vẽ. Lại nói, cái thiên kiếp này bây giờ có thể ăn chưa? Cái này lúc, Quy Tiền Bối lên tiếng hỏi, hắn nhịn không được tiến đến một đầu dạng nhánh cố hóa thiên kiếp trước mặt. Rất muốn lẻ lưỡi đi liếm liếm cái thiên kiếp này. Dung nhập thiên cương sau thành hình thiên kiếp, mùi thơm càng thuần. So với trên thực đơn miêu tả còn muốn khoa trương. Còn không được, Quy Tiền Bối, chờ một chút. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay, ngăn tại Quy Tiền Bối trước mặt. Quy Tiền Bối duỗi ra đầu lưỡi, liếm tại Tống Thư Hàng lòng bàn tay. Một lát sau. Phi, tay của ngươi cầm thứ gì, lão mặn, Quy Tiền Bối bất mãn nói. Có thể là đi nhà cầu xong không rửa tay. Xích Tiêu Kiếm Vỏ Kiếm đột nhiên lên tiếng nói. Quy Tiền Bối. Kỳ thật, ta đã thật lâu không đi nhà xí. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Từ khi tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới sau, đi nhà xí loại chuyện này, tự cùng hắn kết thúc dài đến 18 năm chân quý hữu nghị, chính thức tuyệt giao. Hồi tưởng lại còn cảm giác có điểm là lạ. Trong bất chi bất giác, nhân sinh của hắn đã ít đi rất nhiều đồ vật. Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói, ngươi lần trước đi nhà cầu xong sau một mực không có rửa tay.
Quy tiền bối. Mặc dù biết đây là xà đản, nhưng nó đột nhiên cảm giác trong miệng rất không thoải mái. Mấy người các ngươi, đừng nói chuyện tào lao. Thừa dịp Nam Phương Đại Đế không có đoạn đi cùng thời gian hộp năng lượng cung cấp trước đó, chúng ta thừa cơ đem thiên kiếp cho chế tác hoàn thành. 36 ngày thời gian, tính toán tốt thời gian tỷ lệ. Sở các chủ nhắc nhở. Mặc kệ Nam Phương Đại Đế vì cái gì còn không có đoạn đi cùng thời gian hộp liên hệ, dù sao trước lại rút một đợt, tiết kiệm xuống không ít linh thạch. Tống Thư Hàng đưa tay, niệm lực thôi động. Từng cây dạng nhánh 2 tấn 3 lôi kiếp bị đưa vào đến cái hộp nhỏ phía trên. Sở các chủ bấm một cái đạo ấn, kích hoạt hộp, đem tất cả 2 tấn 3 lôi kiếp hút vào trong đó, tiếp đó, chỉ cần chờ trong hộp thời gian vượt qua 36 ngày, là có thể. Một đám người vây quanh ở thời gian hộp bên cạnh chờ đợi. Hạch tâm tiểu trợ thủ hiển hiện, nàng lấy ra tán tài vương tọa vị thiếu niên kia thần bí tiền bối đưa tặng lá trà, dùng hoạt tuyền con suối bên trong tươi mới suối nước, phao trà nóng chiêu đãi các vị tiền bối. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục cũng xếp hàng ngồi, trong tay hắn bưng lấy chúc chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Kỳ quái, thời gian hộp vận chuyển công suất, tựa hồ hạ thấp rất nhiều. Cái này lúc, sở các chủ đột nhiên lên tiếng nói. Có thể là vừa rồi dùng quá mạnh, thời gian hộp có chút không chịu nổi. Có phải hay không là cái này hộp pháp khí, có chút mệt nhọc rồi. Tô Thị A Thập Lục suy đoán nói. Hắn giống như Nam Thu Tự. Phủ bụi ngàn ngàn vạn năm. Mệt nhọc, Tống Thư Hàng xoa cằm. Pháp khí mệt nhọc làm sao bây giờ? Tống Thị xoa bóp dưỡng đao thuật, muốn hay không tìm hiểu một chút. Đồng thời, Bạch tiền bối phân thân cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối cũng hướng hắn trông lại. Thư Hàng, người đi lên thử một chút, Bạch tiền bối phân thân nói. Xích Tiêu kiếm tiền bối, ta cảm giác ngươi dưỡng đao thuật hẳn là sẽ có không tệ hiệu quả. Liền hai vị tiền bối đều nói như vậy, Tống Thư Hàng trong lòng càng có niềm tin. Hắn đem trong tay chúc chén trước giao cho Tô Thị A Thập Lục, đứng dậy. Tống Thị thuật xoa bóp, hắn tay trái tay phải đồng thời lóe sáng, vừa ra tay chính là kích thích nhất tả hữu liên hoàn dưỡng đao thuật. Hai tay lẫn nhau trượt, hai đạo dưỡng đao thuật quang mang đồng thời rơi vào cái kia thời gian hộp phía trên. Nguyên bản tựa hồ có chút mỏi mệt, vận chuyển công suất rất xuống thời gian hộp. Phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Hắn không giống bảo đao bảo kiếm như thế có thể phát ra ong ong chấn động, chỉ có thể không ngừng chấn động, biểu thị nó vui vẻ. Sau một khắc, nguyên bản đã rớt xuống vận chuyển công suất, một lần nữa mở đủ mã lực, ầm ầm vận chuyển lại. Lại nhưng thật có thể hữu hiệu, khôi lỗi thiên tử trong con mắt màu cam quang mang lấp lóe. Cái này dưỡng đao thuật phi thường thực dụng, sáng tạo ra nó người là một thiên tài, mà lại phi thường đáng sợ. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói hắn là dưỡng đao thuật trên nhất nghiện cái kia, cũng là một cái duy nhất bởi vì Tống Thư Hàng dưỡng đao thuật mà sinh ra tiến hóa bảo kiếm. Cái này đã hoàn toàn không phải dưỡng đao thuật, liền không có hắn không thể nuôi đồ vật. Quy tiền bối nói, ta nhìn trực tiếp đổi tên gọi dưỡng khí thuật sẽ tốt đi một chút, cái gì pháp khí đều có thể dưỡng. Không chỉ có là pháp khí, liền phân thân, tâm ma đều có thể dưỡng. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Khôi lỗi đâu, khôi lỗi tiên tử phát ra tiếng nói. Tiên tử có muốn thử một chút hay không? Tống Thư Hàng xoay người lại hỏi. Khôi lỗi tiên tử, ta sẽ cáo ngươi quấy rối. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, tiên tử, dưỡng đao thuật nhiều nhất tính cái xoa bóp a. Thư Hàng, đừng ngừng, tiếp tục đối với thời gian hộp xoa bóp. Quy tiền bối thúc giục nói. Tống Thư Hàng liền vội vàng xoay người, đối cái hộp kia chính là dưỡng đao mai tam liên. Thời gian hộp vận chuyển hiệu suất trong nháy mắt đạt được ưu hóa, vận chuyển thời điểm đều biến lưu loát. Cảm giác tựa như là một đài niên đại xa xưa kiểu cũ máy tính, vận chuyển tốc độ càng ngày càng chậm, tùy tiện mở phần mềm liền phải mấy phút đồng hồ thời gian. Mà Tống Thư Hàng cái này ba phát dưỡng đao thuật xuống dưới, kiểu cũ máy tính lập tức tăng tốc, đạt đến máy vi tính mới vận chuyển tốc độ, vô luận cái gì phần mềm đều là dây mở, trôi chảy không được. Ta cảm giác ta vừa tìm được một đầu phát tài tốt đường đi. Tống Thư Hàng nói, ta có thể khai ra pháp khí bảo dưỡng cửa hàng, vì mọi người pháp khí tiến hành bảo dưỡng. Quy tiền bối, ý kiến hay, lần sau có cơ hội đối ta mai rùa cũng thử một chút dưỡng đao thuật không? Rất có thể cũng sẽ có hiệu quả. Cái kia đến lúc đó quy tiền bối liền trở thành ta vị khách nhân thứ nhất đi, ta cho người đánh cái giảm còn 80%. Tống Thư Hàng nói đang khi nói chuyện. Hai tay của hắn còn tại bản năng không đứt tay trượt.
Quy tiền bối. Ngươi lại còn muốn nhận ta tiền. Ngươi chẳng lẽ không biết rùa ăn đất sao? Ta đều nghèo đến ăn đất, ngươi lại còn muốn tìm ta đòi tiền. Nhiều nhất đưa ngươi cái chút bỏ mai rùa. Bên cạnh, Tô Thị A Thập Lục cười ra tiếng, lúc này nàng ôm đầu gối mà ngồi, trên đầu nữ sĩ mũ hái đi, lộ ra một đôi tiểu long giác. Bởi vì tư thế ngồi nguyên nhân, rộng thùng thình bảy điểm quần váy co lại đến đầu gối vị trí, lộ ra hành bụng trắng bóc bắp chân. Trên ngón chân điểm đỏ tươi đan khấu, như tuyết bên trong hồng mai. Quy tiền bối, tiểu thập lục ngươi đang cười cái gì đâu? Vui vẻ, sở dĩ liền cười. Tô Thị A Thập Lục phủ bên cạnh tai tóc mai sợi tóc, cười trả lời. Ngươi vui vẻ điểm thật đúng là kỳ quái. Quy tiền bối nói. Hừm, trước kia một năm cũng không thấy A Thập Lục cười mấy lần. Tô Không Vân ở một bên nói. Liền ngươi nói nhiều. Tô Thị A Thập Lục đối Tô Không Vân nhẹ nhàng bắn ra, cách không một đạo khí kình rơi ở trên người hắn, đem hắn bắn bay ra ngoài. Tô Không Vân ngay từ đầu ý đồ tránh né, nhưng tránh né suy nghĩ đều vừa mới hiển hiện, liền đã bị đẩy lùi. Hắn lúc đầu cảm giác mình tấn thăng đến tam phẩm, lại tại thời gian hộp bên trong vững chắc cảnh giới, tại Tô Thị A Thập Lục trong tay, chí ít cũng có thể chống đỡ hạ cái một chiêu nửa thức. Không nghĩ tới mình và nàng sự chênh lệch vẫn như cũ thật lớn như thế. Vốn cho là bản thân có cơ hội tranh thủ bên dưới Tô Thị thập bát, thập cửu mấy cái số lượng đạo hiệu, hiện tại xem ra bản thân còn kém xa lắm a. Không sai biệt lắm, cái này lúc, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Trong hộp đi qua 36 ngày thời gian, Tống Thư Hàng hỏi. Không, ta nói là ngươi dưỡng đao thuật không sai biệt lắm. Bạch Tiền Bối phân thân mặt đơ trạng, cảm giác thời gian hộp sắp đến cực hạn. Tống Thư Hàng vội vàng đình chỉ cái kia không cách nào tự dừng tay trượt. Đáng tiếc, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói, ta vốn đang coi là đối cái hộp nhỏ dùng dưỡng đao thuật sẽ ảnh hưởng đến Nam Phương Đại Đế, nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ không ngừng bị rút đi năng lượng ngoài, dưỡng đao thuật hiệu quả không cách nào truyền lại đến trên người hắn. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối lúc đầu rất chờ mong nhìn thấy Nam Phương Đại Đế một bên bị rút năng lượng rút đến run chân, một bên khác lại bị dưỡng đao thuật cưỡng chế sảng khoái bộ dáng. Hiện tại xem ra, Nam Phương Đại Đế chỉ là cái này thời gian hộp pin. Tống Thư Hàng đình chỉ tay trượt về sau, trở lại Tô Thị A Thập Lục bên cạnh, từ trong tay nàng hái về bản thân trúc chén. Trúc chén trao đổi, ngón tay của hắn cùng nàng ngón tay đụng vào, lẫn nhau có thể cảm ứng được đối phương ngón tay nhiệt độ mỏng như cánh ve trạng thái nghịch lân võ sĩ quyền sáo, gần như không ảnh hưởng Tống Thư Hàng tay phải ngày thường. Thật mát, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. A Thập Lục ngón tay nhiệt độ rất thấp. Tống Thư Hàng nhìn về phía A Thập Lục, tu sĩ cảnh giới đến nhị phẩm về sau, liền nóng lạnh bất xâm, trừ phi là công pháp hoặc thể chất vấn đề. Đừng lo lắng, Tô Thị A Thập Lục hạ giọng nói, đây là huyết mạch thức tỉnh nguyên nhân. Không có việc gì liền tốt, Tống Thư Hàng cười nói. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng cười một tiếng, tóc ngắn phiêu giật. Từ trên người của nàng, có một loại rất dễ chịu hương vị tán đến. Tựa hồ là mùi tóc, lại tựa hồ là long giác thượng tán đi ra mùi. Chờ trong hộp 36 ngày đã đến giờ về sau, liền có thể ăn chưa? Quy tiền bối lên tiếng hỏi. Đến lúc đó, liền xem ta chủ nghệ, Tống Thư Hàng tự tin nói. Quy tiền bối, ngươi sẽ tiên chủ kỹ thuật. Ta được đến Hà Chỉ Ma Đế tiên chủ truyền thừa chủ tâm, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Tin tưởng ta, Tống Thư Hàng nói. Quy tiền bối trầm mặc một lát. Nếu không, chúng ta vẫn là ăn sống đi. Chúng ta rùa loại, ăn cá đều là trực tiếp nuốt, mà lại kho loại này làm đồ ăn thủ pháp, sẽ để cho ta nghĩ tới kho con ba món ăn này, lòng chua xót. Tống Thư Hàng. Tinh không xa xôi bên trong. Một khỏa lâu dài không cách nào bị mặt trời chiếu rọi tiểu hành tinh bên trên, nhưng có một cái nhân công mặt trời nhỏ phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt. Ti ti lần này quá mức a, lần trước vẫn chỉ là 7 liên phát. Lần này liền không cho người ta thở thời gian, từ đầu tới đuôi trọn vẹn 81 lần, tiểu cô nương kia đến cùng đang làm gì. Mà lại, ta rõ ràng đã chặt đứt linh quỷ cùng bản thể ở giữa liên hệ, vì cái gì còn bị ảnh hưởng đến. Một vị hai chân thon dài tu tử, ghé vào mặt trời nhỏ phía dưới sông băng bên trên, một mặt buồn rầu. Xem ra, tại đi nho ra triển khai kế hoạch của mình trước. Nàng trước tiên cần phải đi cùng Vũ Nhu tử gặp một lần. Tiểu cô nương này não mạch kín đặc biệt thần kỳ. Nếu như nói người bình thường thả bản thân lúc, não mạch kín là dương cánh bay lượn đại ưng.
cái kia vũ nhu tử tiểu cô nương thả bản thân lúc, não mạch kín chính là xông ra tinh cầu phi thuyền vũ trụ. Loại này cưỡng chế tính sảng khoái đến cùng là thứ quỷ gì, phải đi hiểu rõ dưới. Thiên đế lẩm bẩm nói. Loại này cưỡng chế sảng khoái, dựa vào nàng cường đại ý chí, hoàn toàn có thể chống được. Nhưng vấn đề là thân thể nàng là vũ nhu tử linh quỷ, nội tình quá yếu còn thụ vũ nhu tử bản thể ảnh hưởng. Thật vất vả khôi phục lại về sau, thiên đế thu hồi bản thân vẽ đầy kế hoạch quyển trục. Giải trừ cùng bản thể tiểu cô nương kia vũ nhu tử ở giữa liên hệ phong tỏa, khóa chặt nàng tọa độ. Thiên đế ngón tay nhẹ nhàng búng ra, một lần nữa để linh quỷ chi thân cùng vũ nhu tử ở giữa thành lập cộng minh liên hệ. Thông qua loại này cộng minh, nàng khóa chặt vũ nhu tử tọa độ. Bất quá, nàng không có trực tiếp truyền tống đến vũ nhu tử bên người đi, mà là trước núp trong bóng tối, âm thầm thăm dò. Thông qua vũ nhu tử, nàng mơ hồ có thể cảm ứng được Điền Thiên Đảo Yến Hội hình ảnh. Vũ nhu tử tiểu cô nương tại tham gia tu sĩ tụ hội. Thiên đế ám đạo. Tốt nhất đợi nàng một thân một mình lúc, lại xuất hiện cùng nàng gặp mặt. Trong lúc đang suy tư, nàng nhìn thấy cái kia thú vị thiếu niên Tống Thư Hàng trống rỗng xuất hiện. Sau lưng Tống Thư Hàng, còn đi theo Bắc Phương cái kia sủng vật hải quy, mai rùa trên cõng một cái hộp nhỏ. Thiên đế! Đây không phải trẫm bảo hạp sao? Nàng nhớ kỹ cái này bảo hạp hẳn là tại tâm phúc của mình Nam Phương Đại Đế Nam Thu Tự bên trong đi, tại sao lại xuất hiện ở Tống Thư Hàng trong tay? Nam Thu Tự, sẽ không xảy ra vấn đề a? Đang lúc thiên đế suy tư thời khắc, thiếu niên Tống Thư Hàng đưa tay mở ra cái hộp nhỏ, là thời điểm cho các người bộc lộ tài năng. Hắn đưa tay chụp một cái, một đầu lôi kiếp bị kéo ra ngoài. Sẽ không sai, mặc dù là dạng nhánh loại này kỳ quái hình dạng, nhưng phía trên lôi kiếp đường vân, thiên kiếp khí tức không có giả. Đây là một đầu thiên kiếp. Dùng đầu hình dung lôi kiếp nghe rất quái lạ, nhưng nó chính là một đầu. Thân là thiên kiếp bên trong nổi danh nhất lôi kiếp, hắn lăn lộn thành bộ dáng như vậy, khiến cho người không hiểu lòng chua xót. Mặt khác, thiếu niên Tống Thư Hàng muốn làm gì? Thiên đế rất ngạc nhiên. Sở sở, cái này lúc, thiếu niên Tống Thư Hàng quát to một tiếng. Vâng, sư phụ, nơi xa, treo tạp dề sở sở đưa tay ném đi, đem từ thán tài vương tọa ở bên trong lấy được bộ kia tiên chủ đồ làm bếp ném cho Tống Thư Hàng. Đồ làm bếp. Thiên đế trong lòng ẩn ẩn nghĩ đến một cái khả năng. Nhưng nàng lại lập tức lắc đầu không có khả năng, thiên kiếp thứ này, cũng không khả năng bị đưa vào phòng bếp A. Nàng chỉ là nghĩ như vậy. Tống Thư Hàng đã đem đầu thứ nhất thiên kiếp đặt tại trên thớt. Dao phay trượt ra, bị nhấc trong tay. Giờ khắc này, hà chỉ ma đế ma môn tiên chủ truyền thừa ma môn chủ tâm phụ thể. Lại thêm Tống Thư Hàng bản thân liền là lĩnh ngộ ra đao ý đao tu. Dao phay cũng là đao, điều động đến cũng không khó khăn. Tay phải hắn nhanh chóng huy động. Đồ làm bếp dao phay chạm tại dạng nhánh thiên kiếp bên trên. Đường đường thiên kiếp, liền cái này dạng này bị cắt thành đều đều phiến mỏng. Từ hôm nay trở đi, thiên kiếp uy nghiêm, không còn sót lại chút gì. Thiếu niên Tống Thư Hàng tay phải nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt, thiên kiếp đầu đã bị cắt một đoạn ngắn, thật mỏng thiên kiếp cắt miếng tràn đầy một cái đại bàn. Được rồi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Những thứ này thật mỏng thiên kiếp cắt miếng, là kho thiên kiếp cuối cùng bày bàn trang trí, cũng có thể dùng ăn. Liền cùng sashimi đồng dạng, trực tiếp ăn sống là đủ. Đề cử là dùng tươi non rau quả lá cây bọc bọc lấy ăn, hương vị càng thêm ngon. Sau đó, đón lấy đến đem kho thiên kiếp thiết khối. Tống Thư Hàng trong tay đồ làm bếp dao phay nhanh chóng trong lòng bàn tay dạo qua một vòng. Dao phay cùng thân thể của hắn phảng phất hòa làm một thể. Ở trên người hắn, có thuần túy đạo ý bắt đầu bộc phát. Cuối cùng, những thứ này đạo ý ngưng tụ làm một cổ Tống Thư Hàng đao thứ hai ý, nguyên bản thì có thức tỉnh dấu hiệu. Mà bây giờ, tại thiết thiên kiếp đầu thời điểm, đao thứ hai ý nhận lấy kích thích, tùy thời đều có thể phá xác thành hình. Tống Thư Hàng hít sâu, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hà chỉ ma đế chủ tâm ở trên người hắn hiển hiện. Ma môn tiên chủ truyền thừa kinh nghiệm tại trong đầu hắn hiển hiện, chỉ dẫn lấy hắn bước kế tiếp chế độ ăn phương pháp. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào 2 tấn 3 thiên kiếp. Bị cắt mở một đoạn ngắn thiên kiếp, hiện lên ám kim chi sắc theo hà chỉ ma đế menu miêu tả, nguyên bản cái thiên kiếp này đầu nên vì kim sắc. Mà Tống Thư Hàng trong tay thiên kiếp đầu bởi vì gia nhập thiên cương nguyên nhân, nhan sắc biến càng sâu.
thiên kiếp bị cắt mở cái kia một mặt, không ngừng có như mật ong mỡ chảy ra, mùi thơm nồng đậm thật lâu không tiêu tan, thiên kiếp mặt cắt chỗ lôi văn nhìn tựa như là mê người thịt văn, khiến cho người thèm nhỏ nước dãi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng giơ lên đồ làm bếp dao phay, ánh mắt của hắn, thấy được thiên kiếp chỗ càng sâu tin tức. Kết hợp Hà Chỉ Ma Đế Tiên Chủ truyền thừa khổng lồ kinh nghiệm, ánh mắt của hắn nhìn thấu thiên kiếp kết cấu, nhìn thấu thiên kiếp nơi nào là yếu nhất vị trí cũng chính là thích hợp nhất hạ đao vị trí. Hắn một đao vung xuống, dao phay vừa đúng cắt vào thiên kiếp, bằng nhẹ nhõm khí lực, tùy tiện đem thiên kiếp thiết khối. Chính là loại cảm giác này, Tống Thư Hàng nói khẽ. Một đao kia, rơi vào nguyên liệu nấu ăn bên trên, chính là đỉnh tiêm tiên chủ đao công. Có thể cắt ra phù hợp nhất tâm ý, tuyệt vời nhất nguyên liệu nấu ăn hình thái. Nhưng một đao kia, nếu là chạm tại trên người địch nhân, cái kia chính là trực chỉ nhược điểm, bằng mạnh phá địch yếu nhất một đao. Thiên hạ đao đạo, trăm sông đổ về một biển. Tống Thư Hàng lần nữa nâng đao. Sau lưng hắn, có mấy đạo thân ảnh hiển hiện. Bạch Tiền Bối phân thân, Khôi Lỗi tiên tử, Thông Nương, cùng treo ở xích tiêu kiếm trên vỏ kiếm, Hôn Mê Tô Không Vân. Ngay sau đó, Tô Thị A Thập Lục cùng Tạo Hóa, Công Đức hai vị tiên tử đồng thời trước sau phóng ra, xuất hiện sau lưng Tống Thư Hàng. Đã bắt đầu làm đồ ăn rồi. Thông Nương khịt khịt mũi, cảm giác tốt hương, nàng đang muốn đi lên hỏi thăm Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối phân thân nhẹ nhàng giữ nàng lại, đừng lên đi, trước đừng quấy rầy Thư Hàng. Hắn nhìn ra Tống Thư Hàng lúc này ở vào một chủng loại giống như lĩnh ngộ trạng thái, trên người hắn thứ hai đao ý, có lẽ sắp thành hình. Không biết Tống Thư Hàng lần này sẽ ngưng tụ ra cái gì đao ý. Hắn lấy Bạch Tiền Bối ký ức, Tống Thư Hàng đao thứ nhất ý chính là khải ý, trước nay chưa có phòng thủ hình đao ý. Hiện tại hắn đao thứ hai ý, lại là cái gì bộ dáng? Nhìn lấy đang làm đồ ăn Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối phân thân hai mắt hiển hiện từ bi, vẻ thương hại. Hắn biết Tống Thư Hàng rất muốn ngưng tụ ra loại hình công kích đao ý, giống một cái đường đường chính chính đao tu như thế. Nhưng bây giờ, hắn lĩnh ngộ thứ hai đao ý chàng cảnh là làm đồ ăn. Bạch Tiền Bối phân thân đột nhiên rất muốn cho Tống Thư Hàng hát một bài lão ca. Bạch Tiền Bối phân thân chỉ là nghĩ như vậy, sau lưng Tạo Hóa tiên tử cùng Công Đức Xà Mỹ Nhân đã cùng nhau tiến lên một bước, dung nhập Tống Thư Hàng thân thể. Công Đức Xà Mỹ Nhân hóa ra Công Đức Chi Quang hình thức, đem Tống Thư Hàng cả người bao phủ. Công Đức Chi lực hộ thể, có thể gia tăng Tống Thư Hàng lực lĩnh ngộ, tăng lên hắn khí vận. Tạo Hóa tiên tử thì phù ở Công Đức Xà Mỹ Nhân phía sau, giống ban đồng ca bài vị đồng dạng. Nàng hai tay ôm quyền, lấy thiếu nữ cầu nguyện trạng nâng tại trước ngực. Sau đó, trong miệng nàng bắt đầu ngâm sướng lên một khúc không có lời kịch, nhưng dị thường sục sôi ca khúc. Bài hát của nàng đồng dạng có tăng lên ngộ tính, tăng lên trạng thái, tăng lên thần thức cảm ứng các loại đặc hiệu. Đại công đức, đại tạo hóa. Làm đồ ăn còn tự mang nhạc nền. Quy Tiền Bối nhịn không được nói. Tại ta nhạc nền bên trong, không ai có thể thắng ta. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói tiếp. Bạch Tiền Bối phân thân. Cùng một thời gian, tại Công Đức Chi Quang bao khỏa cùng Tạo Hóa tiên tử tiếng ca gia chỉ bên dưới, Tống Thư Hàng lần nữa huy động dao phay. Lần này, dao phay không có ngừng lại. Đao quang lóe lên, một kích chém ngang, thật dài thiên kiếp bị cắt ngang thành hai nửa. Tống Thư Hàng đưa tay đè lại thiên kiếp. Tay phải đao quang liên tục lấp lóe. Một đao tiếp lấy một đao chạm tại trên thiên kiếp. Mỗi một đao đều vừa đúng, mỗi một đao đều chạm tại thích hợp nhất, chính xác nhất vị trí. Trong nháy mắt, cả một đầu thiên kiếp toàn bộ bị hắn cắt thành khối nhỏ. Những thứ này khối nhỏ thể tích không sai biệt lắm vừa vặn có thể bị người kẹp lấy, ăn một miếng lớn nhỏ. Thiên kiếp mùi thơm tràn ngập toàn trường, ánh mắt mọi người đều bị Tống Thư Hàng hấp dẫn. Tống Thư Hàng khí thế trên người, ngưng tụ đến cực hạn, phong mang tất lộ. Nhưng là, thứ hai đạo ý còn không có ngưng tụ, còn thiếu một chút. Sau lưng Thông Nương đột nhiên đưa tay sờ sờ bản thân cái đầu nhỏ nàng đột nhiên cảm giác, hiện tại phong mang tất lộ trạng thái Tống Thư Hàng có chút đáng sợ. Luôn cảm giác chính nàng lúc nào cũng có thể sẽ bị Tống Thư Hàng chụp tới, vô tình dao phay sẽ rơi ở trên người nàng. Đúng, ta là một gốc hành A. Thông Nương đột nhiên nghĩ đến điểm này. Mà Tống Thư Hàng hiện tại làm đồ ăn. Làm đồ ăn thời điểm, vạn nhất không hành thái, tình cảnh của nàng tựa hồ liền sẽ biến đáng sợ. Ta hiện tại muốn hay không đào mệnh. Nhưng là,
nghe cái kia dị hương xông vào mũi thiên kiếp, thông nương lại chuyển không ra chân. Tốt hương, thật muốn ăn một thanh kho thiên kiếp. Còn chưa đủ, còn thiếu một chút, Tống Thư Hằng nói, hắn đưa tay chuẩn bị lại bắt một đầu thiên kiếp đi ra. Mà hắn khẽ vươn tay lúc, ngón tay đụng chạm tới Tô Thị A Thập Lục lành lạnh tay nhỏ. Ở bên cạnh hắn, Tô Thị A Thập Lục vừa đúng lấy ra một đạo thiên lôi, đưa nó bày ở Tống Thư Hằng trước người trên thớt, lấy thiên kiếp sự giao cho ta, người một mực chuyên tâm đi làm đồ ăn. Tống Thư Hằng đè lại trên thớt thiên kiếp, nín thở ngưng thần. Đao quang lần nữa lấp lóe, so sánh với một lần càng nhanh, hơn càng trực tiếp. Đạo này thiên kiếp, đi so với hắn trên một vị huynh đệ càng nhanh, càng an tường hơn. Âm thầm thăm dò thiên đế, trợn mắt hốc mồm. Điên rồi, lại nhưng thật sự đem thiên kiếp cắt miếng, thiết khối. Thậm chí nàng còn chứng kiến, tại Tống Thư Hàng bên người có một thanh nồi lớn đã dựng lên. Đây là sự thực muốn ăn thiên kiếp, không ra trò đùa. Ta có phải hay không có chút lạc hậu, từ viễn cổ thời đại đến bây giờ, nàng chưa từng có gặp qua cái nào ăn hàng sẽ đem ánh mắt khóa chặt tại thiên kiếp loại vật này bên trên. Dù sao thiên kiếp, các tu sĩ trên cơ bản tránh không kịp, chỗ nào sẽ còn nghĩ đến đi ăn hết hắn. Ăn thiên kiếp, liền không lo lắng tương lai khi độ kiếp thiên kiếp trả thù sao.